Chào mừng bạn đến với bộ truyện Ta treo máy ngàn vạn năm tại kênh YouTube chị Google đọc truyện hay kênh Phương Trinh Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước khi nghe truyện này, bạn vui lòng nhấn nút like, share. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha, không mất gì của bạn. Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó. Cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 131 đến chương 160. Chương 131, nửa bước thần. Giết không tha lại chết bốn tôn cổ tiên, mau nhìn, Ngao Bình muốn bỏ chạy. Thật là đáng sợ Trường Sinh Thần, bên cạnh hắn mấy người, vậy mà đều đáng sợ như vậy. Quá mạnh, toàn bộ Đa Bảo Thần Cung, giờ phút này đều sôi trào lên, nhìn lấy hư không bốn tôn cổ tiên vẫn lạc, Ngao Bình chạy trối chết, trong mắt mọi người cực kỳ chấn động. Đây chính là Long Tộc, đáng sợ Long Tộc a. Bình thường Long Tộc tại tiên giới phách lối vô cùng, các đại thế lực cổ tiên cường giả, cũng không dám đắc tội, nhưng ai biết. Vẫn còn có hôm nay. Không tốt, hắn muốn bỏ chạy. Đế Sát giờ phút này trong lòng có chút gấp, một đầu lão ba trùng đều không giải quyết được, chờ một chút như thế nào đi hướng chủ nhân phục mệnh. Muốn là chủ nhân không hài lòng làm sao bây giờ? Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Chạy trốn Ngao Bình, trong mắt sát ý vô biên, giết hắn Long Tộc 8 vị cổ tiên a, thù này, hắn Long Tộc há có thể không báo, Nhậm Trường Sinh phải chết. Đế Sát bọn người, cũng phải chết, ngươi muốn giết ta. Nhưng vào thời khắc này, Ngao Bình trong đầu, một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, theo đạo thanh âm này, Ngao Bình thân thể cứng đờ. Một cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên khóa chặt hắn. Đây là, quay đầu, Ngao Bình trong mắt đều là bất ngờ, chẳng biết lúc nào, cái kia thần cung trước thiếu niên, trong tay xuất hiện một thanh thần cung, chỉ thấy phía sau của hắn, vô tận thần vực cuồn cuộn mà ra. Cái kia thần vực, bao phủ vạn trượng, thần vực bên trong. Có thể nhìn đến từng tòa cổ lão thần điện biến ảo mà ra, những thứ này thần điện, mang theo vô thượng thần uy, đó là chân chính thần vực. Ngươi là thật thần, điều đó không có khả năng. Ngao Bình sắc mặt, trắng bệch vô cùng, thần thật. Cái này sao có thể? Hắn thấy, Nhậm Trường Sinh cần phải giống như hắn, đều là nửa bước thần đạo mà thôi. Cái này trong tiên giới, làm sao lại xuất hiện chân chính thần đạo cường giả? Oanh, một cỗ hồng hoang khí tức, theo Nhậm Trường Sinh trên thân phóng lên tận trời. Nhậm Trường Sinh đỉnh đầu, vô số dị thú gầm thét, hồng hoang chi lực, hướng xạ thiên cung mãnh liệt mà đi. Cái kia xạ thiên cung phía trên, dâng lên hào quang sáng chói. Là chiếc cung thần đó, cái nào đem ngoài ức vạn giảm chém giết Long Tôn thần cung. Trường Sinh thần muốn xuất thủ, vô số cổ tôn, trong mắt quang mang tăng vọt, thiếu niên kia, xuất thủ lần nữa, cái kia thần cung, giờ phút này dâng lên hào quang sáng chói, bọn họ có thể chưa quên, chiếc cung thần đó. Đã từng ngàn tỷ dặm bên ngoài, buông xuống Long đảo phía trên, đem Long tộc Long tôn, rõ ràng chém giết. Đây là thần khí, khẳng định là ngũ phẩm phía trên thần khí, không có khả năng, tiên giới không có khả năng xuất hiện đáng sợ như vậy thần khí, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngao Bình điên cuồng gầm thét, cái kia thần cung, giờ phút này đã khóa chặt hắn, khí tức tử vong theo cái kia thần cung chi bên trên truyền đến. Chết, lạnh lẽo âm thanh vang lên, chỉ thấy thiếu niên kia. Đột nhiên buông lỏng ra thần cung phía trên, một đạo tiễn khí phá không mà ra, tiễn khí những nơi đi qua, hư không, toàn bộ vỡ nát. Không tốt, Ngao Bình trong mắt, đều là bất ngờ. Sau một khắc, Ngao Bình há miệng phun một cái kim sắc long châu, phóng lên tận trời, cái kia long châu, trực tiếp đối với tiễn khí nghênh đón đi lên. Phanh, trầm muộn âm thanh vang lên, tại mọi người rung động trong thần sắc, cái kia long châu, trực tiếp vỡ nát, tiễn khí vỡ vụn long châu. Trực tiếp rơi vào Ngao Bình trên thân, Ngao Bình thân thể. Tại hư không nổ tung, ong ong, long huyết, theo hư không rơi xuống. Ô ô, thiên địa cùng buồn, nửa bước thần đạo, như cũ vẫn lạc, vẫn là một tiễn, thiếu niên kia đứng tại thần cung trước, giờ phút này như là vô thượng thần linh đồng dạng, bao quát chúng sinh. Thật mạnh, một đám cổ tiên, tâm thần run rẩy, đây chính là nửa bước thần đạo, khoảng cách thần đạo chỉ thiếu chút nữa xa nửa bước thần đạo a, cứ như vậy bị giết. Còn không mau đi. Thần cung trước, Nhậm Trường Sinh thanh âm đạm mạc vang lên, nghe được Nhậm Trường Sinh lời này, bá đế ba người lập tức lấy lại tinh thần, một lát, ba người hướng hư không cái kia rơi xuống long huyết mà đi. Bá thiên thánh thể, thối luyện, kiếm hồn, thối luyện, linh hồ, thu, ba người điên cuồng thôn vệ hư không long huyết này, chính là nửa bước thần đạo long huyết, kỳ huyết bên trong ẩn chứa thần vận cùng vô tận lực lượng, ba người thôn vệ, khí tức trên thân bắt đầu tăng cường. Đây là nửa bước thần đạo long huyết. Đây chính là chí bảo. Đáng tiếc, ta chờ không có cơ hội lấy được long huyết tẩy lễ, bằng không mà nói, chúng ta tu vi khẳng định có thể tăng lên một cái cấp độ.
vừa mới mặt đất còn có nhỏ xuống long huyết, đều thu thập lên. Từng đạo cổ tiên, trong mắt nóng rực vô cùng, nhưng đáng tiếc là, không có thiếu niên kia lên tiếng, bất kỳ người nào, cũng không dám tới gần cái kia long huyết khu vực. Thiếu niên kia, thật là đáng sợ. Giống giống, theo thôn vệ long huyết, bá đế thân phía trên khí tức bạo tăng, phía sau của hắn, cái kia vạn trưởng nguyễn ảnh, giờ phút này càng là điên cuồng thôn vệ tiên linh chi khí. Bá đế trên không, một tôn thần thành, lặng yên xuất hiện, tòa thần thành kia, hư huyễn vô cùng, nhưng ẩn chứa trong đó thần uy, lại làm cho thân thể của mọi người, nhịn không được run lên. Nửa bước thần đạo, lại là nửa bước thần đạo, tại long huyết tẩy lễ phía dưới, bá đế thành công đăng lâm nửa bước thần đạo, hắn khí tức trên thân, bắt đầu vượt ra khỏi cổ tiên chi cảnh, khoảng cách thần đạo, thêm gần một bước. Ta đăng lâm nửa bước thần, bá đế trong mắt cuồng hỉ, đăng lâm nửa bước thần. Cái này mang ý nghĩa hắn trở thành thần, đó cũng là vấn đề thời gian. Oanh, oanh, kiếm hồn đế cùng linh đế trên không, đồng dạng xuất hiện thần thành, hai người khí tức, liên tiếp tăng vọt. Hai tôn nửa bước thần, xuất hiện lần nữa. Không tệ, trước thần điện, Nhậm Trường Sinh nhẹ gật đầu, ba người khoảng cách thần đạo, chỉ có cách xa một bước, cái kia long huyết tẩy lễ, bất quá là tăng nhanh ba người chứng thần đạo mà thôi. Lại là hai tôn nửa bước thần A, một đám cổ tiên, trong lòng kinh thán. Trong tiên giới, bình thường ước năm cũng khó khăn nhìn thấy một tôn nửa bước thần, giờ phút này lại liên tiếp xuất hiện bốn tôn nửa bước thần, đáng sợ đến mực nào. Tạp Mao Điểu, người tại sao không đi? Đế Sát nhìn lấy kim xí, tuét miệng nói. Cái kia long huyết tuy nhiên ẩn chứa thần vận, nhưng người ta thân có thần thú huyết mạch trong cơ thể, đủ để cho chúng ta bước vào thần đạo chi cảnh, long huyết tẩy lễ, bất quá là dơ bẩn thân thể của chúng ta. Kim xí ngạo nghễ đường. Khạc khạc, ngươi nói không sai, cái kia loài bò sát nhỏ vết máu thân thể của chúng ta. Đế Sát ngạo nghễ đường, hai người các ngươi, tới. Nhưng vào thời khắc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Chủ nhân, Đế Sát cùng kim xí, trong nháy mắt giống như là xương đánh cả tím, lập tức hai người thân thể thu nhỏ, điên cái dám hướng trước thần điện Nhậm Trường Sinh đi đến. Còn dơ bẩn thân thể, Nhậm Trường Sinh quét Đế Sát hai người liếc một chút, cái này mà hai hàng. Ngược lại là phách lối vô cùng. Bất quá, hắn ưa thích, khen thưởng tịnh hóa thủy tinh, một người 10 cái. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, kim xí cùng Đế Sát trong mắt cuồng hỉ, hai người còn tưởng rằng Nhậm Trường Sinh muốn trừng phạt, không nghĩ tới lại trực tiếp ban thưởng tịnh hóa thủy tinh, tuy nhiên, có chút thiếu. Đi xuống đi, đúng đúng, hai người điên cái dám lui ra. Chương 132, thần hàng lâm, thần giới sứ. Ong ong. Hư cây ết, ông bá đế ba người, trên thân thần uy cuồn cuộn, ba người sau lưng, cái kia vô tận thần thành, bắt đầu từ từ ngưng tụ, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Ba người, sợ là muốn một đoạn thời gian, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, chúc mừng chủ nhân đánh giết cổ tiên, khen thưởng điểm kinh nghiệm 1 tỷ, lấy được kinh nghiệm phản hồi 10 vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới tiên tôn 9 tầng. Vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh trong đầu, vang lên tiểu tinh thanh âm. Nhậm Trường Sinh thể nội. Mênh mông lực lượng, cuồn cuộn mà ra, ban đầu bản tiên tôn nhất trọng tu vi, giờ phút này trực tiếp đăng lâm tiên tôn đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách cổ tiên, cũng bất quá một bước. Bước kế tiếp, cũng là cổ tiên, Nhậm Trường Sinh nói thầm, đều tán đi đi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt, tại hư không vang lên. Tán đi, một đám đa bảo thần cung cổ tiên, hít sâu một hơi, hư không bá đế ba người ngưng tụ thần vực, đăng lâm nửa bước thần đạo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đây chính là cơ hội tốt. Đương nhiên, đây là bá đế mấy người thiên phú không ra thế nào chỗ, giống Đế Sát, ngưng tụ vô tận thần vực, cũng bất quá một lát thời gian, nhưng bá đế mấy người, sợ là cần mấy ngày. Còn mời Trường Sinh tiền bối, có thể cho phép chúng ta quan sát. Thừa vận đạo nhân tiến lên, cung kính nói, cổ tiên cùng tiên tôn lưu lại, những đệ tử khác, hoàn toàn tán đi, tất cả người quan khán, cách bọn họ ba người vạn trượng bên ngoài. Ai dám tới gần, giết không tha. Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Đa tạ, một đám cổ tiên cùng tiên tôn, vội vàng hướng Nhậm Trường Sinh bái tạ. Bọn họ những người này, cổ tiên đã bắt đầu kinh lịch thiên nhân ngũ suy, đến mức tiên tôn, đăng lâm cổ tiên đó cũng là vấn đề thời gian, quan sát bá đế ba người ngưng tụ thần vực. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, được ích lợi vô cùng, có lẽ lần này quan sát, liền có thể để bọn hắn tương lai chứng thần đạo thời điểm, tăng lên mấy phần cơ hội. Đế Sát, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, Nhậm Trường Sinh đạm mạc đường, đúng đúng, Đế Sát cùng kim xí, đáp ứng xuống, mà Nhậm Trường Sinh, tiến nhập đại điện bên trong,
Tiên giới, lần nữa bình tĩnh lại, nhưng Long tộc 9 vị cổ tiên vẫn lạc tin tức, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tiên giới, nhất là bá đế ba người chứng đạo nửa bước thần đạo. Càng là gây nên sóng to gió lớn, vô số cổ tiên, xa xa quan sát, những người này, không người dám bước vào vạn trượng bên trong, đến mức đế sát cùng kim xí, thì ghé vào thần điện kia trước, hai con mắt thỉnh thoảng, quét quét cái kia càng ngày càng nhiều người quan sát. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, không phải liền là ngưng tụ nửa bước thần vực. Còn muốn thời gian lâu như vậy, lại nói, ngưng tụ một cái nửa bước thần vực, có cái gì đẹp mắt. Ai, đế sát ghé vào trước đại điện, có chút không hứng thú lắm. Lão đại, mau nhìn, đó là cái gì? Vào thời khắc này, kim sĩ thanh âm hưng phấn truyền đến, đế sát mở ra hai con mắt, trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chỉ thấy trên trời cao, một bóng người, đạp không mà đến. Người kia sau lưng, vô tận thần vực trọn vẹn mấy ngàn trượng, thần vực bên trong, các loại thần điện, có thể thấy rõ ràng, đó là chân chính thần vực, buông xuống, là một tôn thần nói cường giả. Đây là thần đạo cường giả, đế sát vội vàng đứng lên, trong mắt của hắn, mang theo một vệt hưng phấn. Ngươi nhanh chóng tiến đến thông báo chủ nhân, đế sát hướng kim sĩ nói. Vâng, kim sĩ vội vàng, đi vào thông báo Nhậm Trường Sinh. Mà giờ khắc này, thần cung phía trên, bá đế ba người trên thân thần uy, cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, ba người sau lưng thần vực, đã vững chắc. Tuy nhiên cái kia thần vực, có chút hư huyễn, ba người thành công, bước vào nửa bước thần đạo. Ta bước vào nửa bước thần đạo, mở ra hai con mắt, linh đế trong mắt kinh hỉ vô cùng, kiếm hồn đế cùng bá đế, cũng đầy mặt kích động, nửa bước thần đạo a, đây chính là bọn họ cả một đời hướng tới cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, ba người hướng thần điện phương hướng, cung kính thi lễ một cái. Chú, C mừng bá đế, chúc mừng kiếm hồn đế, chúc mừng linh đế, quan sát cổ tiên, nguyên một đám vội vàng hướng ba người chúc mừng, bá đế nhìn lấy một đám cổ tiên, cười nhạt một tiếng. Kể từ hôm nay, hắn cùng bọn hắn, đã triệt để không phải một loại người. Thiên nhân ngũ suy, không còn là hắn nhược điểm chí mạng. Oanh, nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời, một tòa vô tận thần vực, đột nhiên bao phủ xuống, mênh mông thần uy, điên cuồng hướng đa bảo thần cung, chấn áp mà đến. Là thần uy, đó là ai? Chẳng lẽ là thần giới thần nhân buông xuống rồi? Một đám cổ tiên, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bá đế ba người thần sắc, cũng ngưng trọng lên. Thần hàng lâm rồi. Cái kia đáng sợ thần uy, chính là chân chính thần. Đó cũng không phải là nửa bước thần đạo. Ta, thần giới sứ. Thanh âm nhàn nhạt, theo thương khung mà đến, bất quá phút chốc, cái kia vô tận thần vực đã buông xuống, nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia thần vực trước, là một vị nam tử. Nam tử thần sắc, bình thản không gợn sóng. Thần giới sứ, chẳng lẽ là thần giới sứ giả? Nghe đồn chỉ cần có nhân chứng thần đạo, liền sẽ bị thần sứ cảm ứng được, đưa nhập thần giới bên trong. Thần giới sứ, vậy khẳng định là thật là thần. Mọi người thấy nam tử, trong mắt cung kính, mà nam tử, lại nhìn cũng không nhìn mọi người, đem hai con mắt rơi vào bá đế ba trên thân thể người. Tiền bối đến đây, có thể có chuyện gì? Bá đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thần giới sứ, hắn cũng đã được nghe nói, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua, nghe đồn người này là thần giới người, thay thế thần giới thị sát tiên giới. Một khi thần giới có nhân chứng thần đạo, liền sẽ mang đi. Người đã chứng đạo nửa bước thần đạo, dựa theo quy củ, người chỉ có thể ở tiên giới lưu lại 3 ngày. Nhìn lấy bá đế, thần giới sứ thản nhiên nói. Cái gì, bá đế thần sắc, trong nháy mắt thay đổi, đăng lâm nửa bước thần đạo, cũng chỉ có thể tại tiên giới lưu lại 3 ngày. Không phải cần bước vào thần đạo chi cảnh, mới tiến nhập thần giới sao? Tiền bối, không phải đăng lâm thần đạo, mới tiến nhập thần giới sao? Kiếm hồn đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hừ, thần giới sứ, hừ lạnh một tiếng, cái này tiếng hừ lạnh rơi vào bá đế ba người trong tai, càng là như là tiếng sấm đồng dạng, để ba người sắc mặt, hơi hơi trắng lên. Thần giới sứ cái kia nhưng là chân chính thần, mà bọn họ, bất quá là nửa bước thần mà thôi, đừng nhìn nửa bước thần cùng chân chính thần đạo cường giả chỉ thiếu chút nữa, nhưng hai người thực lực, nhưng khác biệt rất xa. Bổn tọa để cho các ngươi tiến đến thần giới, vậy liền đi. Thần giới sứ thần sắc lạnh lùng nói, tiến nhập thần giới, đây chính là vô số tiên giới cổ tiên tha thiết ước mơ sự tình, đến mức vì sao ba người vừa mới đăng lâm nửa bước thần đạo thì đưa nhập thần giới, vậy dĩ nhiên là có hắn nguyên nhân. Nửa bước thần, đây còn không phải là thần, nhưng chỉ cần vượt nhập thần giới, tiếp nhận thần giới thần linh chi khí tẩy lễ, rất nhanh liền có thể thành thần, nhưng nếu là để bọn hắn tại cái này tiên giới thành thần. Đến lúc đó, nhưng là không thật mạnh được mang đi. Dù sao một khi thành thần, vậy thì cùng hắn là cùng một cảnh giới,
dù là kinh nghiệm bên trên có chút khiếm khuyết, hắn cũng tuyệt đối không dám bá đạo như vậy đưa người đi. Lại nói, những thứ này nửa bước thần đưa nhập thần giới về sau, còn có thể bán cho một số đại thế lực làm tạp dịch, từ đó hắn cũng có thể thu được không ít thù lao, muốn là thần đạo cường giả, hắn cũng không dám bán. Cái này, bá đế ba người thần sắc, trầm xuống. Chương 133, thần chiến, kém chút đánh nát tiên giới vị này thần giới sứ chẳng lẽ là muốn đem bá đế ba người đưa nhập thần giới. Đây chính là trực tiếp thành thần A. Không biết chúng ta, nhưng có thành thần cơ hội. Một đám cổ tiên, thần sắc hâm mộ nhìn lấy bá đế ba người, nếu là tiến nhập thần giới, cái kia muốn thành thần, phải nhiều buông lỏng, nghe đồn thần giới bên trong, liền thiên nhân ngũ suy đều không có. Các ngươi không đồng ý. Thần giới sứ mi đầu, hơi nhíu, mấy cái nửa bước thần đạo mà thôi, còn dám không đờ. Ông ý, không đồng ý lại như thế nào, trực tiếp cưỡng ép mang nhập thần giới là xong. Thần sứ đại nhân, đã nửa bước thần đạo thì muốn đi vào thần giới, cái kia vì sao Long tộc Ngao Bình, không cần tiến nhập thần giới. Người này bước vào nửa bước thần đạo chi cảnh, sợ là thời gian không ngắn đi. Bá đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Long tộc Ngao Bình, thần giới sứ hai con mắt nhíu lại, Long tộc Ngao Bình, hắn đương nhiên biết, nhưng Long tộc là địa vị gì. Coi như tại thần giới, cái kia cũng không có người dám trêu chọc. Long tộc nửa bước thần. Hắn cũng không dám mang nhập thần giới bán. Dù là Long tộc đệ tử thành thần, tự nhiên cũng có Long vực người đến đây tiếp đi, hắn ở bên cạnh chẳng những không dám nói cái gì, còn muốn chúc mừng vài câu. Ngươi đang chất vấn ta, thần giới sứ thanh âm trầm thấp nói. Hắn nhưng là thần giới sứ, tại cái này trong tiên giới, cái kia chính là vô thượng thần, không người dám phản kháng tồn tại, ba cái dưới bước thần tại trong mắt hắn, cùng con kiến hôi không khác. Không dám, bá đế sắc mặt trắng nhợt. Thần giới sứ sau lưng, cái kia vô tận thần vực, từ từ hướng ba người bao phủ mà đến, cái kia thần vực, chính là chân chính thần vực, so với bọn họ vừa mới hình thành thần vực, phải cường đại vô số lần. Không dám thì nhanh chóng theo ta tiến nhập thần giới sứ âm thanh lạnh lùng nói, trên người hắn, cái kia thần uy càng ngày càng đáng sợ, đa bảo thần cung phía trên, một đám cổ tiên, giờ phút này cũng cảm giác được không bình thường, cái này thần giới sứ, là muốn mạnh mẽ mang đi bá đế ba người. Ôi, cái gì cẩu vật, cũng dám động chủ nhân nhà ta người. Vào thời khắc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, trước thần điện, đế sát một cái lắc mình, xuất hiện ở bá đế ba người trước mặt, nhìn lấy cái này thần giới sứ, bá đế mặt mũi tràn đầy tà tiếu đường. Ngươi cũng là nửa bước thần, thần giới sứ trong mắt lãnh mang lóe lên, trước mắt đế sát, cũng là nửa bước thần. Mà lại đế sát tấn cấp nửa bước thần, hắn đều không có cảm thấy được đế sát khí tức. Ngươi là ai? Thần giới sứ âm thanh lạnh lùng nói, ra ra người ta gọi đế sát, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn mang ta tiến nhập thần giới? Không có ý tứ, lão tử không đi, làm sao? Ngươi muốn mạnh mẽ mang ta đi, chậc chậc, cái này muốn nhìn ngươi cái này lão tạp mao có hay không thực lực kia. Đế sát trong mắt, dâng lên một cỗ chiến ý, thần cung bên ngoài, một đám cổ tiên nhìn trợn mắt hốc mồm, cái kia nhưng là chân chính thần đạo cường giả, đế sát tại thần giới làm trước mặt. Còn dám tự xưng ra ra. Đây không phải muốn chết sao? Lớn mật, thần giới sứ trong mắt nộ khí tăng vọt, tiên giới bên trong, trừ một chút đại thế lực đệ tử bên ngoài, cũng không có người, dám đối xử với hắn như vậy xem thường. Làm sao, muốn xuất thủ, đến a, đế sát một mặt lãnh ngạo nói. Cuồng vọng, thần giới sứ trong mắt, hàn mang vạn trượng, phía sau của hắn, cái kia thần vực chấn động, đáng sợ thần uy, bay thẳng đến đế sát, chân áp mà đến. Vô tận thần vực, oanh, đế sát sau lưng, cũng xuất hiện một tòa thần vực, thế nhưng thần vực, lại có chút hư huyễn, đây chính là đế sát nửa bước thần vực, còn chưa hoàn toàn thành hình. Quả nhiên là nửa bước thần, thần giới sứ trong mắt, vô cùng băng lãnh, nửa bước thần tiến nhập thần giới, chính là thần giới quy củ, các ngươi bốn người dám chống lại, cái kia bản thần gọi ngay bây giờ giết các ngươi, để cho các ngươi hồn phi phách tán. Thần giới sứ thanh âm lạnh lùng vang lên, bốn tôn nửa bước thần mà thôi, coi như hắn giết. Vậy cũng không tính là gì, dù sao những người này cũng không phải Long tộc, tại thần giới bên trong có kinh khủng thế lực. Thần giới sứ muốn đánh giết trường sinh tiền bối người. Không tốt, một đám cổ tiên thần sắc, triệt để thay đổi, cái này thần giới sứ, quá bá đạo, mà đế sát bọn người, càng là trực tiếp đắc tội thần giới sứ, lần này, sợ là xảy ra chuyện lớn. Trong thần điện, chủ nhân, có thần đạo cường giả buông xuống, Kim Sí tiến vào đại điện, vội vàng hướng Nhậm Trường Sinh nói. Ta đã biết, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, thần giới sứ vừa mới xuất hiện, Nhậm Trường Sinh cũng cảm giác được người này khí tức,
một cái sơ đẳng thần, thần giới chó giữ nhà mà thôi. Người này tại tiên giới, ngược lại là phách lối vô cùng, nhưng tại thần giới cường giả trước mặt, căn bản cũng không tính là gì, đến mức nửa bước thần muốn đi vào thần giới, đây càng là nói nhảm. Không thấy được Ngao Bình, liền không có tiến nhập thần giới. Đi ra xem một chút, đứng lên, Nhậm Trường Sinh đi ra thần điện, mà mới vừa đi ra đến, Nhậm Trường Sinh liền thấy Đế Sát trêu chọc một màn kia, tại thần giới làm trước mặt, Đế Sát mặt mũi tràn đầy phách lối. Chủ nhân, lão đại sẽ có hay không có chuyện gì? Kim Sí vội vàng nói, yên tâm đi, nửa bước thần Đế Sát, tăng thêm thần thú huyết mạch chi lực, so với một cái sơ đẳng thần, vậy cũng không kém là bao nhiêu, cái này cái gọi là thần giới sứ, tại Đế Sát trước mặt không chiếm được tốt. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, vậy là tốt rồi, Kim Ban cho thầm thở phào nhẹ nhõm, thần cung phía trên, đến A, Đế Sát hướng thần giới sứ, ngoắc ngón tay, Đế Sát sau lưng, bá đế ba người có chút cười khổ, Đế Sát, thật sự là quá phách lối một chút. Đây chính là thần giới sứ A, tốt tốt tốt, thần giới sứ trong mắt vô cùng phẫn nộ, từ khi tiến vào mảnh này tiên giới, hắn còn chưa bao giờ thấy qua, lớn lối như thế nửa bước thần, hôm nay không dạy dỗ một chút Đế Sát. Hắn thần uy ở đâu? Chấn, oanh, thần giới sứ sau lưng, không gian trực tiếp chấn vỡ, người này sau lưng, một tôn ngàn trượng thần ảnh, biến ảo mà ra, cái kia thần ảnh phía trên, thần uy cuồn cuộn. Phanh phanh phanh, thần cung trước, một số tu vi kém tiên đế tiên tôn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho dù là cổ tiên cường giả, cũng hai chân run rẩy, trong mắt sợ hãi vô cùng. Thần đạo cường giả, khủng bố như vậy, là thần đạo cường giả, có thần đạo cường giả xuất thủ. Thật mạnh thần uy, toàn bộ tiên giới, một số cổ tiên đỉnh phong tồn tại, đều cảm thấy cái kia đáng sợ thần uy cuồn cuộn, bao phủ lại toàn bộ đa bảo tiên vực. Lăn đi, giống giống, Đế Sát nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn, hóa thành bản thể, vạn trượng bạch hổ dị tượng, ở phía sau hắn dâng lên, đáng sợ bạch hổ thần uy, chấn động mà ra. Phanh phanh phanh, hai cỗ uy áp va chạm chỗ, không gian trực tiếp bạo liệt. Vô số người, ngẩng đầu nhìn hai người. Tại thần uy phía dưới, Đế Sát bạch hổ thần uy, cũng không yếu bao nhiêu, hai người chưa khai chiến, cái kia đáng sợ uy áp, đã chấn động đến tiên giới đều run rẩy lên. Cái này Đế Sát thật mạnh, sợ là không dưới thần đạo cường giả. Hai người này có đánh nhau hay không, nếu là đánh lên, sợ là toàn bộ đa bảo vực đô muốn đánh thành phế tích. Trong mắt mọi người, kinh hãi chính là vô cùng, người có bạch hổ thần thú huyết mạch, thần giới sứ trong mắt, quang mang tăng vọt, bạch hổ thần thú. Cái kia tại tiên giới thế nhưng là cực phẩm thần thú, nắm giữ bạch hổ huyết mạch yêu thú, càng là vô cùng chân quý. Một khi trưởng thành, đăng lâm thần vương, cái kia đều không khó. Là ra ra người ta, tiếp ta một chảo. Đế Sát lười nhác cùng thần giới sứ nói nhảm, nhất chảo con, trực tiếp đối với thần giới sứ rơi xuống, trên người hắn, hung hãn chi khí, tăng vọt hơn trăm lần. Ngươi dám, thần giới sứ giận dữ, liền xem như bạch hổ thần thú huyết mạch lại như thế nào. Hắn nhưng là thần đạo cường giả, trước mắt Đế Sát, mới nửa bước thần mà thôi. Cũng dám hướng hắn xuất thủ. Phanh, người này nhất trưởng, nghênh chiến đi lên, sau một khắc, hư không bên trong, hai đạo thân ảnh té bay ra ngoài, Đế Sát thân thể, bị đánh lui ngoài vạn dặm. Mà thần giới sứ, cũng không khá hơn bao nhiêu. Thật mạnh, thần giới sứ trong mắt, dâng lên một vệt chấn kinh, nhưng một lát, trong mắt của hắn lại nướng nóng lên. Tại nửa bước thần chi cảnh cũng đủ để có thể so với thần đạo cường giả, trước mắt Đế Sát, bạch hổ thần thú huyết mạch, tuyệt đối không thấp, nếu là bắt lấy đưa nhập thần giới, sợ là có thể bán hơn vạn thượng phẩm thần tinh, đến lúc đó, hắn chỉ phải từ từ luyện hó. À những thứ này thần tinh, đạt tới chân thần chi cảnh, cũng không khó. Lại đến, nhưng vào thời khắc này, Đế Sát hung hãn thanh âm lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Đế Sát toàn bộ thân thể, trực tiếp đối với hư không thần giới sứ, đụng vào. Phanh, hai đạo thân ảnh, đụng nát hư không, mọi người chỉ thấy, hai người rơi xuống địa phương, chính là cái kia Đông Hải phía trên, Long Đảo nơi ở. Chương 134, Long Đảo vỡ vụn, Chí Tôn cốt hiện thân oanh. Toàn bộ tiên giới, đều rung động run một cái, một tôn thần, một tôn nửa bước thần, trực tiếp đâm vào Long Đảo phía trên, tại mọi người kinh hãi chính là trong thần sắc, cái kia sóng biển, kích thích một triệu trượng. Thật là đáng sợ, thừa vận đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới muốn là cái kia va chạm rơi vào hắn đa bảo tiên vực, sợ là toàn bộ tiên vực, đều sẽ hóa thành phế tích. Cái kia tựa như là Long Đảo A. Không sai, đó là Long Đảo. Một đám người liếc nhau, lập tức trong mắt quái dị lên, vừa mới cái kia đáng sợ va chạm phía dưới, có thể nghĩ, đến đón lấy Long Đảo xảy ra chuyện gì.
Chủ nhân, đó là Long Đảo. Bá đế xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh bên cạnh, hít sâu một hơi nói. Ta biết, ta để đế sát cố ý đánh tới. Nhậm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, Long Đảo. Nhậm Trường Sinh cố ý để đế sát hướng Long Đảo đánh tới. Cái này Long Đảo phách lối như vậy, Nhậm Trường Sinh không ngại, để bọn hắn vĩnh viễn tại tiên giới biến mất. Ngươi, bá đế ba người, hơi sững sờ, nhưng một lát, lại khóe miệng có chút co lại, Nhậm Trường Sinh một chiêu này, không khỏi quá độc ác một số, lần này, Long Đảo xem như triệt để xong. Thời khắc này trên Long Đảo, ầm ầm, toàn bộ Long Đảo, đang hạ xuống, trên Long Đảo, một cái hố to trọn vẹn mấy trăm ngàn trượng, trong hố lớn, đáng sợ thần lực, điên cuồng tùy ý lấy. Trên Long Đảo Long tộc đệ tử, giờ phút này đều bay ra. Chuyện gì xảy ra, đó là cái gì? Mới Long Tôn giống như bị nện chết rồi, vừa mới đó là vật gì? Trời muốn diệt ta Long tộc A, đó là thần, là hai tôn thần tại giao chiến, bọn họ tại ta Long Đảo phía trên giao chiến, mau trốn A. Mau trốn, trên Long Đảo, sống sót Long tộc đệ tử, nguyên một đám điên cuồng chạy trốn, hiện tại Long Đảo, cái kia chính là một mảnh chỗ chết, lưu tại nơi này, chờ chết A. Tiên giới bên ngoài, thật mạnh thần uy, bộ thiên đại nhân, chẳng lẽ tiên giới bên trong, có thần tại giao chiến? Một vị nam tử, vội vàng nói, tiên giới thần, chỉ có một cái kia chính là thần giới sứ, vừa mới chúng ta xuống thời điểm không nhìn thấy người này, cái kia xuất thủ người, khẳng định là hắn. Một người khác, cũng vội vàng nói, thần giới sứ mặc dù mới sơ đẳng thần, nhưng ở cái này tiên giới đó cũng là vô địch tồn tại, có thể làm cho người này xuất thủ, hẳn là vị kia Nhậm Trường Sinh. Ngao bộ thiên thanh âm lạnh lùng nói, bộ thiên đại nhân, mau nhìn, cái kia nổ tung địa phương, tựa như là chúng ta Long tộc Đông Hải A. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nam tử trầm giọng nói. Đông Hải, không tốt, Long Đảo, Ngao bộ thiên trong mắt, trong nháy mắt sát ý vô biên, Long Đảo A, hai vị thần tại Long Đảo giao chiến, Nhậm Trường Sinh cái này là cố ý, muốn gãy mất hắn Long Đảo căn cơ A. Nhanh chóng tiến đến tiên giới, băng lãnh âm thanh vang lên, người này mang theo hai người. Nhanh chóng hướng tiên giới tiến đến. Ong ong, mà liền tại hai người rời đi không đến bao lâu, hai người sau lưng hư không, lần nữa xé mở, một lát, mấy đạo thân ảnh, hàng lâm xuống, cái này mấy cái trên thân thể người. Khí tức đồng dạng là thần đạo chi cảnh, thần vương đại nhân phân phó, vô luận như thế nào, cũng muốn đem hoang cổ thánh thể mang nhập thần giới, nếu là có thể đạt được tôn này thánh thể, vậy chúng ta chiến thần điện, tương lai liền có bốn tôn thần vương. Đúng đúng, một đám người. Hướng thần giới mà đi, ong ong, nhưng cái này vẫn chưa xong, mấy người vừa mới rời đi, cái kia hư không lần nữa xé mở, một lát, mấy đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa, những người này bay thẳng đến tiên giới mà đi. Tiên giới, giờ phút này đều náo nhiệt, là thần chiến, 1 tỷ năm khó gặp thần chiến A, NS. Đến lần trước thần chiến, cái kia chính là mấy tỷ năm trước, lần kia gây nên thần chiến, là một tôn hoang cổ thánh thể. Hai vị thần vương buông xuống phân thân kém chút đem cái này tiên giới đánh thành toái phiến. Không biết lần này thần chiến, là bởi vì cái gì? Nói nhảm, vậy khẳng định là bởi vì Trường Sinh thần, không thấy được thần chiến là theo đa bảo thần vực bắt đầu sao? Mà lại Trường Sinh thần cũng có hoang cổ thánh thể. Toàn bộ tiên giới, mọi người cũng đang thảo luận thần chiến, một số cổ tiên cường giả, thì nhịn không được thở dài, thần chiến. Đối với tiên giới tới nói, cái kia chính là tai nạn. Đa bảo tiên vực, đi xem một chút, vung tay lên, Nhậm Trường Sinh mang theo bá đế bọn người, bay thẳng đến Long Đảo mà đi, mà theo Nhậm Trường Sinh hướng Long Đảo tiến đến, vô số cổ tiên, cũng đuổi đi quan chiến. Trên Long Đảo, đáng giận, một đạo thanh âm tức giận vang lên, sau một khắc, một bóng người theo trong hố lớn lao ra, người này chính là thần giới sứ, thời khắc này thần giới sứ, có chút chật vật. Thần giới sứ trên thân, y phục rách tung tóe, thần giới sứ khí tức. Cũng có chút hỗn loạn. Ngao ngao ngao, hưng phấn giống to theo trong hố lớn truyền đến, đế sát nhảy lên một cái, vạn trượng thân thể, xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong, nhìn lấy thần giới sứ, đế sát trong mắt chiến ý vô biên. Đây là thứ quái quỷ gì? Thần giới sứ thần sắc, âm thầm biến đổi, trước mắt đế sát, cái kia chính là chiến đấu cuồng, mà lại chiến lực kinh người, nửa bước thần đạo tu vi, sửng sốt đánh ra thần đạo uy thế. Liền hắn, đều khó mà không biết sao. Tiếp tục đánh xuống, sợ là rất có thể, hắn còn muốn thua. Lại đến, oanh, đế sát trên thân, lực lượng phóng lên tận trời. Chờ một chút, nhìn đến đế sát muốn tiếp tục xuất thủ, thần giới sứ vội vàng gọi lại đế sát, người này trong mắt, từng tia quang mang lấp lóe. Bắt đế sát mang nhập thần giới. Hắn đương nhiên muốn, trước mắt đế sát thiên phú càng đáng sợ,
cái kia mang nhập thần giới bán đi giá cả thì càng cao, nhưng đáng tiếc là, hắn hiện tại, đã bắt không được cái này đế sát. Ngươi còn có chuyện gì? Đế sát âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể buông tha ngươi, bất quá ngươi cần muốn đi vào thần giới, mà lại lập tức tiến nhập thần giới, thực lực của ngươi đã có thể so với thần đạo, dựa theo quy củ. Đi con mẹ nó ngươi quy củ, oanh, đế sát nhất trảo xuất thủ, hư không trực tiếp xé nát, đáng sợ thần lực, bay thẳng đến đối diện thần giới sứ va chạm mà đi, nhìn đến đế sát trực tiếp xuất thủ, thần giới sứ trong mắt nộ khí tăng vọt. Ngươi dám, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, vị này thần giới sứ, lần nữa bị đập bay ra ngoài. Trên long đảo, điên cuồng run rẩy lên, một số không kịp đào tẩu long tộc đệ tử. Bị chiến đấu dư âm, trực tiếp xé nát. Long đảo xong đời, vô số cổ tiên, thần sắc kinh hãi chính là nhìn trước mắt tình cảnh này. Toàn bộ long đảo, đã tiếp cận với vỡ vụn, long đảo đệ tử, càng là không biết tổn thương bao nhiêu. Long đảo, triệt để xong. Đáng giận, thần giới sứ đứng lên, thần sắc tức giận nhìn lấy đế sát. Oanh, nhưng vào thời khắc này, toàn bộ long đảo, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy long đảo trung ương, một cỗ kinh thiên lực lượng dâng lên. Long đảo, trực tiếp nổ tung. Xảy ra chuyện gì, lực lượng thật mạnh ba động. Trong mắt mọi người chấn động vô cùng, sức mạnh đáng sợ đó ba động, đem hư không một đám cổ tiên, trực tiếp đẩy lui trên trăm bước, thần đạo cảnh thần giới sứ, bị chấn bay ra ngoài. Hư không đế sát, cũng liên tiếp lui về phía sau. Chúc mừng chủ nhân, long thần chí tôn cốt hiện thân, chủ nhân chỉ cần luyện hóa thành công. Liền có thể kích hoạt toàn bộ tổ long huyết mạch, đồng thời thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh não hải, tiểu tinh thanh âm, đột nhiên vang lên. Chương 135, đáng sợ chí tôn cốt, cướp đoạt. Long thần chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, đánh dấu nhiệm vụ, đã phía dưới không ít thời gian, nhưng long thần chí tôn cốt ở nơi nào, Nhậm Trường Sinh. Lại căn bản không biết, nguyên lai, ngay tại cái này long đảo phía dưới. Ầm ầm, toàn bộ long đảo bắt đầu vỡ vụn, long đảo phía dưới, một cỗ hồng hoang khí tức lan tràn đi ra, mọi người tựa hồ cảm giác được có vật gì đáng sợ ngay tại đi ra. Đây là cái gì? Một đám cổ tiên tâm thần run rẩy, cái kia long đảo đã triệt để vỡ vụn, nước biển lăn lộn, kích thích ngàn vạn trượng bọt nước, đồ vật bên trong khí tức vô cùng đáng sợ. Tiểu Tinh, cái này long thần chí tôn cốt là cái gì? Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh hỏi. Long thần chí tôn cốt chính là long tộc một vị hồng hoang chí tôn thần lưu lại, người này thần cốt ẩn chứa thiên địa thần lực, chủ nhân một khi luyện hóa, nhất quyền đủ để đánh nát chân thần. Tiểu Tinh thanh âm truyền đến, mạnh như vậy, Nhậm Trường Sinh trong mắt quang mang tăng vọt, cái gọi là chân thần, đây chính là không phải bình thường thần, thần giới bên trong, thần linh chia làm 9 cấp, theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chân thần, thiên thần, thần quân, thần vương, thần hoàng, thần đế. Đẳng cấp cùng tiên giới không sai biệt lắm, nhưng thực lực nhưng không biết kém bao xa, thần vương cường giả, nhất quyền có thể nhẹ nhõm đánh nát toàn bộ tiên giới, để một phương tiên giới tiêu tán. Mau nhìn, có đầu ra đến rồi. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người hướng cái kia long đảo nơi ở nhìn qua, thời khắc này long đảo, hoàn toàn biến mất, chỉ thấy cái kia lăn lộn sóng lớn bên trong, một cái đầu rồng. Từ từ hiện lên, thật là lớn đầu rồng. Một đám cổ tiên, trợn mắt hốc mồm, vậy long đầu vàng óng ánh. Từ xa nhìn lại, trọn vẹn mấy trăm ngàn trượng, không sai, đây là một cái mấy trăm ngàn trượng đầu rồng. Vậy long đầu phía trên, cốt cách lóe ra nói đạo kim sắc thần văn, bất quá quét mắt một vòng, liền cảm giác thần hồn run rẩy, tựa hồ có một cỗ đáng sợ hồng hoang chi lực, hướng chính mình đánh tới. Cường, Nhậm Trường Sinh hít sâu một hơi, một cái đầu rồng, đặc biệt thì khủng bố như vậy, Nhậm Trường Sinh thương cổ thần đồng phía dưới, càng là có thể nhìn đến vậy long đầu cốt cách bên trong, ẩn chứa cổ lão lực lượng. Long đảo phía dưới, lại còn cất giấu đáng sợ như vậy đồ vật. Bá đế thần sắc rung động nói, tiên giới bên trong, sợ là không người biết được, còn có khủng bố như thế đồ vật, giấu ở long đảo phía dưới. Ầm ầm, long phía trên đầu, có thể nhìn đến cổ cổ hồng hoang chi lực, đan xen vào nhau, hư không, trực tiếp bị xoắn nát, đáng sợ hư không loạn lưu, theo cái kia vỡ vụn hư không mà đến. Cùng lúc đó, tiên giới phía trên, thật mạnh hồng hoang khí tức. Đây chẳng lẽ là phụ thân nói hồng hoang long thần? Không đúng, hồng hoang long thần làm sao có thể tại cái này nho nhỏ tiên giới bên trong? Cái kia đại hỏa cầu, chớp vạn trượng mắt to, trong mắt của hắn, mang theo hiếu kỳ, oanh, đáng sợ hồng hoang chi lực, hóa thành sóng lớn, hướng mọi người va chạm mà đến, một đám cổ tiên, thân thể bị đụng bay mấy trăm ngàn trượng, dù là Nhậm Trường Sinh, cũng lui về sau hơn vạn trượng.
Chủ nhân, đế sát bóng người, đã xuất hiện ở Nhậm Trường Sinh trước mặt. Thời khắc này thần giới sứ, thì đứng tại Nhậm Trường Sinh cách đó không xa, nhưng thời khắc này thần giới sứ, lại không có nhìn Nhậm Trường Sinh bọn người, mà chính là thần sắc bất ngờ nhìn lấy vậy long đầu. Cái này sao có thể? Long vực một cái kỷ nguyên trước biến mất long thần chí tôn cốt, làm sao có thể xuất hiện tại cái này nho nhỏ tiên giới? Điều đó không có khả năng. Thần giới sứ âm thanh run rẩy đường. Thần giới bên trong, có một cái truyền thuyết, một cái kỷ nguyên trước, long vực xuất hiện biến cố lớn, long tộc chí tôn cốt, đột nhiên vô cớ mất tích, không có tung tích, cho dù là long tộc thần đế, cũng tìm không thấy dấu vết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này chí tôn cốt, xuất hiện ở hạ giới, hơn nữa còn là nho nhỏ tiên giới bên trong, cái này là bực nào hoang đường. Chủ nhân, đây là vật gì? Đế sát liền vội vàng hỏi. Hắn giờ phút này, trong mắt cũng ngưng trọng vô cùng, vậy long đầu của hắn khí tức, quá mạnh, cho dù là hắn, tại cái này chí tôn cốt trước mặt, cũng không dám làm loạn. Đây là long thần chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh thanh âm trầm thấp vang lên, ầm ầm, nước biển, còn đang lăn lộn lấy, vậy long đầu xuất hiện về sau, thân rồng bắt đầu xuất hiện, lập tức là đuôi rồng, từ xa nhìn lại, cả cỗ chí tôn cốt, ngang dọc hơn 10 triệu trượng. Hắn dưới bụng, long chảo rồng giã 9 cái, siêu cấp thần thú, cửu chảo thần long, không biết là người nào đem hắn chém giết, lưu lại cái này đáng sợ chí tôn cốt, tại cái này tiên giới bên trong. Ong ong, đỉnh đầu của hắn, có thể nhìn đến vô số dị tượng xuất hiện. Xung quanh người hắn, hư không toàn bộ vỡ nát, tựa hồ cái này tiên giới thiên địa, đều không chịu đựng nổi, vậy hắn vẫn lạc chí tôn cốt. Điều đó không có khả năng, thần giới sứ điên cuồng lắc đầu, cái này sao có thể, chí tôn cốt xuất hiện tại tiên giới. Cái này nho nhỏ tiên giới, căn bản là không chịu nổi trên người hắn cái kia đáng sợ hồng hoang thần lực. Tiên giới phía trên, đây là chí tôn cốt, ta long tộc long thần chí tôn cốt, cái này sao có thể. Vừa mới thực sự lên tiên giới ngao bộ thiên, tâm thần run lên, hắn giờ phút này, kém chút bay thẳng đến long đảo phương hướng quỳ xuống, cái kia trên long đảo, một cỗ chí tôn giống như khí tức, ngay tại dâng lên. Bộ thiên đại nhân, người này bên cạnh hai người, trong mắt cũng kinh hãi chính là vô cùng, cái kia chí tôn khí tức, để bọn hắn nhịn không được cúng bái, nếu không phải cưỡng ép ổn định tâm thần, sợ là giờ phút này, đã quỳ xuống. Nhanh chóng đem tin tức truyền cho long thần vương, nhanh, nhanh. Chí tôn cốt hiện thân tiên giới, đây chính là ta long tộc chí tôn cốt A, tuyệt đối không thể rơi tại tay người khác. Ngao bộ thiên tiếng giống nói, đúng đúng, hai người vội vàng, hướng thần giới truyền đạt tin tức. Đi, đi long đảo, mang theo hai người, ngao bộ thiên bay thẳng đến Đông Hải mà đi. Cái kia đáng sợ chí tôn khí tức, liền đến từ Đông Hải, cái kia long thần chí tôn cốt, hắn, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi, đó là thuộc về long tộc chí tôn cốt. Oanh! Chí tôn cốt, rốt cục toàn bộ xuất hiện, nước biển, từ từ lắng xuống, hắn khí tức trên thân, cũng bắt đầu tán đi, tại trước mặt mọi người, xuất hiện một bộ ngang dọc ngàn vạn trượng hoàng kim xương. Tiểu tinh, như thế nào tế luyện dung hợp? Nhậm Trường Sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi, lớn như vậy chí tôn cốt, muốn hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng không biết cần bao nhiêu năm, mà lại bằng vào Nhậm Trường Sinh cái này thiên tôn đỉnh phong tu vi, căn bản liền không khả năng luyện hóa. Cái kia chí tôn cốt sợ là liền thần lực. Đều khó mà phá hư, huống chi là Nhậm Trường Sinh. Chủ nhân lấy tổ long huyết mạch có thể luyện hóa thành công về sau, chủ nhân có thể khu động chí tôn cốt, bản thân cũng có thể thi triển chí tôn cốt bộ phận lực lượng. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, tổ long huyết mạch, Nhậm Trường Sinh trong mắt, quang mang tăng vọt, làm hộ pháp cho ta. Nhậm Trường Sinh quát lạnh một tiếng, vâng, đế sát mấy người, vội vàng vây quanh tại Nhậm Trường Sinh quanh người. Hắn muốn làm gì, thần giới sứ thần sắc. Âm thầm biến đổi, cái kia chí tôn cốt, giờ phút này liền hắn, cũng không dám tới gần, nhưng hư không bên trong, Nhậm Trường Sinh lại từng bước một, hướng cái kia chí tôn cốt đi đến. Ai dám động đến ta long tộc chí tôn cốt, kinh sợ thanh âm, đột nhiên vang lên, vào thời khắc này, chỉ thấy tiên giới bên trong, ba cỗ long thần chi lực, bay thẳng đến Đông Hải mà đến. Chương 136, giết gà dọa khỉ, bắt đầu. Là thần đạo cường giả, lại là thần đạo cường giả. Trời ạ! Ba tôn thần hàng lâm, lại là ba tôn thần A. Một đám người, thần sắc rung động nhìn lấy hư không bên trong, chỉ thấy ba cỗ đáng sợ thần lực, theo hư không bao phủ mà đến, từ xa nhìn lại, đáng sợ vô cùng. Có thần đạo cường giả, đế sát cùng bá đế bọn người, trong mắt quang mang tăng vọt, thần đạo cường giả, lại là thần đạo cường giả buông xuống, mà lại duy nhất một lần tới, vẫn là ba tôn thần đạo cường giả. Người đến, Nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ hít một cái, hư không xuất hiện ba.
Tôn thần đạo cường giả, trên thân mang theo long uy, đó là long tộc thần đạo cường giả, bọn hắn tới. Chủ nhân, mấy bóng người, vây quanh tại Nhậm Trường Sinh quanh người, hư không ba tôn thần đạo cường giả, uy áp hảo hãn vô biên, cái kia cỗ uy áp, tựa hồ muốn chấn vỡ hết thảy. Là long tộc thần đạo cường giả, người cầm đầu, cái kia không phải là long vực chân thần Ngao Bộ Thiên. Hư không thần giới sứ, thân thể run một cái, long vực người đến, mà vừa mới, hắn cùng đế sát giao thủ, trực tiếp đem long đảo đánh thành phế tích. Lần này, chỉ sợ không tiện bàn giao. Dừng tay, băng lãnh âm thanh vang lên, Ngao Bộ Thiên mang theo hai tôn long tộc thần đạo cường giả, hàng lâm xuống. Ba tôn thần đạo cường giả thần uy cuồn cuộn, chấn nhiếp thiên hạ. Thật là ta long tộc chí tôn cốt, thật là chí tôn cốt. Ta long tộc chí tôn cốt làm sao lại xuất hiện tại cái này tiên giới, đến cùng là ai, đem ta long tộc chí tôn cốt, dẫn tới hạ giới bên trong. Ngao Bộ Thiên ba người, thần sắc rung động nhìn trước mắt 10 triệu trượng xương rồng, cái kia hoàng kim long xương, phía trên từng đạo thần văn lóe ra huyền diệu quang mang, một cỗ cổ lão lực lượng, theo cái kia xương rồng bên trên truyền đến. Các ngươi, rốt cuộc đã đến, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhảy lên một cái, Nhậm Trường Sinh mang theo bá đế bọn người, xuất hiện ở Ngao Bộ Thiên cách đó không xa. Nhìn lấy Ngao Bộ Thiên, Nhậm Trường Sinh thương cổ thần đồng mở ra. Một tôn chân thần, hai tôn hạ vị thần. Không đúng, đây không phải chân thần bản thể, hắn buông xuống bất quá là một đạo phân thân mà thôi, người này chính là hôm đó trên long đảo, bị chính mình chấn vỡ long thần ý niệm. Nhậm Trường Sinh trong mắt, quang mang tăng vọt. Nhậm Trường Sinh, mà giờ khắc này Ngao Bộ Thiên, cũng đầy mặt lạnh liệt nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trước mắt Nhậm Trường Sinh, cũng là mấy ngày trước chấn vỡ hắn thần niệm người, cũng là ở ngay trước mặt hắn, chém giết long tôn người. Hôm nay, hắn tất sát Nhậm Trường Sinh, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi còn dám hạ giới, chẳng lẽ lúc trước bổn tọa một tiễn, vẫn chưa có người nào để ngươi lớn lên trí nhớ hay sao? Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, cuồng vọng, Ngao Bộ Thiên trong mắt nộ khí tăng vọt. Bái kiến Ngao đại nhân, nhưng vào thời khắc này, thần giới sứ liền vội vàng tiến lên, hướng long vực ba người bái hạ nói. Ngươi chính là mảnh này tiên giới thần giới sứ. Nhìn lấy thần giới sứ, Ngao Bộ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chính là tại hạ, tiểu nhân chính là Thiên Vân Thần Tông đệ tử Tề Bình, trở thành cái này tiên giới thần giới sứ đã có hơn 300 triệu năm. Thần giới sứ vội vàng nói. Hừ, tốt ngươi một cái thần giới sứ, biết rất rõ ràng hạ giới có thần đạo cường giả xuất hiện. Vì sao không cho ta biết long vực, mà lại một mình đến đây? Ngao Bộ Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Tề Bình sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thần đạo cường giả. Hắn căn bản là không có phát hiện, hắn phát hiện, bất quá là đế sát mấy cái nửa bước thần thôi. Chẳng lẽ là hắn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tề Bình hai con mắt nhíu lại, hắn thấy được đế sát bọn người vây quanh Nhậm Trường Sinh, trước mắt Nhậm Trường Sinh, tựa hồ là đế sát một đám người hạch tâm. Mà lại bọn họ xưng hô Nhậm Trường Sinh là chủ nhân. Có thể trở thành đế sát đám người chủ nhân, cái kia Nhậm Trường Sinh tu vi, tất nhiên so với nửa bước thần mạnh hơn, trước mắt Nhậm Trường Sinh, khẳng định là thần đạo cường giả. Ngươi là thần đạo cường giả, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Tề Bình trầm giọng nói. Thần đạo, Nhậm Trường Sinh hướng Tề Bình cười nhạt một tiếng, cái này thần giới sứ, thật đúng là uất ức, tại nửa bước thần trước mặt phách lối vô cùng, nhưng ở long vực cường giả trước mặt. Lại là cái cháu trai. Cút, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi, thần giới sứ trong mắt, dâng lên một vệt nộ khí, coi như Nhậm Trường Sinh là thần đạo cường giả, hắn chí ít cũng là hạ vị thần, Nhậm Trường Sinh ở trước mặt hắn, dám trực tiếp gọi hắn lăn. Không nghe thấy à, chủ nhân nhà ta bảo ngươi, cút, đế sát mặt mũi tràn đầy hung hãn đường, đáng giận, thần giới sứ trong mắt, từng tia ý lạnh lóe ra. Nhưng nhìn lấy đế sát, hắn giờ phút này, hít sâu một hơi, đế sát thực lực. Còn mạnh hơn hắn mấy phần, trước mắt Nhậm Trường Sinh, vậy khẳng định càng mạnh. Các hạ giết ta long đảo đệ tử, hủy ta long tộc căn cơ long đảo, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Ngao Bộ Thiên sau lưng một vị long tộc hạ vị thần tiến lên, nghiêm nghị quát nói. Người, đúng là ta giết, cái này long đảo à, cũng là nhà ta đế sát đánh nhau thời điểm đụng nát, đến mức ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Nhìn lấy nam tử, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi muốn như thế nào? Nhậm Trường Sinh lời này, trong nháy mắt để mọi người biến sắc, thật cuồng thiếu niên, đây chính là ba tôn long vực thần đạo cường giả, cũng dám phách lối như vậy. Ngươi, nam tử trên mặt, đỏ bừng lên, trước mắt Nhậm Trường Sinh, quá phách lối, hắn long tộc tại thần giới, ai dám bất kính. Trước mắt Nhậm Trường Sinh tính là gì? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là long tộc đệ tử.
nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, nam tử nghiêm nghị nói. Như vậy sao thế? Nhậm Trường Sinh cười híp mắt nói, dùng long tộc trấn áp hắn. Không có ý tứ, hắn Nhậm Trường Sinh còn thật không sợ, nếu là sợ, Nhậm Trường Sinh cũng sẽ không ra tay như thế trôi chảy. Muốn chết, trong mắt của nam tử, nộ khí tăng vọt, Ngao Bộ Thiên hai người, trong mắt cũng băng lạnh xuống, Nhậm Trường Sinh, thật ngông cuồng. Trước mặt mọi người nhục nhã hắn long tộc, hôm nay không giết Nhậm Trường Sinh, long tộc uy nghiêm ở đâu? Trường Sinh thần quá phách lối, đây chính là long tộc tuyệt thế thần đạo cường giả, cầm đầu Ngao Bộ Thiên, càng là long vực chân thần cường giả, Trường Sinh thần cũng dám nhục nhã. Theo ta thấy, không phải Trường Sinh thần cuồng vọng, mà chính là Trường Sinh thần không có đem những người này để ở trong mắt, ta nhìn Trường Sinh thần tu vi, sợ là đã đăng lâm thần vương chi cảnh. Thần vương, thật hay giả, một đám người, nghị luận ầm ĩ, nhưng một lát, không ít cổ tiên, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh ánh mắt thay đổi, chẳng lẽ trước mắt Nhậm Trường Sinh, thật là thần vương. Bằng không mà nói, Nhậm Trường Sinh sao dám cùng long tộc đối kháng, Bộ Thiên đại nhân, để ta lấy xuống tiểu tử này. Một vị long tộc thần đạo cường giả, tiến lên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, Ngao Bộ Thiên trong mắt, từng tia ý lạnh lóe ra, hắn giờ phút này, không có vội vã xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút, Nhậm Trường Sinh đến cùng có thủ đoạn gì. Chủ nhân, để cho ta xuất thủ bắt lấy hắn, Đế Sát tiến lên tức giận nói. Không cần, Nhậm Trường Sinh hướng Đế Sát, hơi hơi phất tay, một lát, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, nhìn về phía cái kia tiên giới biên giới chỗ, Nhậm Trường Sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên. Xiết gà dọa khỉ, cái kia bắt đầu, chương 137, độc chiến hai tôn long thần cái kia tiên giới biên giới chỗ, từng đạo đáng sợ thần đạo lực lượng truyền đến. Chỗ nào, ba đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ba tôn thần đạo, Nhậm Trường Sinh khóe miệng dương lên. Không đúng, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ hít một cái, thương cổ thần đồng phía dưới, Nhậm Trường Sinh thấy được, cái kia tiên giới bên ngoài, xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh, sáu tôn thần đạo. Nhậm Trường Sinh trong lòng nói thầm, sáu tôn thần, ngay tại chạy đến, tăng thêm Ngao Bộ Thiên ba người, cái kia chính là chín vị thần, chín người này mục tiêu, rất có thể đều là long thần chí tôn cốt, thật là đáng sợ. Đến a, Nhậm Trường Sinh vừa sải bước ra, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Oanh, Nhậm Trường Sinh sau lưng, vô tận thần vực cuồng bạo mà ra, không gian, trực tiếp vỡ vụn, một cỗ kinh thiên thần uy, theo Nhậm Trường Sinh trên thân, lan tràn ra. Thật mạnh, ba người trong mắt, quang mang tăng vọt, Nhậm Trường Sinh sau lưng, cái kia vô tận thần vực, cũng không phải ngàn trượng, mà chính là dòng giã vạn trượng vô tận thần vực, cái kia đã là nhị trọng thần vực, là trung vị thần thần vực. Thần chiến muốn bắt đầu, nhanh lui lại, chấm chấm, một đám cổ tiên, vội vàng lui lại, thần chiến mở ra, cái kia đáng sợ chiến đấu dư âm, liền xem như cổ tiên cường giả, sợ là đều sẽ bị trực tiếp chấn vỡ. Đại nhân! Hắn cái này thần vực, xuất thủ nam tử, sắc mặt hơi đổi một chút, Nhậm Trường Sinh sau lưng thần vực, uy thế so với hắn thần vực phải cường đại chí ít hơn trăm lần. Đây là trung vị thần thần vực, là nhị trọng thần vực. Thần giới sứ sắc mặt, hơi hơi trắng lên, trung vị thần. Cái kia tại thần giới bên trong, địa vị cũng không thấp, nếu là vừa mới Nhậm Trường Sinh xuất thủ, cái nào hắn sợ là phải chết ở chỗ này. Quả nhiên bất phàm, Ngao Bộ Thiên trong mắt, từng tia quang mang lóe ra. Trung vị thần, cái này chiến lực, căn bản cũng không phải là hạ vị thần có thể so với, Ngao Bộ Thiên không nghĩ tới, Nhậm Trường Sinh thần vực, mạnh như thế. Đến a, Nhậm Trường Sinh hướng ba người, ngoắc ngón tay, Nhậm Trường Sinh cũng muốn nhìn một chút, chân chính thần đạo cường giả, chiến lực như thế nào. Hô hô hô, Ngao Bộ Thiên, hít sâu một hơi, giờ phút này, cũng không phải lui lại thời điểm, dù là Nhậm Trường Sinh là trung vị thần, hôm nay hắn cũng muốn xuất thủ. Bằng không mà nói, hắn long vực thể diện ở đâu? Lại nói, cái kia chí tôn cốt, cũng không thể rơi vào Nhậm Trường Sinh trong tay. Hai người các ngươi đồng loạt ra tay, đến lúc đó ta ngồi hắn không chú ý, lấy thần khí đem hắn chém giết. Ngao Bộ Thiên thanh âm âm lãnh đường, thật tốt, hai người hít sâu một hơi. Tiểu tử, người dám giết ta long tộc đệ tử, hủy ta long tộc căn cơ, hơn nữa còn trộm cắp ta long tộc chí tôn cốt, hôm nay ta long vực, liền đem ngươi chém giết nơi đây, răn đe. Nam tử quát lạnh một tiếng, sau một khắc, tay của hắn đột nhiên hóa thành một cái móng vuốt, cái kia móng vuốt mang theo đáng sợ thần lực, bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh đập xuống. Phốc phốc, hư không bị xé nát, đáng sợ thần lực, bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh đánh tới. Hoang cổ thánh thể, giết, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không bên trong, Nhậm Trường Sinh nhất quyền, nghênh đón đi lên, sau một khắc, va chạm kịch liệt truyền đến,
Nhậm Trường Sinh thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh, Nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ hít một cái, một cỗ mạnh mẽ thần lực tràn vào Nhậm Trường Sinh thể nội, nếu không phải Nhậm Trường Sinh thể phách đáng sợ, sợ là trực tiếp bị chấn bể. Đánh lui, nam tử cũng hơi hơi sửng sốt một chút, Nhậm Trường Sinh không phải trung vị thần sao? Làm sao nhất quyền liền bị đẩy lui, ta tuy nhiên có vô tận thần vực, nhưng thần vực dù sao chỉ là thần đạo cường giả một bộ phận thần thông, thần đạo cường giả thể nội thần lực, đồng dạng đáng sợ. Nhậm Trường Sinh trong lòng, nói thầm, nhị trọng thần vực, xác thực đáng sợ, nhưng đáng tiếc là, Nhậm Trường Sinh tu vi có chút thấp, muốn đối kháng hạ vị thần, còn kém một chút. Hắn không phải trung vị thần. Vào thời khắc này, Ngạo Bộ Thiên trong mắt, quang mang tăng vọt, một khắc này, hắn không có từ Nhậm Trường Sinh trên thân cảm giác được chút nào thần lực. Nhậm Trường Sinh, chẳng lẽ còn không phải thần đạo cường giả? Xuất thủ, trấn áp hắn. Ngạo Bộ Thiên nghiêm nghị quát nói. Vâng, oanh, hai tôn long thần trong mắt quang mang tăng vọt, sau một khắc, hai người bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh xuất thủ. Đến được tốt, tổ long huyết mạch, giống giống, Nhậm Trường Sinh thể nội, tổ long huyết mạch trực tiếp gào lên, Nhậm Trường Sinh sau lưng, một đầu vạn trượng thần long biến ảo mà ra, cái kia thần long trên thân, long uy hạo đáng. Đây là tổ long huyết mạch chi lực. Hướng Nhậm Trường Sinh đánh tới hai người, trong mắt trong nháy mắt kinh hãi chính là vô cùng, tổ long huyết mạch, đây chính là long tộc chân quý nhất huyết mạch chi lực, trước mắt Nhậm Trường Sinh là nhân loại, làm sao có thể nắm giữ. Đại uy thiên long, giống, hai người ngây người công phu, Nhậm Trường Sinh nhất quyền xuất thủ. Đụng chút, một cái hình rồng kình khí, nổ bắn ra mà ra, hai người thân thể, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Đồ vô dụng, Ngạo Bộ Thiên trong mắt nộ khí tăng vọt, hai tôn hạ vị TH. Ân, giờ phút này liền một cái tiên tôn đều bắt không được. Hơn nữa còn bị Nhậm Trường Sinh, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người này nắm giữ hoang cổ thánh thể, tổ long huyết mạch, hơn nữa còn có vô tận thần vực, nhưng trên người hắn lực lượng, cũng bất quá tiên tôn chi cảnh, hắn rốt cuộc là ai? Cách đó không xa, thần giới sứ trong mắt kinh nghi vô cùng. Cầm giữ có vô tận thần vực, cái kia chính là thần đạo cường giả, cái này chính là thần giới quy tắc, nhưng trước mắt Nhậm Trường Sinh, tựa hồ căn bản là không tuân theo đầu này quy tắc. Lại đến, Nhậm Trường Sinh trong mắt, chiến ý vô biên, tổ long huyết mạch áp chế xuống, hai tôn hạ vị thần, giờ phút này cũng khó có thể làm bị thương Nhậm Trường Sinh mảy may. Đối chiến hai tôn hạ vị thần, Nhậm Trường Sinh chiếm cứ thượng phong, Trường Sinh thần thật mạnh, xem ra cái này ba tôn long vực thần, cũng khó có thể là Trường Sinh thần đối thủ. Đây là khẳng định, Trường Sinh thần chiến lực vô biên. Long tộc tính là gì, tại Trường Sinh thần trước mặt, cái kia chính là loài bò sát nhỏ. Một đám cổ tiên, mặt mũi tràn đầy kính ngưỡng nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, mà Ngạo Bộ Thiên nghe đến lời này, trong mắt càng là nộ khí tăng vọt, lần này hắn long tộc, ném mất mặt lớn. Bộ Thiên đại nhân, người này có chút quái dị. Hai người đứng tại Ngạo Bộ Thiên bên cạnh, thần sắc kinh nghi nói, trước mắt Nhậm Trường Sinh, rõ ràng tu vi mới tiên tôn chi cảnh, nhưng chiến lực, lại đáng sợ như vậy. Ong ong, vào thời khắc này, xa xôi tiên giới biên giới. Một cỗ thần đạo chi lực, lan tràn ra, có thần đạo cường giả, lần nữa hướng Đông Hải chạy đến. Có thần đến rồi, Ngạo Bộ Thiên thần sắc âm trầm nói. Giờ phút này nhất định phải lập tức trấn áp Nhậm Trường Sinh, bằng không mà nói, một khi khiến cái này thần đạo cường giả biết long tộc chí tôn cốt xuất hiện tin tức, sợ là thần giới thần vương, đều sẽ buông xuống mà đến. Hai người các ngươi hóa thành bản thể, chờ ta kích hoạt thần khí, trực tiếp giết hắn. Ngạo Bộ Thiên nghiêm nghị nói. Tốt, hai người trong mắt. Quang mang tăng vọt, ba người đồng thời xuất thủ, chẳng lẽ còn giết không được Nhậm Trường Sinh? Chỉ cần Nhậm Trường Sinh vừa chết, cái kia Nhậm Trường Sinh sau lưng mấy người, căn bản cũng không tính là gì. Chương 138, Đăng Lâm Trung Vị Thần, ta, ban cho các ngươi tử vong. Giống giống, hai tôn long thần, thân thể hóa thành bản thể, sau một khắc, chỉ thấy hai cái ngang dọc mấy vạn trượng thân rồng, xuất hiện ở trong hư không, mênh mông long uy, theo hư không truyền đến. Ầm ầm. Hư không trực tiếp vỡ nát, lực lượng đáng sợ, tại hư không chấn động, giữa thiên địa, giờ phút này tựa hồ muốn hủy diệt đồng dạng, vô số cổ tiên, thần sắc kinh hãi chính là nhìn trước mắt tình cảnh này. Lực lượng thật mạnh, bá đế bọn người, thần sắc âm thầm biến đổi, hóa thành bản thể thần long, cái kiêu uy thế mạnh chỉ ít phía trên gấp 10 lần, giờ phút này bọn họ tiến lên, sợ là một chiêu cũng đỡ không nổi. Đều lui lại, đế sát âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, mấy người, nhanh chóng lui lại. Hư không bên trong, Nhậm Trường Sinh ngạo nghễ mà đứng, Nhậm Trường Sinh sau lưng, cái kia vô tận thần vực, tản mát ra cuồn cuộn thần uy, vạn trượng thần vực bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Rốt cục bắt đầu sao?
Nhậm Trường Sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên. Thật mạnh thần uy, đó là long thần cường giả, long vực người, sợ là đã sớm hạ giới. Không biết xấu hổ long tộc, mỗi lần tiên giới xảy ra chuyện gì, bọn họ cái thứ nhất sẽ xuất hiện, căn bản cũng không quản những người khác. Mau đi xem một chút, tiên giới trên không, mấy đạo đáng sợ bóng người, hướng Đông Hải mà đi. Tiểu tử này, thật mạnh, hư không ngao bộ thiên, trong mắt từng tia ý lạnh lóe ra, hai tôn long thần hóa thành bản thể, cái kia đáng sợ uy thế, đã 10 phần đáng sợ. Nhưng hư không Nhậm Trường Sinh, giờ phút này lại vẫn là bộ dáng lúc trước, một chút kinh hoàng đều không có. Giết, giết, liếc nhau, hai tôn long thần, bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh đánh tới, hai tôn long thân thể những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, toàn bộ tê. Tiên giới, giờ phút này đều run rẩy lên, là thần chiến A, đến cùng là cái gì, đưa tới thần chiến. Trong tiên giới, vô số tiên nhân, nhìn lấy Đông Hải phía trên, giờ phút này thần lực cuồn cuộn, từ xa nhìn lại, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng muốn bị xé mở. Ong ong, hai tôn long thân thể, khoảng cách Nhậm Trường Sinh, càng ngày càng gần. Chủ nhân có thể bị nguy hiểm hay không? Bá đế thần sắc lo lắng nói. Im miệng, chủ nhân chính là vô thượng thần, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Hai cái loài bò sát nhỏ mà thôi, tại chủ nhân trước mặt trong nháy mắt ở giữa liền có thể hủy diệt. Đế sát thần sắc ngạo nghễ đường. Không sai, Kim Sí cũng đầy mặt kiêu ngạo. Ầm ầm, hai tôn long thân thể, khoảng cách Nhậm Trường Sinh càng ngày càng gần, nhìn lấy gần trong gang tấc Nhậm Trường Sinh, hai tôn long thần trong mắt, dâng lên lạnh lẽo quang mang. Nhậm Trường Sinh, cái này là mình tìm đường chết. Hai người thân rồng, đủ có thể so với thần khí, khác nói nhân loại thần đạo cường giả, cho dù là cùng cảnh giới yêu thú, cũng sẽ bị bọn họ kéo thành phấn vụn. Vào thời khắc này, ngay tại hai tôn long thần, muốn nhất chảo đem Nhậm Trường Sinh trực tiếp xé nát lúc. Nhậm Trường Sinh, rốt cục xuất thủ. Tuyệt đối huyết mạch áp chế, Nhậm Trường Sinh trực tiếp kích hoạt lên tổ long huyết mạch thần thông chi lực, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trên thân, một cỗ chí tôn giống như lực lượng, phóng lên tận trời. Đụng chút, Nhậm Trường Sinh quanh người, hư không trực tiếp vỡ nát. Đây là cái gì lực lượng? Hai tôn long thần, trong mắt kinh hãi chính là vô song, một khắc này, bọn họ tựa hồ cảm giác được, trước mắt Nhậm Trường Sinh, đã biến thành bọn họ vô thượng lão tổ, đáng sợ huyết mạch áp chế. Cuồn cuộn mà đến. Trong cơ thể của bọn hắn, cái kia đáng sợ thần lực, giờ phút này trực tiếp bị áp chế cửu thành. Tuyệt đối huyết mạch áp chế, cái này là tuyệt đối huyết mạch áp chế. Ngao bộ thiên trong mắt, đều là bất ngờ, tuyệt đối huyết mạch áp chế. Đó là tổ long huyết mạch mức độ đậm đặc đạt tới một thành trở lên, mới có tuyệt thế thần thông. Đó là long tộc khắc tinh. Trong long tộc, cầm giữ có như thế huyết mạch chi lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt Nhậm Trường Sinh, làm sao có thể làm đến? Điều đó không có khả năng, Ngao Bộ Thiên thấp giọng quát, vậy tuyệt đối huyết mạch áp chế dưới, trong cơ thể của hắn, lực lượng lần nữa bị hạn chế, nguyên bản muốn bị hắn kích hoạt thần khí, giờ phút này, cũng lần nữa trở nên yên lặng. Tuyệt đối huyết mạch áp chế, chuyện này đối với bọn hắn hạn chế, thật sự là quá lớn. Không có cái gì, là không thể nào, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu là còn lại thần đạo cường giả, cái kia Nhậm Trường Sinh còn có chút bận tâm. Nhưng đối với long tộc, Nhậm Trường Sinh bình tĩnh vô cùng. Long tộc thiên kiêu, thì tính sao, tại hắn tuyệt đối huyết mạch áp chế trước, vô luận là long tộc bực nào thiên kiêu, cái kia đều muốn bị gắt gao ngăn chặn, không có phản kháng chút nào chi lực. Tiểu tinh, trung vị thần thể nghiệm thẻ sử dụng, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói. Vâng, chúc mừng chủ nhân, trung vị thần thể nghiệm thẻ sử dụng thành công, chủ nhân tu vi đăng lâm trung vị thần chi cảnh, thời gian 1 phút, tính theo thời gian bắt đầu. Tiểu tinh thanh âm. Tại Nhậm Trường Sinh trong đầu vang lên. Oanh, theo tiểu tinh lời này, Nhậm Trường Sinh sau lưng, cái kia vô tận thần vực tăng vọt, Nhậm Trường Sinh trên thân, khí tức càng là theo tiên tôn 9 tầng, thẳng trèo lên thần đạo. Lập tức đạt đến, trung vị thần chi cảnh, ong ong, Nhậm Trường Sinh thần vực, bao phủ 1 triệu trượng, từ xa nhìn lại, đáng sợ vô biên, thì liền hai tôn long thần, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn lấy Nhậm Trường Sinh. Ngươi, Ngao Bộ Thiên. Thanh âm đều có chút run rẩy, cỗ khí tức kia, cũng không phải tiên tôn, đó là thần đạo cường giả, hơn nữa còn là trung vị thần cường giả, trước mắt Nhậm Trường Sinh, là trung vị thần. Ngươi là trung vị thần, hai tôn hướng Nhậm Trường Sinh xuất thủ long thần, tròn. Gờ mắt mang theo sợ hãi, Nhậm Trường Sinh trên thân, trung vị thần khí tức đáng sợ vô biên, lại thêm tổ long huyết mạch tuyệt đối áp chế. Hai người giờ phút này, liền mảy may ý chí chiến đấu, cũng không có. Ta. Trường Sinh thần, Nhậm Trường Sinh thanh âm đạm mạc, tại hư không vang lên.
Cuồn cuộn thanh âm, truyền khắp toàn bộ tiên giới, trong tiên giới, vô số cường giả, giờ phút này hai con mắt, đều rơi vào thiếu niên kia trên thân. Chỉ thấy thiếu niên kia, đứng ngạo nghễ Đông Hải phía trên. Xung quanh người hắn, thần lực cuồn cuộn, toàn bộ tiên giới, tựa hồ giờ phút này đều dung không được hắn. Là trung vị thần, người này là ai? Đây không phải là Long vực người. Đông Hải biên giới, mấy đạo thân ảnh dừng lại, nhìn lấy Đông Hải phía trên bóng người, mấy người trong mắt quang mang tăng vọt, trung vị thần. Lại có trung vị thần buông xuống. Hắn là trung vị thần. Thời khắc này thần giới xứ, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Trung vị thần A, nếu là Nhậm Trường Sinh muốn giết hắn, sợ là hắn sớm đã chết ở Đa Bảo Tiên Vực. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không đúng, đó là cái gì? Cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim long xương, chẳng lẽ là Long vực chí tôn cốt? Thật chí tôn cốt tại sao lại xuất hiện tại tiên giới? Mấy cái tôn thần nói cường giả, trong mắt trong nháy mắt quang mang vạn trượng, long thần chí tôn cốt A, này làm sao sẽ xuất hiện tại cái này tiên giới bên trong? Thiếu niên kia, là ai? Ta, ban cho các ngươi tử vong. Xạ Thiên Cung, vào thời khắc này, hư không thiếu niên kia, trong tay quang mang lóe lên, lập tức một thanh thần cung xuất hiện, sau một khắc, thiếu niên quanh người thần vực bên trong, cuồng bạo thần lực, điên cuồng hướng cái kia thần cung. Mãnh liệt mà đi, chương 139, thần vẫn, thiên địa buồn, mưa máu hàng. Đây là cái gì? Thần giới sứ kinh hô lên, cái kia thần cung xuất hiện trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, xâm nhập mà đến, cỗ lực lượng kia, để hắn kinh hồn bạt vía. Tam phẩm thần khí, đây là tam phẩm thần khí, điều đó không có khả năng. Ngao Bộ Thiên trong mắt, kinh hãi chính là vô cùng, cái nào đem thần khí là thật, lần trước, cũng là thanh này thần khí, đem Long Tôn ở trước mặt của hắn trực tiếp đánh nổ. Tam phẩm thần khí, tổ long huyết mạch, hồng hoang thánh thể, trăm vạn trượng vô tận thần vực. Hắn đến cùng là ai, sáu tôn thần. Giờ phút này trong mắt kinh nghi nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, bắt đầu bọn họ, là vì hoang cổ thánh thể mà đến, nhưng ai biết, cái này hoang cổ thánh thể đáng sợ như vậy. Trước mắt Nhậm Trường Sinh, tuyệt đối không giống như là tán tu. Có thể có được tam phẩm thần khí, Nhậm Trường Sinh sau lưng, sợ là ít nhất có thần vương cường giả, thậm chí khả năng, có mạnh hơn tồn tại. Chiến thần điện, lần này các ngươi chẳng lẽ cũng là vì cái này thánh thể mà đến. Thanh âm trầm thấp vang lên, sáu tôn thần bên trong một người. Trong mắt từng tia quang mang lóe ra nói. Các ngươi hỏa thần điện không như cũ như thế. Chiến thần điện ba tôn thần thần sắc đạm mạc đường. Hoang cổ thánh thể xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, một tôn mới thần vương xuất hiện. Một cái thần vương đối với long vực như vậy đại thế lực tới nói không tính là gì. Nhưng chiến thần điện cùng hỏa thần điện, đó bất quá là thần giới trung đẳng thế lực. Bọn họ trong môn, cũng liền một hai tôn thần vương cường giả. Nếu là có thể thêm một cái kia chính là thực lực đại trướng. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Long vực Ngao Bộ Thiên ở chỗ này, chúng ta muốn mang đi người này, sợ là có chút phiền phức, mà lại cái này long thần chí tôn cốt. Mấy người trong mắt, từng tia quang mang lấp lóe. Long thần chí tôn cốt, đó là long vực chí bảo, nhưng bọn hắn, cũng không dám ngấp nghé, cái này chí tôn cốt nếu là rơi vào trong tay bọn họ, long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mau nhìn, nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, sau một khắc. Tất cả mọi người hướng Đông Hải trên không nhìn qua, chỉ thấy cái kia Đông Hải trên không, trong tay thiếu ni. Tên thần cung, quang mang vạn trượng, cái kia thần cung phía trên, một đạo kim sắc mũi tên hình thành, hắn muốn bắn giết chúng ta. Hai tôn long thần, run sợ run rẩy, cái kia đáng sợ thần cung, giống như có lẽ đã khóa chặt bọn họ, tử vong giống như khí tức, từ thiên địa bao phủ mà đến. Nhậm Trường Sinh, chúng ta thế nhưng là long vực người, ngươi nếu là thành thật thật giao ra chí tôn cốt. Ta Ngao Bộ Thiên đáp ứng ngươi, có thể thả ngươi nhất mệnh. Ngao Bộ Thiên băng lãnh âm thanh vang lên. Sau lưng của hắn, giờ phút này cũng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tam phẩm thần khí, trung vị thần chi cảnh, lại thêm Nhậm Trường Sinh cái kia trăm vạn trượng vô tận thần vực. Hắn đạo này phân thân, cũng ngăn cản không nổi. Long vực lại như thế nào? Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, Long vực. Thì tính sao, tại Nhậm Trường Sinh trong lòng, đắc tội, vậy liền đều phải chết, đáng giận. Ngao Bộ Thiên trong lòng nộ khí trùng thiên, Long vực tên, tại thần giới hạng gì uy phong. Liền xem như thần vương thần hoàng, cái kia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Trước mắt Nhậm Trường Sinh, thật ngông cuồng. Nhậm Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta Long tộc thần vương buông xuống, đưa ngươi trực tiếp xé nát ở chỗ này. Ngao Bộ Thiên nghiêm nghị nói. Ha ha ha, Nhậm Trường Sinh phá lên cười, Long vực thần vương cường giả. Nếu là thật có thể buông xuống, sợ là đã sớm tới.
không cần chờ tới bây giờ. Ba đầu loài bò sát nhỏ, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Băng lãnh âm thanh vang lên, Nhậm Trường Sinh trong tay thần cung, trực tiếp buông ra, sau một khắc, chỉ thấy cái kia kim sắc mũi tên, phá không mà lên. Ong ong, một khắc này, trong mắt mọi người, chỉ còn lại có cái kia kim sắc mũi tên, cái kia mũi tên nổ bắn ra mà ra, tựa hồ muốn vỡ vụn thương khung, rời đi tiên giới. Mũi tên những nơi đi qua, hư không toàn bộ vỡ nát, thật mạnh, Đông Hải bên ngoài sáu tôn thần, trên mặt nhất bạch, trực giác nói cho bọn hắn, nếu là cái kia mũi tên giờ phút này khóa chặt chính là bọn hắn, vậy bọn hắn tuyệt đối ngăn không được. Long tộc trêu chọc cái gì yêu nghiệt, một tôn thần nói thầm, mau trốn, hư không bên trong, hai tôn long thần trong mắt đều là bất ngờ, cái kia mũi tên, khóa chặt chính là bọn hắn, khí tức tử vong, điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Hai tôn long thần, trong lòng không còn chút nào nữa chiến ý. Bây giờ nghĩ đi, muộn, Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia mũi tên, bay thẳng đến hai tôn long thần bên trong một cái, bắn tới. Nhậm Trường Sinh, dừng tay, Ngao Bộ Thiên tức giận quát, cái kia thần tiễn, phút chốc tới. Sau một khắc, phốc phốc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hư không bên trong, cái kia thân thể đủ để có thể so với thần khí một tôn long thần, đột nhiên thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Lồng ngực của hắn, cái kia nghịch lân chỗ, một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện. Nghịch lân vỡ vụn, cái kia thần tiễn, trực tiếp theo lồng ngực của hắn nổ bắn ra mà ra, thần long chi huyết, theo hư không rơi xuống, trong vùng biển, kích thích vạn trượng sóng lớn. Phanh phanh phanh, tí tách thần huyết, như là nắm giữ vạn quân lực, trong vùng biển một số tu vi yếu hải yêu, trực tiếp bị thần huyết đập chết, nước biển, nhuộm thành đỏ như máu. Ô ô ô, giữa thiên địa, vang lên tiếng rên rỉ. Cái kia tiếng rên rỉ, làm cho tâm thần người run rẩy, một lát, có thể nhìn đến giọt giọt mưa máu, theo hư không rơi xuống, toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều rơi ra mưa máu. Thần vẫn, trời buồn, hàng mưa máu, toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều yên tĩnh lại, thần vẫn lạc, này thiên địa rên rỉ, này thiên địa mưa máu, như nói hết thảy. Có một tôn thần, vẫn lạc, thần vẫn, cổ tiên thành, một tôn sống mấy trăm triệu năm cổ tiên, âm thầm thở dài một cái. Trong mắt của hắn, mang theo mê mang, thần vẫn rồi. Thần cũng vẫn lạc, hắn sống tạm mấy trăm triệu năm, không phải là vì cái kia thần đạo, thần đều vẫn lạc, cái nào hắn thành thần, thì có ích lợi gì. Cuối cùng còn không phải, muốn hóa thành cho bụi. Ai, vô số cổ tiên thở dài, bọn họ tha thiết ứa. Xê mơ, chỉ vì thành thần, nhưng hôm nay, thần lại ở trước mặt bọn họ vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn đả kích. Quá lớn, một tôn long thần, chết. Đông Hải bên ngoài, sáu tôn thần, giờ phút này mặt mũi tràn đầy bất ngờ, đây chính là thần, hơn nữa còn là long vực long thần thân thể, đủ để có thể so với thần khí. Cùng cảnh giới, không người là đối thủ, nhưng trước mắt, bọn họ lại nhìn tận mắt, một tôn long thần vẫn lạc. Không, Ngao Bộ Thiên, bờ môi đều có chút run rẩy, đây chính là long thần, hắn long vực long thần, nhưng giờ phút này, lại ở trước mặt của hắn, trơ mắt vẫn lạc. Mặt khác một tôn long thần. Càng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, vừa mới, nếu là cái kia thần tiễn tỏa định là hắn, cái kia kết cục của hắn, tuyệt đối được không đi đến nơi đó, thiếu niên kia, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Phanh, long thần thân thể, trọn vẹn mấy vạn trượng, theo hư không rơi xuống, nước biển phía trên, kích thích một trận bọt nước, tại mọi người rung động trong thần sắc. Cái kia long thần, chìm vào đáy biển, thần, vẫn lạc, chúc mừng chủ người chém giết hạ vị thần, lấy được kinh nghiệm khen thưởng một vạn ức. Kinh nghiệm phản hồi một vạn vạn ức, chủ nhân tu vi đăng lâm cổ tiên 9 tầng chi cảnh. Vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh trong đầu, tiểu tinh âm thanh vang lên. Chương 140, liên tiếp thần vẫn, chứng đạo thành thần rầm rầm rầm. Theo tiểu tinh đạo thanh âm này, Nhậm Trường Sinh thể nội, lực lượng điên cuồng cuồn cuộn lấy, cái kia đạt đến tiên tôn 9 tầng tu vi, trực tiếp đăng lâm cổ tiên 9 tầng chi cảnh. Quả nhiên, thần kinh nghiệm cũng là cao. Nhậm Trường Sinh trong lòng nói thầm, một tôn thần trực tiếp để Nhậm Trường Sinh tu vi, tăng lên tới cổ tiên 9 tầng, lại đến một tôn, cái kia Nhậm Trường Sinh tu vi, đem trực tiếp đăng lâm thần đạo. Ong ong, nhưng vào thời khắc này, một cỗ thiêu đốt cảm giác, theo thể nội truyền đến. Nhậm Trường Sinh nhướng mày, lập tức tâm thần nặng nhập thể nội, Nhậm Trường Sinh thể phách bên trong. Có thể nhìn đến, một cỗ âm tà lực lượng, ngay tại xâm nhập, cỗ lực lượng này, tựa hồ đến từ thiên địa, mang theo một cỗ sức mạnh to lớn thần bí, hắn xâm nhập. Để Nhậm Trường Sinh thể phách, tại mục nát. Thiên nhân ngũ suy, Nhậm Trường Sinh trong mắt, tinh mang lóe lên, cái kia cỗ âm tà lực lượng, chính là thiên nhân ngũ suy,
cỗ lực lượng này tại mục nát nhậm trường sinh thể phách, cũng là cổ tiên sợ nhất lực lượng. Thần chi lực, ong ong, nhậm trường sinh thể nội, thần lực vận chuyển, sau một khắc, cái kia âm tà lực lượng, trực tiếp tán đi, tại thần lực trước mặt, thiên nhân ngũ suy, không tồn tại. Đây cũng là cổ tiên vì sao muốn thành thần nguyên nhân, một khi thành thần, cái kia thiên nhân ngũ suy, liền sẽ triệt để tiêu tán, từ đó về sau, bất tử bất diệt. Thần đạo, nhanh, nhậm trường sinh hai con mắt, rơi vào còn lại một tôn long thần trên thân, cái này một tôn long thần, bây giờ đang ở nhậm trường sinh trong mắt, cái kia chính là liên tiếp điểm kinh nghiệm. Giết hắn, có thể thành thần, long thần chết rồi, cái này nhậm trường sinh, chẳng lẽ còn muốn hướng mặt khác một tôn long thần xuất thủ hay sao? Người này rốt cuộc là ai? Dám tùy ý giết long vực đệ tử, sáu tôn thần, trong mắt từng tia quang mang lóe ra, đây chính là long vực đệ tử A, cho dù là bọn họ, cũng không dám đắc tội, nhậm trường sinh, còn dám giết. Nhậm trường sinh, người đáng chết, ngao bộ thiên thanh âm tức giận vang lên, trước mắt nhậm trường sinh, thật dám giết hắn long tộc long thần. Từ nay về sau, nhậm trường sinh cũng là toàn bộ long vực địch nhân. Rất nhiều người cùng bản thần nói như thế qua, nhưng đáng tiếc là, không người có thể giết ta. Bao quát, người long vực, nhậm trường sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhậm trường sinh trước người, cái kia đáng sợ thần cung, lần nữa dâng lên hào quang sáng chói, đáng sợ thần lực, lần nữa hướng thần cung hội tụ. Trung vị thần thể nghiệm thẻ, vậy nhưng chỉ có một phút thời gian, giờ khắc này chuông bên trong, nhậm trường sinh đương nhiên sẽ không dừng tay, tia. Ước mắt cái này tôn long thần muốn chết, ngao bộ thiên, cũng phải chết ở chỗ này. Đến mức long vực, nhậm trường sinh căn bản là không có đi cân nhắc. Đáng hận, ngao bộ thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, lần thứ hai, lần thứ nhất, nhậm trường sinh ở ngay trước mặt hắn, giết long đảo long tôn, lần này càng đáng sợ. Ở ngay trước mặt hắn, giết một tôn long thần, hiện tại còn muốn tiếp tục xuất thủ, giết hắn long tộc đệ tử. Bộ thiên đại nhân, cứu ta, còn lại một tôn long thần, thân thể run lên, cái kia đáng sợ thần cung, giờ phút này đã khóa chặt hắn, hắn chỉ cảm thấy, khí tức tử vong, hướng hắn bao phủ mà đến. Nhậm trường sinh, dừng tay, ngươi như tiếp tục xuất thủ, ta long vực thần vương, khẳng định sẽ tự mình buông xuống, hắn sẽ đích thân giết ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngao bộ thiên tức giận quát, ong ong, hư không nhậm trường sinh, không động lấy chung, đáng sợ thần lực, tiếp tục hướng thần cung hội tụ mà đi, lực lượng, tại nhậm trường sinh trên thân cuồn cuộn lấy, từ xa nhìn lại, nhậm trường sinh tựa hồ cái kia trưởng khống thiên địa chí tôn thần. Không người, có thể phản kháng, thật cuồng nhậm trường sinh, sáu tôn thần, hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt nhậm trường sinh, thật sự là thật ngông cuồng. Ta muốn người nào chết, người nào không thể không chết. Thanh âm lạnh lùng, tại hư không vang lên, nhậm trường sinh trong tay thần cung, hào quang rực rỡ vô cùng, sau một khắc, chỉ thấy nhậm trường sinh buông tay ra, một đạo thần tiễn, nổ bắn ra mà ra. Ong ong, hư không, trực tiếp vỡ nát, đáng sợ thần tiễn, bay thẳng đến sau cùng một tôn long thần đánh tới. Cứu ta, bộ thiên đại nhân, cứu ta, sau cùng một tôn long thần, dọa đến hồn đều kém chút không có, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần thần tiễn, hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt không thôi, liền mảy may đấu trí, đều không có. Thiên thần thương, ong ong, cắn răng một cái, ngao bộ thiên vung tay lên, một thanh thần thương xuất hiện, cái kia thần thương phía trên, một cỗ thiên thần chi lực, cuồn cuộn mà ra, ngao bộ thiên tay cầm thiên thần thương, nhất thương xuất thủ. Phốc phốc, trầm muộn âm thanh vang lên, thiên thần thương, trực tiếp vỡ nát, ao ao ao, sáu tôn thần, trong mắt đều là hoảng sợ, thiên thần kia thương, thế nhưng là lục phẩm thần khí, tại thần giới bên trong, chỉ có thiên thần, mới có tư cách trưởng khống. Ngao bộ thiên có thể có thanh này thiên thần thương, hiển nhiên cũng là bởi vì hắn long vực chân thần thân phận, bình thường chân thần, cũng không có lục phẩm thần khí, có thất phẩm bát phẩm thần khí, đã coi như là không tệ. Nhưng giờ phút này, cái này thần khí, trực tiếp nát. Không có khả năng, ngao bộ thiên thân thể, té bay ra ngoài, lục phẩm thần khí nát, hắn lấy làm tự hào áp chụp thủ đoạn, giờ phút này trực tiếp nát. Lục phẩm thần khí, cặn bã mà thôi. Nhậm trường sinh trong mắt dâng lên một vệt khinh thường, xạ thiên cung đây chính là tam phẩm thần khí, danh xưng liền thiên địa, đều có thể bắn thủng, cái này nho nhỏ lục phẩm thần khí, cũng muốn ngăn trở. Cứu ta, phốc phốc, thần tiễn, theo cái này tôn long thần thể nội xuyên qua, người này trong mắt, mang theo không cam tâm, mang theo hoảng sợ, mang theo thất kinh, theo hư không rơi xuống. Ô ô ô, thiên địa rên rỉ, mưa máu, lần nữa rơi xuống, toàn bộ tiên giới. Giờ phút này đều nhiễm lên một tầng màu đỏ, trong thiên giới, khắp nơi đều bao phủ bi ai bầu không khí,
mọi người chỉ cảm thấy trong lòng tuyệt vọng, không nhịn được muốn thút thít. Thần, lần nữa vẫn lạc, thần lại vẫn lạc, thần lại vẫn lạc, thương thiên a, chúng ta thành thần, để làm gì? Để làm gì? Một tôn cổ tiên, đã không chịu nổi đả kích, người này nhìn trời nộ hống, khí tức trên thân hỗn loạn không thôi, hiển nhiên, này người đã lâm vào ma chướng bên trong. Nhưng trong tiên giới, giờ phút này lòng sinh tuyệt vọng, có thể không chỉ một vị cổ tiên. Tất cả cổ tiên, suy nghĩ trong lòng đều là thành thần, sau đó đăng lâm thần đạo, nhưng ai biết, chưa thành trước thần, từng tôn đáng sợ thần, lại ở trước mặt bọn họ, liên ti. Tiếp vẫn lạc, thật là đáng sợ, sáu tôn thần, tâm thần run rẩy, liên tiếp hai tôn thần, vẫn lạc Đông Hải. Thiếu niên kia, thật đáng sợ, Nhậm Trường Sinh, người đáng chết, đáng chết. Ngao Bộ Thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, hai tôn long thần, liên tiếp vẫn lạc, đây là hắn long tộc sỉ nhục, hắn long tộc, nhất định muốn huyết tẩy sỉ nhục này. Ngươi, cũng nên chết, Nhậm Trường Sinh trong mắt, một vệt lãnh mang nổ bắn ra mà ra. Ngao Bộ Thiên, đồng dạng muốn chết, ong ong, nhưng vào thời khắc này, toàn bộ tiên giới, lại đột nhiên chấn động xuống dưới, sau một khắc, chỉ thấy hư không bên trong, tường vân dày đặc, thiên nữ tán hoa, tường thú bay lượn, đại đạo chi âm, lượn lờ mà lên. Thiên địa cùng chúc mừng, tân thần sinh ra, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới, rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 141, Cửu Tinh Liên Châu, chân thần hàng lâm. Mau nhìn, đó là Cửu Tinh Liên Châu A, đây là có người chứng thần đạo mới có thể xuất hiện dị tượng, lần trước xuất hiện, đó còn là đếm trăm triệu năm trước thiên ma vực một tôn ma tiên chứng đạo ma thần thật là Cửu Tinh Liên Châu. Vô số tiên nhân, hướng thương khung nhìn qua, chỉ thấy cái kia trên trời cao, giờ phút này giữa ban ngày, vậy mà xuất hiện 9 cái tinh thần sáng chói vô cùng, hợp thành một chuỗi. Cửu Tinh Liên Châu, thiên địa dị tượng, tân thần, ra đời. Trong tiên giới, giờ phút này khắp nơi đều là tường vân, nguyên bản thần linh vẫn lạc rên rỉ, giờ phút này cũng hoàn toàn tán đi. Người nào chứng nhận thần đạo, sáu tôn thần đạo cường giả, trong mắt từng tia quang mang lóe ra, thần trí của bọn hắn triển khai, trong tiên giới, giờ phút này cũng không người, chứng thần đạo thành công. Là hắn, vào thời khắc này, một đám người hai con mắt, rơi vào thiếu niên kia trên thân. Hư không thiếu niên, trên thân hồng hoang chi khí cuồn cuộn mà ra, chỉ thấy vô số hồng hoang dị tượng, ra hiện ở phía sau hắn, hư không Cửu Tinh Liên Châu phía trên, một cỗ mênh mông lực lượng, hướng Nhậm Trường Sinh bao phủ xuống. Chúc mừng chủ người chém giết hạ vị thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 tỷ, kinh nghiệm phản hồi 1.000.000 ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới hạ vị thần sơ kỳ. Vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh trong đầu, vang lên tiểu tinh thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ thần lực, theo Nhậm Trường Sinh thể nội mãnh liệt mà ra, Nhậm Trường Sinh tu vi, trực tiếp theo cổ tiên 9 tầng, đăng lâm thần đạo chi cảnh. Thành thần, Nhậm Trường Sinh có chút dừng lại. Thể nội, đó là chân chính thần lực, thời khắc này Nhậm Trường Sinh, tu vi thành công đăng lâm hạ vị thần chi cảnh, cho dù là thần giới kém nhất thần, nhưng cũng đã vượt ra khỏi tiên đạo. Ong ong, Cửu Tinh chi lực, bao phủ Nhậm Trường Sinh trên thân, Nhậm Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ thần lực, tại gột rửa chính mình thể phách. Để cho mình thể phách, biến đến càng ngày càng mạnh. Thương cổ thần đồng mở ra, Nhậm Trường Sinh trong mắt, sáu tôn thần, bao quát Ngao Bộ Thiên suy nghĩ trong lòng, toàn bộ xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh trong đầu. Thần đồng, cũng tăng lên, thể nội hoang cổ thần lực, hạo hãn vô biên, thật mạnh, Nhậm Trường Sinh trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, kể từ hôm nay, hắn đem đăng lâm thần đạo, cho dù là thần giới cường giả buông xuống, Nhậm Trường Sinh cũng không sợ. Không đúng. Như người này vừa mới chứng nhận thần đạo, cái kia bắt đầu hắn, tu vi chẳng phải là, sáu tôn rất giống hổ nhớ ra cái gì đó, cái kia nhìn lấy Nhậm Trường Sinh hai con mắt, trong nháy mắt kinh hãi chính là vô biên, Nhậm Trường Sinh vừa mới chứng thần đạo. Cái kia bắt đầu Nhậm Trường Sinh, chẳng phải là cổ tiên chi cảnh. Một tôn cổ tiên, lại giết hai tôn long thần, cái này là yêu nghiệt a. Một tôn thần, âm thanh run rẩy nói, lấy cổ tiên tu vi, chém giết thần đạo cường giả, hơn nữa còn là hai tôn long thần. Cái này sợ là tại thần gì? Ới, cũng không có mấy người có thể làm được, thật là đáng sợ, còn lại thần, cũng đầy mặt hoảng sợ. Đại lực thần, người nhanh chóng đem tin tức truyền cho thần vương đại nhân, nói cho hắn biết, tiên giới bên trong xuất hiện một tôn vô cùng yêu nghiệt tồn tại, đến người này, có thể để ta chiến thần điện hưng thịnh. Một tôn thần, hướng sau lưng nam tử nói, vâng, nam tử vội vàng đáp ứng xuống, nhanh chóng thông báo thần vương đại nhân, ta hỏa thần điện nhất định muốn cầm xuống người này.
tốt nhất để thần vương đại nhân tự mình buông xuống, nếu không người này sợ là không tốt hàng phục. Hỏa thần điện một tôn thần, cũng vội vàng nói. Vâng, hai đại thần điện, vội vàng hướng thần giới truyền đạt tin tức. Đông Hải phía trên, chủ nhân thành thần, bá đế bọn người, trong mắt kính ngưỡng vô cùng. Thiếu niên kia, thành thần, hắn giờ phút này, tựa hồ cái kia cửu tinh chi chủ, ngạo lập thương khung, không người dám nhìn thẳng. Ta cũng muốn thành thần, đế sát mặt mũi tràn đầy nóng rực đường. Ta cũng vậy, kim sĩ cũng đầy mặt kiên định, hắn quan trọng cùng chủ nhân cùng lão đại tốc độ, đăng lâm thần đạo, bằng không mà nói, chủ nhân cùng lão đại tiến nhập thần giới, vậy hắn cũng chỉ có thể lưu tại trong tiên giới. Chúng ta cũng giống vậy, bá đế trong mắt ba người vô cùng kiên định, ba người rất rõ ràng, nếu là bọn họ bước vào thần đạo chi cảnh chậm, sợ là sẽ phải trực tiếp bị Nhậm Trường Sinh bỏ qua. Người bắt đầu không phải thần đạo cường giả, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Ngao Bộ Thiên Thần sắc kinh nghi nói, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đương nhiên cũng cảm ứng được, Nhậm Trường Sinh khí tức trên thân, vừa mới chứng đạo thành thần. Không sai, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh trên thân. Cái kia trung vị thần khí tức, giờ phút này từ từ tán đi, Nhậm Trường Sinh tu vi, đứng tại hạ vị thần chi cảnh, đây mới là, Nhậm Trường Sinh tu vi thật sự. Điều đó không có khả năng, Ngao Bộ Thiên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không phải thần đạo cường giả. Cái kia mang ý nghĩa Nhậm Trường Sinh bắt đầu tu vi, mới cổ tiên chi cảnh, một cái cổ tiên, giết bọn hắn long vực hai tôn long thần. Cái này sao có thể? Không có cái gì là không thể nào, tại ngươi long tộc trong mắt. Nhân loại tu luyện giả yếu đuối vô cùng, nhưng các ngươi nhưng biết, tại nhân tộc thiên kiêu trong mắt, người long tộc, như cũ bất quá con kiến hôi. Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh trước người, cái kia thần cung, lần nữa dâng lên hào quang sáng chói, hoang cổ thần lực mãnh liệt tiến vào thần cung bên trong, Nhậm Trường Sinh sau lưng 100.000 trượng thần vực, cuồn cuộn mà ra. Thần vực, tại thần giới đồng dạng chia làm 9 tầng, cùng thần giới cảnh giới đem đối ứng, phổ thông hạ đẳng thần. Có bất quá nhất trọng thần vực chỉ có thể đạt tới ngàn trượng. Mà trung vị thần, thì là vạn trượng, thượng vị thần, 100.000 trượng, chân thần, 1.000.000 trượng, hạ vị thần Nhậm Trường Sinh, vô tận thần vực so tu vi lớp 11 cấp độ, trọn vẹn đạt đến 100.000 trượng, thần vực mở ra, toàn bộ thiên địa, đều tại Nhậm Trường Sinh trong khống chế. Ngươi không có thể giết ta, Ngao Bộ Thiên âm thanh run rẩy đường, bắt đầu hắn, không có đem Nhậm Trường Sinh để ở trong mắt, bằng không mà nói. Hắn coi như liều mạng tiên giới vỡ vụn, hắn cũng sẽ chân thân hàng lâm xuống, trực tiếp mạt sát Nhậm Trường Sinh. Nhưng đáng tiếc là, giờ phút này không có cơ hội, ngươi muốn truyền âm đến thần giới, để bản thể của ngươi hiện tại buông xuống. Nhìn lấy người này, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, làm sao ngươi biết, Ngao Bộ Thiên ngẩng đầu, thần sắc kinh nghi nói, vừa mới hắn đúng là truyền âm cho tiên giới bản thể, chỉ cần bản thể buông xuống, cái kia Nhậm Trường Sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thể của hắn. Chính là chân thần, ta chẳng những biết ngươi muốn bản thể buông xuống, ta còn biết, bản thể của ngươi đang theo cái này tiên giới chạy đến, tin tưởng không được bao lâu, hắn liền sẽ buông xuống. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, ngươi, Ngao Bộ Thia, N sắc mặt trắng nhợt, vừa mới, hắn đã đem tin tức truyền đạt cho bản tôn đã mang theo long tộc long thần, hướng phương này tiên giới thông đạo mà đến. Chỉ cần hắn kiên trì một chút, cái kia bản thể thì đến rồi. Đáng tiếc, nhìn lấy người này. Nhậm Trường Sinh âm thầm thở dài một cái. Nhậm Trường Sinh, coi như ngươi thiên phú yêu nghiệt, nhưng ngươi đắc tội ta long tộc, vậy liền không ai có thể cứu ngươi, bản thể của ta chẳng mấy chốc sẽ buông xuống, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Vào thời khắc này, Ngao Bộ Thiên nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hung tợn nói. Chương 142, liên tiếp thành thần ồn ào. Nhậm Trường Sinh nhàn nhạt một câu, sau một khắc, thần cung buông ra, một đạo kim sắc mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Hư không Ngao Bộ Thiên phân thân, trực tiếp tán loạn. Long đảo ba tôn long thần, giờ phút này toàn bộ ngã xuống. Ong ong, lần này Ngao Bộ Thiên tiêu tán, thiên địa cũng không có rên gì. Ngao Bộ Thiên tòa này phân thân, tuy nhiên thực lực có thể so với trung vị thần, nhưng trên thực tế, lại cũng không tính toán chân chính thần. Chúc mừng chủ người chém giết chân thần phân thân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 vạn ức, kinh nghiệm phản hồi 1 vạn vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới hạ vị thần trung kỳ. Tiểu tinh thanh âm. Vang lên lần nữa, Nhậm Trường Sinh tu vi, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, từ hạ vị thần sơ kỳ, tăng lên tới hạ vị thần trung kỳ. Long vực ba tôn thần đều đã chết, thì liền Ngao Bộ Thiên, cũng bị đánh tan phân thân. Thiếu niên này là người nào? Hắn đến cùng lai lịch gì? 6 tôn thần nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trong mắt điên cuồng lóe ra, vừa mới một màn kia,
trấn trụ bọn họ, sáu tôn thần tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, giờ phút này càng không dám động một cái. Còn có ngươi, vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, rơi vào thần giới sứ trên thân. Phù phù, theo Nhậm Trường Sinh hai con mắt rơi xuống, thần giới sứ tâm thần run lên, lập tức bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh quỳ xuống, người này trong mắt, mang theo hoảng sợ. Chết rồi, đều đã chết, đây chính là Long vực ba tôn Long thần A, tại thần giới bên trong, cho dù là thần vương gặp, cũng không dám đánh giết, trước mắt Nhậm Trường Sinh, trực tiếp liền giết. Quá yếu, quét vị này thần giới sứ liếc một chút, Nhậm Trường Sinh trong mắt, dâng lên một vệt khinh thường, thương cổ thần đồng phía dưới, cái này tôn thần giới sứ, yếu đáng thương. So với Long vực Long thần, kém sợ là không dưới gấp 10 lần. Đừng có giết ta, đại nhân đừng có giết ta. Thần giới sứ quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy hướng Nhậm Trường Sinh cầu xin tha thứ. Thật là đáng sợ, trước mắt Nhậm Trường Sinh, thật là đáng sợ. Sớm biết Nhậm Trường Sinh đáng sợ như vậy, hắn sao dám nghĩ đến nô dịch đế sát bọn người tiến nhập thần giới bán, vậy liền coi là cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám a. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nhậm Trường Sinh trong miệng, ấy ấy tự nói, người này muốn phải bắt được nửa bước thần tiến nhập thần giới bán. Tâm tư này, xác thực ác độc rất, những thứ này nửa bước thần, sợ là còn tưởng rằng theo người này tiến nhập thần giới sau muốn một bước lên trời. Nhưng người nào biết rõ, lại là trở thành người khác nô dịch. Thậm chí, có chút bị tạo thành sủng thú, trở thành tùy ý đùa bỡn tồn tại, nhất là những cái kia nửa bước nữ thần, một khi tiến nhập thần giới, xuống chàng thảm hại hơn. Ta, thân thể người này, không ngừng run rẩy. Chết, thương cổ thần đồng, dâng lên một đạo tử sắc quang mang, hào quang màu tím kia, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, nam tử chỉ cảm thấy, toàn bộ tâm thần, đều lâm vào vòng xoáy bên trong. Ong ong, hư không chấn động, trong mắt của nam tử, theo kinh hoàng, biến đến mê mang, lập tức toàn bộ hai con mắt, đều trở nên trống rỗng, trên người của người này, khí tức bắt đầu tiêu tán. Ô ô, thiên địa rên rỉ, thần giới sứ, lần nữa vẫn lạc. Thương cổ thần đồng, quả nhiên cường. Nhìn lấy thân phía trên khí tức chậm rãi tiêu tán thần giới sứ, Nhậm Trường Sinh trong lòng âm thầm có xê. Hút chấn kinh, tu vi đang lâm thần đạo, hiện tại hạ vị thần tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, căn bản cũng không có chút nào tồn tại cảm giác. Thương cổ thần đồng, có thể trực tiếp mạt sát, chúc mừng chủ người chém giết thần đạo cường giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 vạn ức, kinh nghiệm phản hồi 1 vạn vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới hạ vị thần hậu kỳ. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh tu vi lần nữa tăng lên một bước nhỏ. Trong khoảng cách vị thần, càng ngày càng gần, thần giới sứ cũng đã chết, thần, lần nữa vẫn lạc, sáu tôn thần, đã chết lặng, tiên giới vô số cổ tiên, giờ phút này cũng bình tĩnh lại, nhìn lấy hư không nhỏ xuống mưa máu, nguyên một đám mặt không biểu tình. Chết lặng, đây đã là vị thứ ba thần, còn nhìn lấy làm gì, thôn vệ hắn thần lực trên người, chứng thần đạo. Nhìn lấy đế sát mấy người, Nhậm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Thôn vệ thần lực, bá đế ba người trong mắt, quang mang tăng vọt, ba tôn thần vẫn rơi, trong đó còn có hai tôn long thần, ba bộ thần thể bên trong ẩn chứa thần lực, có thể nghĩ, bực nào đáng sợ. Nhất là, cái kia hai tôn long thần, đa tạ chủ nhân, mấy người trực tiếp liền xông ra ngoài, lần này, liền kim xí, cũng trực tiếp lao ra đi, chê cười, giờ phút này nếu là không tìm một cơ hội chứng thần đạo, cái kia chắc là phải bị lão đại kéo đến càng ngày càng xa. Đến mức kim xí đại bằng kiêu ngạo, tạm thời quên. Cái này tạp mau điểu, nhìn lấy kim xí chọn lựa một bộ vẫn lạc thân rồng, thời khắc này đế sát, chỉ có thể đem chủ ý đặt ở mặt khác một tôn long thần trên thân thể, hắn cũng không muốn, nhìn lấy kim xí siêu việt chính mình. Đến lúc đó, chính mình cái này lão đại, liền muốn đổi chủ. Ầm ầm, sóng biển kích thích, hai cỗ long thần thân thể, đều bị theo bên trong biển sâu lôi ra đến, cái kia mấy vạn trượng thân rồng, ẩn chứa thần lực 10 phần đáng sợ. Bọn họ sẽ không, còn muốn thôn vệ những thứ này thân rồng. Một tôn thần, thần sắc bất ngờ nói, thôn vệ thân rồng. Đây chính là nếu không nghịch, nếu như bị long vực biết, sợ là toàn bộ long vực, đều sẽ tức giận. Thần giới bên trong, liền thần vương, cũng không dám thôn vệ long tộc thân rồng a. Giống, đế sát nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể, hóa thành bản thể, sau một khắc, trên người hắn một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, bao phủ lại cái kia thân rồng. Đáng tiếc, bá đế ba người nhìn lấy đế sát cùng kim xí lựa chọn hai cỗ long thần thân thể, ba người cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ, dù sao đế sát cùng kim xí thực lực ở nơi nào. Ba người cũng không dám cướp đoạt, cùng một chỗ luyện hóa, bá đế trầm giọng nói, ba người hai con mắt,
đồng thời rơi vào thần giới sứ trên thân. Thần giới sứ tuy nhiên trên thân ẩn chứa thần lực không nhiều, nhưng dầu gì cũng là thần đạo cường giả. Ba người đã đăng lâm nửa bước thần, giờ phút này chỉ cần tích lũy thần lực, liền có thể đăng lâm thần đạo, thôn phệ thần giới sứ, ba người tu vi đủ để đăng lâm hạ vị thần chi cảnh. Thôn phệ, ba người khoanh chân ngồi xuống. Đông Hải phía trên, ba tôn thần, đều đang bị luyện hóa, một cỗ đáng sợ thần lực, theo ba tôn vẫn lạc thần thể bên trong, điên cuồng tràn vào đế sát năm người trong cơ thể. Đế sát năm người, khí tức trên thân, điên cuồng tăng lên. Oanh, kim xí sau lưng, một mảnh thần vực xuất hiện, cái kia thần vực, thành kim sắc, từ xa nhìn lại, tựa hồ là một tòa kim sắc pháo đài, kim xí đang lâm nửa bước thần. Không tệ, Nhậm Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, kim xí huyết mạch tuy nhiên thấp một số, nhưng cũng không kém, tin tưởng không được bao lâu, đế sát cùng kim xí thần thú huyết mạch chi lực, đều sẽ tăng lên đến 50% phía trên. Oanh, vào thời khắc này, bá đế trên thân, một cỗ thần uy, phóng lên tận trời. Ong ong, tiên giới, đại đạo chi âm vang lên, vô số dị tượng, bao phủ lại toàn bộ tiên giới, Đông Hải phía trên, cái kia biến mất cửu tinh Liên Châu, giờ phút này xuất hiện lần nữa. Bá đế, chứng đạo thành thần, chương 143, hoảng sợ chạy sáu tôn thần, luyện hóa chí tôn cốt lại có người thà. NS thần, đó là bá đế thành thần, thật là bá đế, lần lượt từng bóng người, thần sắc hâm mộ nhìn lấy Đông Hải phía trên, bá đế thành thần. Quá phách lối. Sáu tôn thần vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thiếu niên kia, thật ngông cuồng, như thế để dưới chướng người đi thôn vệ long tộc thân thể, sợ là toàn bộ long tộc, đều sẽ điên cuồng lên. Ong ong, vào thời khắc này, thần uy xuất hiện lần nữa. Hồn kiếm đế, chứng đạo thành thần, tiên giới phía trên, cái kia nguyên bản đại đạo chi âm, còn chưa kết thúc, mới đại đạo chi âm vang lên lần nữa, vô số tường vân, bao phủ lại toàn bộ tiên giới. Là hồn kiếm đế, vô số cổ tiên, trong mắt nóng rực vô cùng. Hôm nay, liên tục ba tôn thần xuất hiện, cái này để bọn hắn tựa hồ thấy được, vậy được thần hy vọng. Ong ong, nhưng cái này vẫn chưa xong, Đông Hải phía trên, một cỗ bạch hổ thần uy, phóng lên tận trời, sau một khắc, chỉ thấy một đầu mấy vạn trượng bạch hổ, ngạo lập thương khung phía trên. Giống giống, cái kia bạch hổ hét giận dữ, uy thế ảo ảo. Đế sát, chứng đạo thành thần, thật mạnh uy thế, sáu tôn thần sắc mặt, âm thầm biến đổi. Bọn họ không nhìn thấy đế sát lấy nửa bước thần cảnh giới đánh tan thần giới sứ, nhưng giờ phút này theo đế sát trên người uy thế, sáu người cũng có thể đoán được, đế sát rất đáng sợ. Hạ vị thần đế sát, sợ là chiến lực, đã đạt đến trung vị thần, thậm chí càng mạnh mấy phần. Chít 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 chít, kim xí cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp chứng đạo thành thần. Lập tức là linh đế, sáu người, toàn bộ chứng đạo thành thần, bất quá một canh giờ, Nhậm Trường Sinh sau lưng. Giờ phút này đứng đấy dòng dã sáu tôn thần đạo cường giả, tiên giới vô số cổ tiên, càng là nhìn đến đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ hận không thể chính mình cũng đứng tại Nhậm Trường Sinh sau lưng, có thể luyện hóa cái kia thần đạo cường giả thần lực. Bái kiến chủ nhân, sáu bóng người, hướng Nhậm Trường Sinh quỳ lạy, sáu trên thân thể người, khí tức từ từ thu liếm, ngoại trừ đế sát, năm người khác, trong mắt đều là vui mừng. Nhất là bá đế ba người, chứng đạo thành thần. Đây chính là bọn họ phấn đấu không biết bao nhiêu năm mục tiêu, hôm nay rốt cục đạt đến, mà hết thảy này, đều là thiếu niên kia ban cho. Đứng lên đi, Nhậm Trường Sinh hơi hơi phất tay. Vâng, sáu bóng người, đứng lên. Đế sát, người thế nào? Nhậm Trường Sinh nhìn lấy đế sát, có chút dừng lại, con hàng này, chứng thần đạo còn một mặt khó chịu bộ dáng. Chủ nhân, ta muốn trở thành trung vị thần. Đế sát mặt mũi tràn đầy kiên định nói, hắn thấy được, kim xí cũng thành thần. Muốn là hắn sao vì trung vị thần, sợ là lão đại này vị trí, liền muốn đổi chủ. Trong lòng của hắn, rất lo lắng a. A, Nhậm Trường Sinh nhìn một chút kim xí, lập tức khóe miệng dương lên. Nguyên lai là, kim xí đuổi theo tới. Đi theo bản đế, thần đạo bất quá là mới bắt đầu, ta sẽ để cho các ngươi trở thành thần vương, thậm chí là thần hoàng thần đế, đứng tại cái kia thần giới điên phong chi thượng. Nhìn lấy thương khung, Nhậm Trường Sinh trong mắt quang mang nổ bắn ra mà ra. Thần đế, đế sát bọn người, trong mắt cũng nướng nóng lên, thần đế, cái kia thần giới đỉnh cao cường giả, đứng tại vô số thần đỉnh đầu tồn tại, uy phong bậc nào. Chúng ta thề chết cũng đi theo chủ nhân, mấy người cung kính nói, đều đứng lên đi, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. Vâng, một đám người, đều đứng lên, còn có sáu tôn thần, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, hướng cái kia sáu tôn thần nhìn qua, mà theo Nhậm Trường Sinh hai con mắt rơi xuống, cái này sáu tôn thần thần sắc, trong nháy mắt biến đổi. Tại hạ Âu Dương Huy, chính là chiến thần điện đệ tử, gặp qua Nhậm công tử.
Chiến thần điện cầm đầu nam tử, tiến lên chắp tay nói. Trên người của người này, khí tức đã đạt đến trung vị thần, tu vi kia vượt ra khỏi Nhậm Trường Sinh, nhưng giờ phút này, người này tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, cũng không dám có chút coi thường. Tại hạ hỏa thần điện hỏa linh đạo nhân, gặp qua Nhậm công tử. Hỏa thần điện lão giả dẫn đầu, cũng liền vội vàng tiến lên một bước, hướng Nhậm Trường Sinh hơi hơi chắp ta. Y dài, lão giả này cùng là trung vị thần, lão giả sau lưng, là hai tôn hạ vị thần, nhìn lấy hư không Nhậm Trường Sinh, sáu tôn thần trong mắt, đều mang ngưng trọng. Chiến thần điện, hỏa thần điện, Nhậm Trường Sinh trong miệng, ấy ấy tự nói. Hạn các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ, lăn ra tiên giới. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên. Cái gì, sáu người nghe được Nhậm Trường Sinh lời này, hơi hơi ngẩn ngơ, một phút lăn ra tiên giới. Sáu người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhậm Trường Sinh như thế bá đạo. Làm sao, không đi, Nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ hít một cái, Nhậm Trường Sinh trong tay, thần cung lặng yên xuất hiện, đáng sợ thần lực, tại Nhậm Trường Sinh trên thân chấn động. Chờ một chút, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh xuất ra cái kia thần cung, sáu người thần sắc cũng thay đổi, vừa mới bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhậm Trường Sinh lấy cái kia thần cung chém giết hai tôn long thần. Bọn họ cũng không dám thử một chút cái kia thần cung uy thế. Vậy liền cút, Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái này sáu tôn thần, để bọn hắn đi đã không tệ, nếu không phải sáu người này thức thời, Nhậm Trường Sinh sớm đã đem sáu người này đều giết. Đi, chúng ta đi. Hỏa thần điện hỏa linh đạo nhân, vội vàng nói. Còn không mau cút đi. Nhậm Trường Sinh trong mắt lạnh lùng vô cùng, Nhậm Trường Sinh sau lưng, đế sát sáu người. Cũng đầy mặt hung hãn, cái kia nhìn lấy sáu tôn thần ánh mắt, càng là như là nhìn lấy con mồi đồng dạng. Vừa mới bọn họ, đã nếm đến chỗ tốt, nếu là giết cái này sáu tôn thần, cái kia tu vi của bọn hắn, tất nhiên có thể tiếp tục tăng lên không ít. Cáo từ, hỏa linh đạo nhân hướng Nhậm Trường Sinh hơi hơi chắp tay, lập tức mang theo hai tôn hỏa thần điện đệ tử, vội vàng hướng tiên giới bên ngoài rời đi, chê cười, muốn là chọc giận thiếu niên kia. Sợ là, cũng không cần đi, chúng ta cũng đi. Âu Dương Huy, cũng nhìn thật sâu thiếu niên kia liếc một chút, một lát, người này mang theo chiến thần điện ba tôn thần, cũng nhanh chóng hướng tiên giới bên ngoài tiến đến. Thần giới bên trong, đáng hận, một tôn chân thần, thân thể ngang dọc mấy trăm ngàn trượng, đó là một đầu thần long, hắn giờ phút này, trên thân nộ khí trùng thiên, cuồn cuộn lực lượng, chấn áp xuống. Này dưới thân người, trong núi lớn vô số yêu thú, dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Cái này chân thần chính là Ngao Bộ Thiên, lần thứ nhất. Hắn bị Nhậm Trường Sinh chấn vỡ thần niệm, lần thứ hai, phân thân của hắn mang theo hai tôn long thần tiến vào hạ giới, giờ phút này như cũng bị chém giết. Cái này khiến hắn, làm sao không giận, lần này, hắn muốn đích thân hạ giới, dù là tiên giới chấn vỡ, hắn cũng muốn đem Nhậm Trường Sinh chém giết, huyết tẩy sỉ nhục này, Nhậm Trường Sinh, phải chết. Nhậm Trường Sinh, ta muốn giết ngươi, thanh âm tức giận vang lên, người này bóng người, bay thẳng đến tiên giới thông đạo mà đi. Tiên giới phía trên. Ong ong, nhìn lấy sáu tôn thần rời đi, Nhậm Trường Sinh sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn xuống tới, một lát, Nhậm Trường Sinh nóng rực hai con mắt, đặt ở cái kia ngang dọc ngàn vạn trượng hoàng kim long cốt phía trên. Chí tôn cốt, cái kia luyện hóa, một khi luyện hóa chí tôn cốt, hắn chẳng những có thể lấy phát huy ra chí tôn cốt bộ phận lực lượng đến, hơn nữa còn có thể trưởng khống chí tôn cốt, đương nhiên, càng đáng sợ chính là tổ long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Hoàn chỉnh tổ long huyết mạch, mạnh bao nhiêu? Chương 144, luyện hóa chí tôn cốt, chí tôn long cùng kim sĩ đại bằng chiến đấu chủ nhân, đây quả thật là long vực chí tôn cốt. Kim sĩ trong mắt, có chút rung động nói, cái kia chí tôn cốt, ngang dọc 10 triệu trượng, toàn bộ thân hình, như là hoàng kim chế tạo đồng dạng, kim quang lưu ly, còn không có tới gần, liền có thể cảm giác được, từng đạo lực lượng đáng sợ, theo cái kia chí tôn cốt bên trên truyền đến. Không sai, Nhậm Trường Sinh nhẹ gật đầu, lão đại, bọn họ không có tiến nhập thần giới. Tựa hồ phát hiện cái gì, đế sát trong mắt hung quang lóe lên, theo đế sát lời này, Nhậm Trường Sinh. Hai con mắt, hướng cái kia tiên giới nhìn ra ngoài. Tiên giới bên ngoài, sáu tôn thần, ngừng lại, sáu người này tuy nhiên lăn ra tiên giới, nhưng bọn hắn lại tại tiên giới bên ngoài ngừng lại, vẫn chưa tiến nhập thần giới bên trong. Không ngại, Nhậm Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Không đi, thì tính sao, các ngươi năm người làm hộ pháp cho ta muốn luyện hóa cái này chí tôn cốt. Nhìn lấy đế sát năm người, Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói. Cái gì, bá đế bọn người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, đây chính là long vực chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh muốn là đem cái này chí tôn cốt luyện hóa. Đến lúc đó long vực,
sợ là sẽ phải, vâng. Đế Sát vội vàng đáp ứng xuống. Tại Đế Sát trong mắt, ngoại trừ Nhậm Trường Sinh, những người khác, cái kia đều không tính là gì. Nhậm Trường Sinh nói muốn luyện hóa chí tôn cốt, vậy dĩ nhiên, cũng là chính xác. Nhớ kỹ, bất kể là ai, ai dám tiến vào tiên giới. Siết không tha, Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Đúng đúng, Đế Sát cùng Kim Sí, trong mắt hung quang tăng vọt, sáu người hai con mắt, nhìn chằm chằm tiên giới bên ngoài sáu người kia. Sáu người này nếu là dám tiến lên trước một bước, Kim Sí cùng Đế Sát tuyệt đối sẽ không khách khí. Đi xuống, ong ong, Đế Sát cùng Kim Sí hai người, mang theo Bá Đế ba người, hướng tiên giới biên giới mà đi. Đông Hải phía trên, chỉ còn lại có Nhậm Trường Sinh một người. Tiểu Tinh, như thế nào lấy tổ long huyết mạch luyện hóa? Nhìn lấy ngang dọc ngàn vạn trượng chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh trong mắt, cũng có chút nóng rực, cái này chí tôn cốt to lớn như thế, vừa nhìn liền biết uy thế vô cùng. Không biết luyện hóa về sau, có cỡ nào uy năng. Chủ nhân lấy tổ long huyết mạch bao phủ toàn bộ chí tôn cốt, sau đó lấy thương cổ thần đồng phai mở cái này chí tôn cốt tàn niệm, liền có thể luyện hóa chí tôn cốt. Tiểu Tinh thanh âm truyền đến, còn có tàn niệm, Nhậm Trường Sinh thần sắc, âm thầm biến đổi. Chí tôn cốt chính là thượng cổ long vực chí tôn vẫn lạc lưu lại dưới, đương nhiên là có tàn niệm, có điều hắn tàn niệm đã trải qua hơn ngàn cái kỷ nguyên, đã mười phần yếu ớt. Tiểu Tinh vội vàng nói, a. Nhậm Trường Sinh thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu, bóng người lóe lên, Nhậm Trường Sinh xuất hiện tại cái kia chí tôn cốt đầu lâu phía trên, khoanh chân ngồi xuống, Nhậm Trường Sinh thể nội, tổ long huyết mạch bắt đầu gào lên. Giống giống, Nhậm Trường Sinh sau lưng, một đầu vạn trượng tổ long, biến ảo mà ra. Cái kia tổ long uy thế, vô cùng vô tận, cùng lúc đó, trong tiên giới, Trường Sinh thần đang làm cái gì? Hắn làm sao xuất hiện ở cái kia chí tôn cốt trên thân? Còn có thể làm cái gì? Khẳng định là luyện hóa chí tôn cốt. Một đám cổ tiên, lẫn nhau nói chuyện với nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, Nhậm Trường Sinh luyện hóa chí tôn cốt, cái kia bình thường rất, dù sao Nhậm Trường Sinh làm ra kinh thiên động địa sự tình, đã để trong lòng của bọn hắn, chết lặng. Nhưng tiên giới bên ngoài, thời khắc này sáu tôn thần, thân thể lại run rẩy lên, đây chính là long thần chí tôn cốt, thì coi như bọn họ thần vương tới, cái kia cũng không dám chiếm lấy. Đó là long vực chí bảo, người nào chiếm lấy. Long vực đều sẽ không bỏ qua, thậm chí ngay cả long vực đỉnh cao cường giả, cũng sẽ ra tay. Người này cũng quá cuồng, giết long vực đệ tử, luyện hóa long vực thân thể, giờ phút này còn nghĩ đến luyện hóa cái kia long thần chí tôn cốt, chiếm lấy chí tôn cốt. Một tôn thần, âm thanh run rẩy đường, hắn đến cùng là lai lịch gì? Mặt khác một tôn thần, cũng không nhịn được nói. Bất kể hắn là cái gì địa vị, cái này chí tôn cốt cũng không tốt luyện hóa, long thần chí tôn cốt, ẩn chứa thượng cổ tàn hồn ý niệm. Cái kia ý niệm sợ là một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để xóa đi chúng ta thần hồn, để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Hỏa Linh đạo nhân thanh âm trầm thấp nói. Hỏa Linh ý của sư huynh, người này động chí tôn cốt, đây không phải là luyện hóa, mà là muốn chết. Hỏa Thần Điện một tôn thần, trong mắt quang mang tăng vọt nói. Đó là tự nhiên, cái này chí tôn cốt chúng ta. Liền tới gần cũng không dám, hắn còn dám luyện hóa, người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng lại để cho chúng ta có chút coi trọng. Hắn đây là tìm đường chết. Chiến Thần Điện Âu Dương Huy, cũng thần sắc trầm thấp nói. Bắt đầu hắn, nghĩ đến vô luận như thế nào, cũng muốn đem Nhậm Trường Sinh kéo vào Chiến Thần Điện, dù sao như thế thiên kiêu một khi trưởng thành, trở thành thần vương thần hoàng, đều vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó, Chiến Thần Điện thực lực tăng nhiều, nhưng giờ phút này, hắn lại tâm tư có chút thay đổi, Nhậm Trường Sinh đắc tội long vực, hắn Chiến Thần Điện có thể không gánh nổi Nhậm Trường Sinh, lại nói, Nhậm Trường Sinh cũng quá cuồng. Cái tính cách này nếu là nhập Chiến Thần Điện, sợ là Chiến Thần Điện, đều muốn bị cạo chết. Oanh, một đạo rung động dữ dội truyền đến, Đông Hải phía trên, Nhậm Trường Sinh trên thân, tổ long huyết mạch mãnh liệt mà ra, những thứ này tổ long huyết mạch, hướng chí tôn cốt phía trên, bao phủ tới. Ong ong, chí tôn cốt phía trên, giờ phút này có thể nhìn đến, một tầng huyết sắc tổ long huyết mạch, xâm nhập mà đến, theo cái này tổ long huyết mạch bao phủ, chí tôn cốt nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cùng lúc đó, tiên giới trên không, cái kia đại hỏa cầu, có người muốn luyện hóa hồng hoang tiểu long, cái kia đại hỏa cầu mở ra vạn trượng ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiên giới Đông Hải phía trên, trong mắt của hắn mang theo một vệt hưng phấn, tựa hồ gặp phải cái gì việc hay đồng dạng. Mà theo hắn mở ra mắt to, cái kia tiên giới phía trên, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên hơn trăm lần. Chuyện gì xảy ra, ta cảm giác có chút nóng. Các ngươi phát hiện không, hôm nay mặt trời, phá lệ có chút chướng mắt, tựa như là... Tiên giới tiên nhân, nguyên một đám có chút nghi hoặc nhìn hư không,
hư không thái dương, bình thường đều không biến hóa gì, nhưng hôm nay, lại phá lệ chói mắt. Nhưng đáng tiếc là, những tiên nhân này, căn bản là dò xét tra không được trên thái dương biến hóa, đừng nói những tiên nhân này, cho dù là thần giới buông xuống thần, vậy cũng dò xét tra không được. Hắn bắt đầu, mấy cái tôn thần, trong mắt ngưng trọng lên, oanh, Đông Hải phía trên, sóng biển kích thích 10 triệu trượng, tại mọi người rung động trong thần sắc, Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia long thần chí tôn cốt, giờ phút này tựa hồ, đang sống. Bắt đầu chuyển động, thật mạnh ý niệm, Nhậm Trường Sinh ngồi tại đầu rồng phía trên, thần sắc hơi đổi, một khắc này, Nhậm Trường Sinh tựa hồ cảm giác được, một cỗ chí tôn giống như khí tức, theo dưới thân chuyển đến. Ngươi là ai? Dám luyện hóa bản tôn thần cốt, oanh, như tiếng sấm thanh âm, chấn động đến Nhậm Trường Sinh thần hồn run rẩy. Nhậm Trường Sinh trước mắt, tất cả tràng cảnh, đều biến mất, Nhậm Trường Sinh quanh người, một mảnh trắng xóa. Đây là ý niệm không gian, Nhậm Trường Sinh trong lòng, ngưng trọng lên, cái này tàn hồn, đem hắn thần niệm kéo vào ý niệm của mình không gian bên trong. Giống giống, tiếng giống giận dữ truyền đến, Nhậm Trường Sinh quanh người, cái kia trắng xóa đột nhiên tiêu tán, xuất hiện, là một mảnh hồng hoang đại lục. Đứng trên đại lục, vô tận hồng hoang khí tức, hướng Nhậm Trường Sinh bao phủ mà đến. Cùng lúc đó, trên trời cao, càng là xuất hiện vô cùng đáng sợ một màn. Chỉ thấy một đầu ngàn vạn trượng thần long, cùng một cái kim sắc chim to, giao đánh nhau, cái kia đại thân thể loài chim, triển khai hai cánh trọn vẹn mấy chục triệu trượng. Kim xí đại bằng, đó là chân chính kim xí đại bằng. Chương 145, ma diệt chí tôn ý niệm, luyện hóa chí tôn cốt. Ngao bộ thiên chân thân buông xuống đây là hồng hoang thế giới, cái này chí tôn long thần, là cùng một đầu kim xí đại bằng giao chiến, sau cùng vẫn lạc. Nhậm Trường Sinh trong mắt, cực kỳ chấn động, cái kia đại chiến, 10 phần thảm liệt, Nhậm Trường Sinh chỉ thấy, vô số tinh thần, trong tay bọn hắn bóp nát, hai người đánh lên thương khung, đánh hồng hoang đại địa run rẩy. Ngao, vào thời khắc này, một đạo tiếng rên rỉ vang lên, cái kia kim xí đại bằng, trên người lông vũ đột nhiên toàn bộ nổ bắn. Ra mà ra, lập tức nhất chảo, hướng long thần ở ngực rơi xuống. Phốc phốc, cái kia vạn trượng nghịch lân, trực tiếp xé nát. Long thần, theo hư không rơi xuống. Long thần, vẫn lạc. Chít 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 chít, cái kia kim xí đại bằng, cũng nhận trọng thương, thân thể của hắn, rơi vào vô tận hồng hoang sơn mạch bên trong, toàn bộ thiên địa, đều yên tĩnh trở lại. Đây là long thần vẫn lạc tràng cảnh. Nhậm Trường Sinh trong lòng, nói thầm. Hồng hoang thế giới, đây là một mảnh hồng hoang thế giới. Mảnh thế giới này, hồng hoang chi khí đáng sợ vô biên, Nhậm Trường Sinh đoán chừng, cho dù là thần đạo cường giả ở chỗ này, sợ cũng là con kiến hôi. Long thần, bản thần biết ngươi tàn niệm còn tại, nhìn lấy hư không, Nhậm Trường Sinh thanh âm trầm thấp vang lên. Ong ong, hồng hoang thế giới từ từ tiêu tán, một lát, Nhậm Trường Sinh quanh người, lần nữa một mảnh trắng xóa, nhìn lấy trắng xóa hư không, Nhậm Trường Sinh trong mắt, từng tia quang mang lóe ra. Tiểu tiểu nhân tộc. Lại có ta long tộc tổ long huyết mạch, tiểu tử, ngươi là ai? Thanh âm đạm mạc vang lên, cái kia trắng xóa bên trong, xuất hiện một vị nam tử, theo nam tử xuất hiện, Nhậm Trường Sinh chỉ cảm thấy, tâm thần run lên. Nam tử kia, tựa hồ là một phiến thiên địa trung tâm. Ta gọi Nhậm Trường Sinh, Nhậm Trường Sinh thanh âm trầm thấp vang lên, Nhậm Trường Sinh, nam tử mi đầu, hơi nhíu. Hồng hoang thế giới, nhân tộc bất quá con kiến hôi, là các tộc chi thực thôi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Người nhân tộc còn có quật khởi một ngày. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, nam tử đạm mạc đường. Thiên đạo tuần hoàn, thịnh cực mà suy, suy cực mà thịnh, đây là quy tắc. Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói. Quy tắc, ha ha ha, tiểu tử, người sợ là không biết, hồng hoang là dạng gì. Chờ ngươi có một ngày bước vào hồng hoang, ngươi liền biết, cái gì gọi là quy tắc. Long thần cuồng ngạo âm thanh vang lên. A, Nhậm Trường Sinh quét cái này long thần liếc một chút, ta muốn ngươi chí tôn cốt. Nhìn lấy cái này long thần, Nhậm Trường Sinh đột nhiên thản nhiên nói. Không có khả năng, long thần trực tiếp cự tuyệt Nhậm Trường Sinh. Tiểu tử, người tuy nhiên có tổ long huyết mạch tại thân, nhưng lại không phải ta long tộc đệ tử. Đáng tiếc, ta trong long tộc, hiện tại lại không một người tổ long huyết mạch đạt tới một thành phía trên. Lão phu lưu dưới chí tôn xương, không người nào có thể luyện hóa. Long thần trong mắt, mang theo một vệt không cam tâm, trước mắt Nhậm Trường Sinh, là nhân tộc A, hắn chí tôn cốt. Sao lại lưu cho nhân tộc, để nhân tộc càng mạnh? Không cho, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, hơi hơi nheo lại. Tổ long huyết mạch, cưỡng ép luyện hóa. Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Đông Hải phía trên, Nhậm Trường Sinh trên thân, cái kia tổ long huyết mạch điên cuồng giống giật. Sau một khắc, điên cuồng hướng cái kia chí tôn cốt xâm nhập mà đi,
Chí Tôn cốt chợt bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, toàn bộ Đông Hải tựa hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. "Tiểu tử, ngươi dám?" Cái kia tàn niệm thần sắc tức giận nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, nhưng đáng tiếc là, hắn giờ phút này, thần niệm lưu lại lực lượng đã 10 phần yếu ớt, cái này tàn niệm muốn mạt sát có tổ long huyết mạch hộ thể Nhậm Trường Sinh. Cái này căn bản liền không khả năng. "Ngươi nếu là thành thành thật thật đem Chí Tôn xương đưa cho ta, bổn tọa xem ở trên mặt của ngươi, còn có thể cho ngươi Long tộc mấy phần cơ hội, hiện tại lão tử quyết định, cái thứ nhất diệt ngươi Long tộc." Nhậm Trường Sinh ngạo nghễ đường, ầm ầm, ngoại giới, Nhậm Trường Sinh tổ long huyết mạch, điên cuồng luyện hóa cái kia Chí Tôn cốt, theo Chí Tôn cốt luyện hóa, Nhậm Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, một cỗ hồng hoang thần lực, hướng chính mình mãnh liệt mà đến. Đó là Chí Tôn cốt lực lượng, thật mạnh, bất quá luyện hóa một phần vạn, Nhậm Trường Sinh liền cảm giác được cái kia cổ thần lực, đã vượt ra khỏi chính mình. Tiếp tục, ầm ầm, tổ long huyết mạch, điên cuồng luyện hóa Chí Tôn cốt, ý niệm trong không gian. Cái kia Chí Tôn cốt tàn niệm, giờ phút này nộ khí trùng tê. "Thiên, đáng hận a, hắn lưu cho Long tộc Chí Tôn cốt. Hôm nay lại cũng bị người tộc mang đi, mà lại Nhậm Trường Sinh, còn là hắn Long tộc địch nhân. Ta muốn giết ngươi." Ong ong, cái kia Long thần ý niệm phía trên, dâng lên một vệt đáng sợ khí thế, sau một khắc, khí cơ kia bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh bao phủ mà đến, lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn biến mất Nhậm Trường Sinh thần niệm. "Thương cổ thần đồng," không chút suy nghĩ, Nhậm Trường Sinh vội vàng mở ra thần đồng, Nhậm Trường Sinh sau lưng, giờ phút này có thể nhìn đến, vạn trượng tổ long huyễn ảnh, bảo vệ Nhậm Trường Sinh thần niệm. "Đây là cái gì?" Cái kia thần long ý niệm, tiếng kinh hô vang lên. Thần đồng phía dưới, một cỗ lực lượng đáng sợ, hướng cái kia thần niệm bao phủ đi lên, cỗ lực lượng này, tại xé rách lấy cái này long thần tàn niệm, để hắn tàn niệm, nhanh chóng tiêu tán. Dừng tay, cái kia long thần tàn niệm, giờ phút này kinh sợ. Nhưng Nhậm Trường Sinh lại không chút nào dừng lại, thật là lớn tiêu hao. Nhậm Trường Sinh thể nội, hồng hoang thần lực cuồn cuộn mà ra, may mắn có luyện hóa bộ phận Chí Tôn cốt thần lực tương trợ, bằng không mà nói, Nhậm Trường Sinh muốn ma diệt cái này long thần tàn niệm, căn bản liền không khả năng. "Long thần, cái này còn phải đa tạ ngươi." Thanh âm đạm mạc vang lên. Nhậm Trường Sinh trong mắt, cái kia long thần ý niệm từ từ tiêu tán, chung quanh trắng xóa hư không cũng trực tiếp vỡ vụn, Nhậm Trường Sinh thần niệm về tới thể nội. TTT, cảm giác được thể nội khô cạn lực lượng, Nhậm Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, cái này long thần ý niệm tuy nhiên đã tồn tại vô số năm, tiêu tán không sai biệt lắm. Nhưng thì một tí tẹo như thế, Nhậm Trường Sinh muốn ma diệt, đều chật vật vô cùng. Luyện hóa, nhưng sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trong mắt, nướng nóng lên, long thần ý niệm tiêu tán, cái này mang ý nghĩa, Nhậm Trường Sinh có thể tùy ý luyện hóa cái này Chí Tôn cốt. Ầm ầm, tổ long huyết mạch mãnh liệt mà ra, Nhậm Trường Sinh thể nội, cái kia thần lực nhanh chóng xung doanh, không chỉ có như thế, cái kia Chí Tôn cốt cũng bắt đầu từ từ, bị Nhậm Trường Sinh nắm trong tay. "Chúc mừng chủ nhân, luyện hóa Chí Tôn cốt 10%, tổ long huyết mạch giác tỉnh đạt tới 20%. Ong ong, Nhậm Trường Sinh thể nội, tổ long huyết mạch bạo tăng, theo Chí Tôn cốt luyện hóa, Nhậm Trường Sinh tổ long huyết mạch, cũng đang nhanh chóng bắt đầu kích hoạt. Tiên giới bên ngoài, cái này sao có thể? Sáu tôn thần, thần sắc đại biến, vừa mới, bọn họ tựa hồ cảm giác được, cái kia Chí Tôn cốt đã bị Nhậm Trường Sinh khống chế, thời khắc này Nhậm Trường Sinh, trên thân mang theo Chí Tôn khí tức. Chủ nhân thành công, bá đế bọn người, trong mắt cũng cuồng hỉ, oanh, nhưng vào thời khắc này, toàn bộ tiên giới, đều run rẩy lên. Cái kia thần giới thông đạo, đột nhiên nứt ra, sau một khắc, chỉ thấy lần lượt từng bóng người, vọt ra, người cầm đầu, chính là Ngao Bộ Thiên. Ngao Bộ Thiên chân thân buông xuống, chương 146, thần chiến mở ra, đế sát chết cản chín vị thần phanh phanh phanh, dòng dã chín bóng người, buông xuống tại thần giới thông đạo bên ngoài. Là long vực người, đó là Ngao Bộ Thiên, bản thân hắn buông xuống. Thật là Ngao Bộ Thiên, chiến thần điện cùng hỏa thần điện sáu tôn thần, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, long vực người đến, mà lại tới, còn có Ngao Bộ Thiên tôn này đáng sợ chân thần cường giả. Nhậm Trường Sinh, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Buông xuống hạ giới, Ngao Bộ Thiên trong mắt sát ý vô biên, liên tục lần thứ hai, Nhậm Trường Sinh để hắn không còn mặt mũi, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn, giết hắn long vực đệ tử. Lần này, hắn vô luận như thế nào, cũng muốn giết Nhậm Trường Sinh. Đại nhân, trên người ngươi mang theo thật thần lực lượng, nếu là tiến vào tiên giới, sợ là ngay lập tức sẽ chấn vỡ toàn bộ tiên giới, tiểu tiên giới nát ngược lại là không tính là gì, nhưng nếu là làm cho nhân loại những đại thế lực kia biết,
sợ là, một tôn long thần, trong mắt từng tia quang mang lóe ra nói. Hừ, Ngao Bộ Thiên hừ l, hạnh một tiếng, chân thần không dưới giới, đây là thần giới quy củ, dù sao các đại thế lực, đều cần từ hạ giới bồi dưỡng đệ tử, mà một khi chân thần hạ giới. Tiên giới căn bản là không thể thừa nhận rừng uy áp, sẽ trực tiếp nứt toác. Toàn bộ tiên giới, đều sẽ hủy diệt, ta long vực chí tôn cốt, ngay tại cái này tiên giới bên trong, các ngươi nhớ kỹ, tiến vào tiên giới về sau, trước chiếm lấy chí tôn cốt, sau đó mang ra nhậm trường sinh. Ngao Bộ Thiên nghiêm nghị nói, đúng đúng, mấy người vội vàng, đáp ứng xuống. Nhậm trường sinh, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tại tiên giới tránh bao lâu. Chờ ngươi đi ra, đó chính là ngươi tử lộ. Ngao Bộ Thiên trong mắt, từng tia ý lạnh lóe ra. Còn không mau đi, đúng đúng, chín tôn long thần, trên thân thần uy tăng vọt, cái này chín tôn long thần, dòng giã tám tôn trung vị thần, một người trong đó, càng là đạt đến thượng vị thần chi cảnh. Lần này, Ngao Bộ Thiên tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn, thượng vị thần tại thần giới long vực, thực lực kia cũng xem là không tệ. Ong ong, sau một khắc, chín tôn long thần, hướng tiên giới mà đến. Chín người còn chưa tới đạt tiên giới phía trên, vô số cổ tiên đã cảm giác được. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, theo tiên giới ngoại truyền tới. Tám tôn trung vị thần, một tôn thượng vị thần, còn có Ngao Bộ Thiên bản thân, lần này, tiểu tử này phiền phức lớn rồi. Âu Dương Huy trong mắt từng tia quang mang lóe ra nói. Long vực thật sự là thủ bút thật lớn, đám người này tiến vào bất kỳ bên nào tiên giới, sợ là đều không ai cản nổi. Ngao Bộ Thiên cái này là muốn đem Nhậm Trường Sinh, trực tiếp chém giết tại cái này trong tiên giới. Hỏa Linh đạo nhân hít sâu một hơi nói. Gặp qua Bộ Thiên đại nhân, nhìn lấy hướng tiên giới đi tới Ngao Bộ Thiên, sáu tôn thần, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. Cút, Ngao Bộ Thiên thần sắc lạnh lùng quét ba người liếc một chút, một lát, người này bóng người, đứng tại tiên giới bên ngoài, hắn cũng không có, tiến vào trong tiên giới. Dù sao hủy đi một phương tiên giới, trừng phạt hắn cũng chịu đựng không nổi. Hắn tự tin, chín tôn long thần đi vào, Nhậm Trường Sinh khẳng định sẽ bị bắt sống đi ra, đến lúc đó. Nhậm Trường Sinh còn không phải tùy ý hắn như thế nào xử trí. Các ngươi đi vào, đúng đúng, chín tôn long thần, đăng lâm tiên giới. Ai dám tiến vào tiên giới? Chín người vừa mới bước vào tiên giới, một đạo hung hãn thanh âm truyền đến, một lát, đế sát mang theo kim xí người này, theo tiên giới vọt ra. Nhìn lấy chín tôn long thần, đế sát trong mắt sát khí đằng đằng. Lại là long vực người, đế sát sau lưng, kim xí giờ phút này trong mắt cũng nướng nóng lên. Vừa mới hắn có thể không có quên cái kia long thần thân thể ẩn chứa đáng sợ thần lực. Mà trước mắt, là dòng dã chín tôn long thần. Các ngươi là ai? Cầm đầu long thần, thần sắc lãnh ngạo nói. Trên người của người này, thượng vị thần uy áp, cuồn cuộn mà ra, cái kia uy ép không qua xuất hiện tại tiên giới biên giới, lại chấn động đến tiên giới, run rẩy lên. Thượng vị thần, ba đế đám người thần sắc, âm thầm biến đổi, thượng vị thần, cái kia so với hạ vị thần chí ít cường hơn trăm lần. Mà lại nam tử trước mắt, vẫn là long vực long thần. Hắn thực lực tại thượng vị thần bên trong, sợ cũng là người nổi bật. Ta là ngươi đế sát ra ra. Đế sát tiến lên một bước, thần sắc ngạo nghễ nói, thượng vị thần. Đế sát cũng không sợ, bạch hổ thần uy cuồn cuộn mà ra, hắn không sợ bất kỳ long uy. Cuồng vọng, chín tôn long thần, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Thần giới bên trong, đều không người dám danh xưng là long tộc ra ra, trước mắt đế sát, một tôn hạ vị thần thôi. Cũng dám ở bọn họ chín tôn long thần trước mặt, phách lối như vậy. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, cái này nhiệt xúc cùng Nhậm Trường Sinh là cùng một bọn, các ngươi nhanh chóng chém giết mấy người kia, sau đó tiến vào tiên giới, cầm ra Nhậm Trường Sinh. Ngao Bộ Thiên thần sắc lạnh lẽo đường, vâng, chín tôn long thần, trong mắt hàn mang vạn trượng. Lão đại, đó là Ngao Bộ Thi, tên, người này có thể là chân thần, kim sĩ có chút ngưng trọng nói. Chân thần, đế sát thần sắc giật mình, nhưng một lát. Đế sát trong mắt, lại hung hãn lên. Chân thần cũng không dám tiến vào tiên giới, đây là thần giới quy củ, người này đứng tại tiên giới bên ngoài, không cần phải để ý đến hắn. Đế sát cười lạnh nói, không thể vào đến, kim sĩ thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, muốn là Ngao Bộ Thiên có thể tiến đến, vậy coi như là đế sát năm người cùng tiến lên, sợ cũng nhịn không được người này nhất chảo con, chân thần, quá mạnh. Ầm ầm, vào thời khắc này, chín tôn long thần bên trong năm tôn, đồng thời xuất thủ. Đáng sợ thần lực, hướng đế sát bọn người đánh tới. Không tốt, ba đế ba người sắc mặt, hơi hơi trắng lên, ba người bọn họ đang lâm hạ vị thần, cũng bất quá một đoạn thời gian, giờ phút này làm sao có thể đầy đủ ngăn trở chung vị thần.
các ngươi ba cái ngăn trở một cái, còn lại bốn cái, kim xí ngươi một cái, ba cái giao cho ta, người đế sát ra ra ngược lại là muốn nhìn, chung vị thần lại như thế nào. Đế sát cuồng ngạo nói, đúng đúng, bá đế ba người, vội vàng đáp ứng xuống, lão đại, ta muốn làm hai cái, ngược lại là kim xí, có chút hưng phấn, nhìn lấy đế giết một người muốn chống lại ba cái, hắn cũng không cam chịu yếu thế, dù sao hắn cũng có nắm giữ kim xí đại bằng huyết mạch tại thân. Bàn về huyết mạch chi lực, kim xí đại bằng so với bạch hổ thần thú, cũng không kém. Ngươi muốn cùng lão đại đoạt hay sao? Ngao ngao ngao, đế sát thân thể, hóa thành mấy vạn trượng thân thể, một lát, đế sát trực tiếp nghênh chiến đi lên, mà kim xí, cũng liền bận bịu hóa thành bản thể, một cái vạn trượng kim xí đại bằng xuất hiện. Hung hãn chi khí, cuồn cuộn mà ra, đụng chút, va chạm kịch liệt truyền đến, tiên giới biên giới chỗ, giao chiến đã bắt đầu. Đông Hải phía trên, đánh nhau, Nhậm Trường Sinh trong mắt, từng tia quang mang lóe ra, Nhậm Trường Sinh dưới thân. Giờ phút này cái kia chí tôn xương rồng, đã bị Nhậm Trường Sinh luyện hóa trọn vẹn ba phần, hảo hãn vô biên thần lực. Theo cái kia chí tôn cốt truyền đến, thương cổ thần đồng, quát lạnh một tiếng, Nhậm Trường Sinh trực tiếp mở ra thần đồng, một lát, tiên giới người bên ngoài, toàn bộ xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh trong mắt, dẫn đầu người, không phải là Ngao Bộ Thiên. Tốt một cái Ngao Bộ Thiên, đây là người trực tiếp muốn chết. Nhậm Trường Sinh trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra. Chương 147, Nhậm Trường Sinh chi nộ, nộ sát ba tôn trung vị thần chúc mừng chủ nhân, luyện hóa chí tôn cốt ba phần, tổ long huyết mạch kích hoạt đạt tới 40%. Tiểu tinh âm thanh vang lên, Nhậm Trường Sinh sau lưng, cái kia tổ long huyễn ảnh, giờ phút này bạo đã tăng tới mấy trăm ngàn trượng, đáng sợ long uy, cuồn cuộn mà ra. Thật mạnh long uy, tiên giới biên giới bên ngoài, thần chiến lần nữa bắt đầu. Vô số cổ tiên, run lẩy bẩy, thần chiến mở ra, cái này tiên giới rất có thể trực tiếp bị đánh nát, đến lúc đó tiên giới toàn bộ sinh linh, đều phải bỏ mạng. Tiểu tinh, ta phải tăng tốc luyện hóa tốc độ, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói. Ấn theo tốc độ này, sợ là muốn hoàn toàn luyện hóa cái này chí tôn cốt, chí ít còn cần mấy canh giờ, Nhậm Trường Sinh có thể không có thời gian, chờ đợi cái này mấy canh giờ. Đế sát bọn người, không có khả năng chống đỡ. Chủ nhân muốn tăng lên luyện hóa tốc độ, cái kia nhất định phải tăng cao tu vi. Chủ nhân tu vi nếu là tăng lên tới trung vị thần chi cảnh, có thể tăng tốc luyện hóa nhanh chóng gấp 10 lần. Tăng lên tới thượng vị thần, có thể tăng lên luyện hóa tốc độ gấp 100 lần. Tiểu tinh âm thanh vang lên, tu vi, Nhậm Trường Sinh trong mắt, quang mang tăng vọt. Thần cung, quát lạnh một tiếng, thần cung xuất hiện ở Nhậm Trường Sinh trong tay, Nhậm Trường Sinh thể nội, giờ phút này cuồn cuộn thần lực, hướng cái kia thần cung mãnh liệt mà đi. Tiên giới biên giới chỗ, phanh phanh phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Một người đối chiến ba người, đế sát bóng người, trực tiếp té bay ra ngoài, dù sao cũng là ba tôn trung vị thần, hơn nữa còn là long vực long thần. Chấm, hắn đáng sợ, có thể nghĩ, đế sát coi như chiến lực đáng sợ, giờ phút này cũng ngăn không được ba tôn long thần, lại nói, đế sát tu vi, cũng liền hạ vị thần chi cảnh. Không ngừng đế sát, kim xí cùng bá đế bọn người, cũng té bay ra ngoài, nhất là bá đế ba người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đã bị thương thế không nhẹ. Ha ha ha, một đám hạ vị thần, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Cầm đầu long thần, cười to không thôi, tiên giới bên ngoài Ngao Bộ Thiên, cũng cười tươi như hoa, lần này, chẳng những Nhậm Trường Sinh muốn chết, cùng Nhậm Trường Sinh có liên quan người, đều phải chết. Tiểu tử này, xong đời, Âu Dương Huy nhịn không được thở dài một cái, coi như Nhậm Trường Sinh chiến lực lại đáng sợ, sợ là cũng ngăn không được, nhiều như vậy long vực cường giả, đảm nhiệm lớn lên sinh, tử định. Người này nếu là không như thế cuồng, chờ hắn đăng lâm thần giới, liền xem như thần vương thần hoàng, sợ là cũng không khó, thậm chí ngay cả cái kia vô thượng thần đế, đều có cơ hội. Hỏa Linh đạo nhân, có chút tiếc hận nói, nhanh chóng tiến vào tiên giới, chụp tới Nhậm Trường Sinh. Ngao Bộ Thiên tức giận quát nói, đúng đúng, cầm đầu long thần, trong mắt quang mang tăng vọt, người này mang theo sau lưng hai tôn long thần, bay thẳng đến tiên giới mà đi, bọn họ muốn đem Nhậm Trường Sinh mang ra, tại chỗ chém giết. Khác để bọn hắn đã quấy rầy chủ nhân, đế sát tức giận quát nói. Đúng đúng, bá đế bọn người, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng sau một khắc, lần lượt từng bóng người, trực tiếp lao ra đến, ngăn tại một đám người trước mặt. Muốn động chủ nhân, vậy liền theo thi thể của ta phía trên bước qua đi. Bá đế thanh âm kiên định vang lên, linh đế cùng hồn kiếm đế, cũng không lui lại một bước, bọn họ vốn là thiên nhân ngũ suy cực hạn người, nguyên bản bọn họ, muốn chết tại thiên nhân ngũ suy phía trên. Là Nhậm Trường Sinh, cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn đăng lâm thần đạo.
Hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn họ bước vào tiên giới, đã quấy rầy đến Nhậm Trường Sinh. Muốn chết, chín tôn long thần, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, ngoại trừ Kim Sí cùng Đế Sát, Bá Đế ba người trong mắt bọn họ, cùng con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì. Tiện tay, liền có thể đánh giết, giết bọn hắn, nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, ba tôn long thần, tiến lên một bước, ba trên thân thể người, trung vị thần uy áp, cuồn cuộn mà ra, sức mạnh đáng sợ đó, chấn động đến toàn bộ tiên giới, đều kịch liệt run rẩy lên. Tiên giới, tựa hồ muốn băng liệt đồng dạng, hừ, Bá Đế ba người, sắc mặt tái nhợt, nhưng ba người lại cũng không lui lại một bước. Chết, oanh, một tôn long thần, nhất chảo xuất thủ, ong ong, theo một chảo này, hư không trực tiếp vỡ nát, lực lượng đáng sợ, bao phủ lại Bá Đế. Không tốt, Bá Đế tâm thần run lên, cái kia một chảo, quá mạnh. Ta đến giúp ngươi, ta cũng tới giúp ngươi. Linh Đế cùng Hồn Kiếm Đế, lên một lượt trước một bước, ba người cộng đồng chống cự một chảo này. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh, té bay ra ngoài. Dừng tay, Kim Sí cùng Đế Sát, trong mắt hung quang tăng vọt, tuy nhiên Bá Đế ba người tu vi không ra thế nào chỗ, nhưng nói thế nào, cũng cùng bọn hắn ở chung được một đoạn như vậy thời gian. Giờ phút này, cái này chín tôn long thần muốn giết Bá Đế ba người, bọn họ đương nhiên không đồng ý. Ngăn trở hắn, trước hết giết ba người này, cầm đầu long thần, thần sắc lạnh lẽo đường. Đúng đúng, bốn tôn long thần, hướng Kim Sí cùng Đế Sát đánh tới, bốn vị trung vị thần ngăn cản, coi như Đế Sát thực lực đáng sợ, giờ phút này, cũng không giúp được Bá Đế. Kim Sí, đồng dạng như thế, các ngươi đều phải chết, ha ha ha, Ngạo Bộ Thiên phá lên cười, nhìn lấy Bá Đế bọn người sắp chết thảm tại trực tiếp trước mặt. Ngạo Bộ Thiên trong lòng, thoải mái vô cùng, đây chính là, đắc tội kết cục của hắn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn long vực uy nghiêm, chết đi, nhất chảo con lần nữa rơi xuống, lần này, Bá Đế ba người căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, sau một khắc, ba người thân thể, trực ti. Tiếp bị chấn nát, đáng giận, cuồng bạo, giống giống, Đế Sát phẫn nộ, hắn khí tức trên thân, chợt tăng hơn trăm lần, bao vây bên người hắn ba tôn long thần. Toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài. Cái này con cọp, thật mạnh. Ngạo Bộ Thiên trong mắt quang mang tăng vọt, lấy hạ vị thần, ngạnh kháng ba tôn trung vị thần chi cảnh long thần, Đế Sát còn có thể đánh bay ba người. Cái này chiến lực, có thể xưng yêu nghiệt, giết đến tốt, nhưng sau một khắc, Ngạo Bộ Thiên vui sướng âm thanh vang lên. Ba tôn hạ vị thần tuy nhiên không tính là gì, nhưng suy nghĩ một chút Nhậm Trường Sinh ở trước mặt mình chảm giết long vực long thần tràng cảnh, Ngạo Bộ Thiên trong lòng, thống khoái vô cùng. Nhưng để mọi người kỳ quái là, ba tôn thần vẫn rơi, thời khắc này tiên giới, nhưng cũng không có mưa máu buông xuống, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng rên rỉ vang lên. Bá Đế ba người đã chết, Đông Hải trên không, Nhậm Trường Sinh trong mắt cũng lạnh xuống, Nhậm Trường Sinh trước mặt, cái kia thần cung phía trên, lực lượng đáng sợ, điên cuồng hội tụ. Một chi thần tiễn, từ từ hình thành, cái đó là, tiên giới bên ngoài, thời khắc này Ngạo Bộ Thiên, thần sắc hơi hơi run lên, một cỗ quen thuộc cảm giác nguy cơ. Theo trong tiên giới chuyển đến, người này hướng trong tiên giới nhìn qua. Khi thấy, vô cùng dọa người một màn. Đây là, Ngạo Bộ Thiên trong mắt tinh mang tăng vọt, hắn thấy được, một vị thiếu niên đứng tại cái kia chí tôn cốt trên đầu, tay của thiếu niên bên trong, một thanh thần cung kéo căng. Một chi kim sắc thần tiễn, tại thần cung phía trên hình thành. Cái kia thần tiễn, khóa chặt hắn long vực đệ tử. Là ai muốn giết ta? Hướng Bá Đế ba người xuất thủ ba tôn long thần, chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Ba người còn chưa tới phải cao hứng, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính cảm giác nguy cơ, theo tiên giới mà đến. Các ngươi, đáng chết, thanh âm lạnh lùng, giống như sấm nổ, tại tiên giới bên ngoài vang lên. Sau một khắc, thiếu niên kia, buông lỏng ra thần cung, chương 148, chí tôn cốt ngẩng đầu, chiến chân thần. Phốc phốc, thần tiễn nổ bắn ra mà ra, tiên giới vô số tiên nhân, chỉ thấy hư không bên trong, một đạo kim mang đem trọn cái tiên giới, tựa hồ cũng xé nát đồng dạng. Cái kia kim mang những nơi đi qua, hư không vỡ nát, thật mạnh một tiễn, đây là Trường Sinh Thần, là ai chọc giận Trường Sinh Thần? Tiên giới bên ngoài, là ai tại giao chiến? Vô số tiên nhân, kinh thán không thôi, tiên giới bên ngoài, không tốt, mau lui lại. Ngạo Bộ Thiên kinh sợ âm thanh vang lên, cái kia đáng sợ một tiễn, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất, cũng là một tiễn này, ở trước mặt của hắn, cứ thế mà giết hắn long tộc hai tôn long thần. Đó là cái gì? Một đám long thần. Giờ phút này căn bản không kịp lui lại, đáng sợ kim mang, đã vỡ vụn thương khung, theo hư không rơi xuống, ba tôn long thần, thần sắc bất ngờ nhìn lấy hư không. Một bộ long thần,
trực tiếp nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cái kia thần tiễn oanh tạc một bộ long thần về sau, lần nữa hướng mặt khác một tôn long thần mà đi. Mau lui lại, Ngao Bộ Thiên điên cuồng quát. Không, không, liên tục hai đạo tiếng phá hủy vang lên, lần nữa hai cỗ long thần, bị oanh nổ. Long huyết, theo hư không rơi xuống. Ba tôn long thần, đồng thời vẫn lạc. Chết, Âu Dương Huy ba người, trong mắt kinh hãi chính là vô cùng, chết rồi. Ngao Bộ Thiên tự mình hạ giới, giờ phút này nhưng vẫn là bị Nhậm Trường Sinh bắn giết ba tôn long thần. Thiếu niên kia, bực nào đáng sợ. Vâng thưa chủ nhân xuất thủ. Đế Sát cùng Kim Sí, trong mắt trong nháy mắt hung quang tăng vọt, bọn này long thần, thật là đáng chết, dám động chủ nhân thần tướng, lần này, chủ nhân triệt để nổi giận. Lão Thất, Lão Tứ cùng Lão Tam cũng đã chết, một đám long thần, rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ gặp hai con mắt của bọn họ, kinh nghi nhìn lấy tiên giới bên trong, mới vừa rồi là người nào xuất thủ. Trực tiếp bắn giết ba tôn long thần, đây chính là ba tôn trung vị thần A, trong tiên giới, ô ô ô, thiên địa rên rỉ. Mưa máu rơi xuống, thần, lần nữa vẫn lạc, mà lại là ly. Liên tiếp vẫn lạc ba tôn trung vị thần, toàn bộ tiên giới, bao phủ tại bi thương bên trong. Là Trường Sinh thần, hắn lần nữa chém giết ba tôn thần. Thần, lần nữa vẫn lạc, vô số tiên nhân, thần sắc kính ngưỡng nhìn lấy Đông Hải trên không thiếu niên kia, lần nữa chém giết ba tôn thần, hôm nay, đã vẫn lạc sáu tôn thần. Chúc mừng chủ người chém giết trung vị thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 vạn ức. Kinh nghiệm phản hồi 10 vạn vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới trung vị thần sơ kỳ kỳ. Chúc mừng chủ người chém giết trung vị thần, tiểu tinh thanh âm liên tiếp vang lên, Nhậm Trường Sinh trên thân, thần uy tăng vọt, thời khắc này Nhậm Trường Sinh, tu vi trực tiếp từ hạ vị thần, đăng lâm trung vị thần đỉnh phong chi cảnh. Đúng rồi, bá đế ba người bọn hắn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh vội vàng hướng thần tướng không gian nhìn qua, vừa mới bá đế ba người bị đập nát, có thể không có thiên địa rên gì. Cái này mang ý nghĩa, bá đế ba người chưa chết. Chủ nhân, bá đế ba người ý niệm, theo thần tướng không gian truyền đến, chỉ thấy thần tướng không gian bên trong, giờ phút này bá đế ba người, khoanh chân ngồi xuống. Ba trên thân thể người, khí tức đã đăng lâm trung vị thần chi cảnh. Tiểu tinh, chuyện gì xảy ra? Nhậm Trường Sinh hơi sững sờ, bá đế ba người không những không chết, giờ phút này ngược lại tấn cấp trung vị thần chi cảnh. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân. Đây là thần tướng không gian niết bàn chi lực, chủ nhân thần tướng, là bất tử bất diệt tồn tại, vô luận bao lớn thương thế, đều có thể trực tiếp khôi phục, như là tử vong, thì sẽ tiến vào thần tướng không gian, tiến hành một lần niết bàn sau khi thành công, tu vi sẽ tăng lên một cái đại tầng thứ. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, thì ra là thế, Nhậm Trường Sinh trong mắt quang mang tăng vọt, nói như vậy, bá đế ba người là tiến hành niết bàn, ba người khí tức trên thân, cũng từ hạ vị thần tăng lên tới trung vị thần chi cảnh. Ba tôn thần tướng, càng chết, càng mạnh. Nhậm Trường Sinh, ngươi dám lại giết ta Long vực đệ tử. Vào thời khắc này, kinh sợ thanh âm, theo tiên giới ngoại truyền đến, thời khắc này Ngao Bộ Thiên, trên thân sát ý ngút trời, đáng sợ sát ý, hướng tiên giới cuồn cuộn mà đến. Hắn, tức nổ tung, ầm ầm, tiên giới, run rẩy lên, tiên giới tiên nhân, chỉ thấy tiên giới trên không, từng tia không gian nứt ra, Ngao Bộ Thiên thân thể chưa tiến vào tiên giới, bất quá là đáng sợ sát ý. Liền làm vỡ nát tiên giới hư không. Thật mạnh, Nhậm Trường Sinh trong mắt cũng quang mang vạn trượng. Chân thần, quả nhiên đáng sợ. Nếu không phải người này kiêng kỵ thần giới quy tắc, chỉ sợ sớm đã chân thân buông xuống. Tại chân thần trước mặt, cho dù là Nhậm Trường Sinh cũng không dám coi thường. Ngao Bộ Thiên, bản tôn giết ngươi Long vực đệ tử lại như thế nào? Thanh âm đạm mạc, theo Đông Hải bên trên truyền đến. Nhậm Trường Sinh thể nội, cái kia tổ long huyết mạch điên cuồng gầm thét. Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia ngàn vạn trượng chí tôn cốt, đang nhanh chóng luyện hóa. Chúc mừng chủ nhân, luyện hóa chí tôn cốt 40%, chủ nhân tổ long huyết mạch kích hoạt đến 50%. Chúc mừng chủ nhân, mở ra tổ long huyết mạch đệ nhị thần thông chi lực, thần thông, huyết mạch tước đoạt, chủ nhân có thể tùy ý tước đoạt long tộc thấp hơn 10% long tộc huyết mạch chi lực. Tiểu tinh thanh âm, tại Nhậm Trường Sinh trong đầu vang lên. Huyết mạch tước đoạt, Nhậm Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, long tộc vì sao cường? Mạnh. Tự nhiên là huyết mạch của bọn hắn chi lực, nếu là không có huyết mạch chi lực, cái kia sức chiến đấu của bọn họ cùng phổ thông thần, không có bất kỳ khác biệt gì. Một chiêu này, cũng thật là đáng sợ, Nhậm Trường Sinh trong lòng nói thầm, vô luận là tuyệt đối huyết mạch áp chế, vẫn là huyết mạch tước đoạt, đối với long tộc tới nói, vậy cũng là khắc tinh, có thể nói, hiện tại long tộc đệ tử tại Nhậm Trường Sinh trước mặt. Cùng loài bò sát,
không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhậm Trường Sinh, ngươi đáng chết, ầm ầm, ngao, Bộ Thiên điên cuồng gầm thét, trên người hắn, uy thế vô biên, hắn giờ phút này, từng bước một, hướng tiên giới mà đến, mà theo hắn từng bước một đi tới, toàn bộ tiên giới, đều run rẩy lên. Cái kia là chân thần muốn buông xuống, chân thần hàng lâm, tiên giới đều muốn sụp đổ, vô số tiên nhân, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy tiên giới bên ngoài cái kia đáng sợ bóng người, thời khắc này ngao Bộ Thiên, từng bước một, hướng tiên giới mà đến, hắn muốn giết Nhậm Trường Sinh. Dù là tiên giới nứt toác, hắn cũng muốn giết Nhậm Trường Sinh. Bộ Thiên đại nhân, không thể. Âu Dương Huy liền vội vàng tiến lên nói. Cút, ầm, ngao Bộ Thiên trên thân, cuồng bạo thần long chi lực chấn động mà ra, Âu Dương Huy thân thể, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, Âu Dương Huy trong miệng, máu tươi liên tục. Quá mạnh, chân thần, thật sự là quá mạnh. Đại nhân, còn lại 6 tôn long thần, giờ phút này cũng đầy mặt bất ngờ, thần giới quy củ, bất luận cái gì chân thần phía trên thần đang lâm tiên giới, tạo thành tiên giới nứt toác, lúc đó bị phế sạch tu vi. Ngao Bộ Thiên, đây là điên rồi sao? Xiết 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 xiết, Ngao Bộ Thiên trong mắt, giờ phút này tinh hồng một mảnh, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết Nhậm Trường Sinh, đem Nhậm Trường Sinh xé nát vỡ nát. Muốn giết ta, Đông Hải trên không, Nhậm Trường Sinh hai con mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh tâm thần nhất động, Nhậm Trường Sinh dưới chân, cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim chí tôn cốt, giờ phút này vậy long đầu, đột nhiên nâng lên, lập tức một cỗ hồng hoang chí tôn khí tức. Phóng lên tận trời, chương 149, khống chế chí tôn cốt, người nào có thể địch. Ầm ầm, toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều run rẩy lên, mọi người chỉ cảm thấy, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, theo cái kia Đông Hải phía trên dâng lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, đó là một cái đầu rồng, mấy vạn trượng đầu rồng a, Trường Sinh thần đang làm gì, hắn vậy mà đứng tại đầu rồng kia phía trên. Ngàn vạn trượng chí tôn cốt, là chí tôn cốt, toàn bộ tiên giới, đều sôi trào lên. Đông Hải phía trên, ầm ầm, toàn bộ Đông Hải, giờ phút này đều lăn lộn, chỉ thấy cái kia mấy vạn trượng đầu rồng nâng lên, một lát, cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim xương, theo Đông Hải, phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh, cái kia hoàng kim xương quanh người, hư không toàn bộ vỡ nát, đáng sợ hư không loạn lưu, đụng vào cái kia hoàng kim xương trên thân, nhưng lại không đả thương được cái kia hoàng kim xương phân tốt. Hắn tựa hồ, vĩnh bất hủ hủ tồn tại, thật đáng sợ, vô số tiên nhân, nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái, thật là đáng sợ, thiếu niên kia, tựa hồ cái kia theo thượng cổ mà đến thần, hắn, trưởng khống hết thảy. Tiên giới bên ngoài, chuyện gì xảy ra, vô cùng phẫn nộ Ngao Bộ Thiên, tâm thần đột nhiên run lên, một khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được, một cỗ chí cao vô thượng lực lượng, theo tiên giới mà đến. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngao Bộ Thiên dọa đến hồn đều kém chút không có. Cái kia Đông Hải phía trên, hắn long vực vô thượng chí tôn cốt, giờ phút này phía trên lại đứng đấy một vị thiếu niên kia khống chế chí tôn cốt, theo tiên giới mà đến. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Ngao Bộ Thiên điên cuồng quát, cái này sao có thể? Đây chính là hắn long vực chí tôn cốt, thiếu niên kia làm sao có thể trưởng khống chí tôn cốt? Bộ Thiên đại nhân, Bộ Thiên đại nhân, còn lại 6 tôn thần, cũng đầy mặt kinh hãi chính là đứng tại Ngao Bộ Thiên quanh người, chí tôn cốt bị nắm trong tay. Cái này sao có thể? Vậy liền coi là tại hắn long vực, cũng không người nào có thể trưởng khống a. Nhậm Trường Sinh làm sao có thể trưởng khống? Hắn thật luyện hóa, long vực chí tôn cốt, lại thật bị hắn luyện hóa. Hắn còn là người sao? Âu Dương Huy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, Hỏa Linh đạo nhân mấy người, cũng toàn thân không ngừng run rẩy. Cái kia thiếu năm còn là người sao? Đây chính là thượng cổ long thần chí tôn cốt, hắn đến cùng như thế nào trưởng khống? Ầm ầm, tiên giới điên cuồng, gờ run rẩy, cái kia ngang dọc ngàn vạn trượng hoàng kim xương, cứ như vậy theo Đông Hải phía trên phi lên, lập tức từ từ hướng tiên giới bên ngoài mà đi. Toàn bộ tiên giới đều đang run rẩy. Bái kiến Trường Sinh thần, bái kiến Trường Sinh thần. Hoàng kim xương những nơi đi qua, vô luận là cổ tiên vẫn là phổ thông tiên nhân, đều cung kính hướng thiếu niên kia phủ phục mà xuống, thiếu niên kia, ngẩng đầu nhìn tiên giới bên ngoài. Chủ nhân thành công, đế sát cùng kim xí, trong mắt sùng bái không thôi, cái kia đáng sợ chí tôn cốt đều bị chủ nhân khống chế, trên thế giới này, còn có cái gì, có thể làm khó chủ nhân. Thật mạnh, hoàng kim xương phía trên, Nhậm Trường Sinh trong lòng cũng khuấy động không thôi, quá mạnh, cái kia cỗ đáng sợ hồng hoang chi lực, để Nhậm Trường Sinh cảm giác được, chính mình nhẹ nhõm nhất quyền, liền có thể đánh nát tiên giới. Quá mạnh, Bộ Thiên đại nhân, hắn đến rồi. Tiên giới bên ngoài,
Một tôn long thần thanh âm run rẩy vang lên, người này nhìn lấy cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim xương, trong mắt mang theo một cỗ hoảng sợ. Sợ, hắn là thật sợ, ngoài ức vạn giảm, thiếu niên kia một tiếng, bắn giết ba tôn long thần, hơn nữa còn là trung vị thần, giờ phút này, thiếu niên kia khống chế chí tôn cốt mà đến. Người nào, có thể cản, ta hận a, Ngao Bộ Thiên trong mắt, điên cuồng vô cùng, hắn hận a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nhậm Trường Sinh còn có thể trưởng khống cái kia chí tôn cốt. Giờ phút này, người nào có thể địch Nhậm Trường Sinh? Ngao Bộ Thiên, vào thời khắc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, theo tiên giới mà đến, nghe được đạo thanh âm này, Ngao Bộ Thiên tâm thần run lên, là thiếu niên kia. Thiếu niên kia giờ phút này hai con mắt, rơi vào trên người hắn. Nhậm Trường Sinh, người cũng đã biết, dưới người của ngươi chính là ta Long Vực chí tôn cốt, luyện hóa chí tôn cốt, đó là đối với ta Long Vực khinh nhờn. Ngao Bộ Thiên tức giận quát, khinh nhờn, ha ha ha. Nhậm Trường Sinh cuồng cười một tiếng, cái kia chí tôn cốt, giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, một đạo gầm nhẹ, cuồn cuộn hồng hoang chi lực, chấn động mà ra. Ngươi cũng đã biết, trong mắt của ta, ngươi cùng một cái tôm tép nhãi nhét không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhìn lấy Ngao Bộ Thiên, Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. Tôm tép nhãi nhét, Ngao Bộ Thiên trên mặt, trong nháy mắt dữ tợn lên, hắn là Long Vực chân thần, tại thần giới, ai dám xem thường hắn, trước mắt Nhậm Trường Sinh, thật ngông cuồng. Bộ Thiên đại nhân, hắn tới, chúng ta muốn không trước tiên lui về thần giới, bẩm báo thần vương đại nhân, để thần vương đại nhân ra tay giết hắn. Một tôn long thần vội vàng nói, phế vật, Ngao Bộ Thiên trong mắt phẫn nộ vô biên, trốn về thần giới. Tin tức này nếu là truyền đi, vậy hắn Long Vực thể diện ở đâu? Hắn Ngao Bộ Thiên, còn như thế nào tại Long Vực lăn lộn? Tu vi của hắn mới trung vị thần, các ngươi đều cho ta cùng tiến lên, ta cũng không tin. Hắn có thể ngăn cản tất cả chúng ta, đều cho ta giết. Ngao Bộ Thiên tức giận nói. Cùng tiến lên, sáu tôn long thần, sắc mặt đại biến, nhìn lấy hư không mà đến Nhậm Trường Sinh, giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì một tôn long thần, dám lên trước một bước. Sáu tôn thần, năm tôn trung vị thần, một tôn thượng vị thần, tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, giờ phút này sáu người liền dũng khí xuất thủ, đều không có. Phế vật, phế vật, nhìn lấy sáu tôn long thần, Ngao Bộ Thiên nộ hống không thôi. Nhưng hắn giờ phút này, lại cũng không dám tiến lên trước một bước, sợ, trong lòng cũng của hắn sợ. Đây chính là Long Vực, nhìn lấy sáu người sợ hãi trong lòng, Nhậm Trường Sinh trong mắt mang theo khinh thường, Long Vực lại như thế nào? Còn không phải cùng dạng sợ chết, tiên giới bên ngoài, đế sát hai người, cũng tràn đầy khinh thường. Long thần, thì tính sao, ầm ầm, cái kia ngàn vạn trượng chí tôn cốt, trực tiếp theo tiên giới vọt ra, chỉ thấy toàn bộ tiên giới biên giới, đều lăn lộn. Từ xa nhìn lại, đáng sợ vô cùng. Bộ Thiên đại nhân, ta trước về thần vực bẩm báo tin tức. Một tôn long thần quay người, tê, trực tiếp lùi lại, chê cười, giờ phút này vẫn chờ Nhậm Trường Sinh đánh tới, đây không phải là muốn chết sao? Đây chính là bọn họ Long Vực chí tôn cốt, ngươi dám, nhìn lấy người này đào tẩu, Ngao Bộ Thiên trong mắt nộ khí trùng thiên. Chết, sau một khắc, Ngao Bộ Thiên một cái tay, trực tiếp hóa thành một cái móng vuốt. Cái kia móng vuốt phá không mà lên, trực tiếp rơi tại đây đào tẩu long thần trên thân. Không, phanh, nhất chảo rơi xuống, cái này tôn long thần, trực tiếp bị đập nát, người này đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình không chết ở Nhậm Trường Sinh trong tay, giờ phút này phản mà chết ở Ngao Bộ Thiên trong tay. Bộ Thiên đại nhân, còn lại năm tôn long thần, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong lòng bọn họ, nguyên bản dâng lên mấy phần thoái ý, giờ phút này, cũng không dám lại biểu hiện ra. Ai biết, Ngao Bộ Thiên có thể hay không, trực tiếp giết bọn hắn. Giết hắn cho ta, ai dám lui lại, vậy liền chết. Ngao Bộ Thiên điên cuồng âm thanh vang lên, người này trong mắt, một mảnh huyết hồng, giết Nhậm Trường Sinh, nhất định phải giết Nhậm Trường Sinh, bằng không mà nói, bọn họ đều phải chết. Chương 150, hoàn toàn luyện hóa chí tôn cốt, tổ long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt, mạnh nhất tổ long thần thông tinh vẫn. Giết, giết, năm tôn long thần trên thân, sát ý vô biên. Sau một khắc, chỉ thấy năm tôn thần long, biến ảo mà ra, cái này năm tôn thần long, đều trọn vẹn mấy vạn trượng, trên người bọn họ long uy, vô cùng cuồn cuộn. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Chủ nhân, đế sát cùng kim xí, xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh bên người, nhìn lấy hư không năm tôn long thần, hai người trong mắt, dâng lên kinh thiên chiến ý. Không cần, Nhậm Trường Sinh hướng hai người, hơi hơi phất tay, các ngươi thôn vệ những cái kia sắp tiêu tán long thần tinh khí tăng cao tu vi. Đến mức mấy người kia, đều giao cho ta, hôm nay bọn họ ai cũng đi không được. Nhậm Trường Sinh thần sắc đạm mạc đường, tinh khí, kim xí cùng đế sát trong mắt,
trong nháy mắt phát sáng lên, vừa mới cái kia một chút, Nhậm Trường Sinh thế nhưng là trực tiếp chém giết ba tôn long thần, ba tôn long thần nổ tung. Cái kia đáng sợ tinh khí, giờ phút này đã bắt đầu tiêu tán. Đúng, chủ nhân, vâng, Kim Sĩ cùng Đế Sát một cái lắc mình, lập tức xông vào tiên giới bên ngoài, một lát, chỉ thấy chung quanh cái kia mênh mông long thần tinh khí, điên cuồng hướng hai người tụ đến. Bọn họ còn dám thôn phệ long thần tinh khí. Âu Dương Huy bọn người, hít vào một ngụm khí lạnh, quá điên cuồng, tại chân thần Ngao Bộ Thiên trước mặt luyện hóa long thần tinh khí, đây là ở trước mặt nhục nhã. Bọn họ dám luyện hóa ta long vực đệ tử tinh khí. Đáng hận, năm tôn long thần, trong mắt nộ khí trùng thiên, sau một khắc, năm tôn long thần bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh vọt tới, đáng sợ long thần chi lực, va chạm mà đến. Phanh phanh phanh, toàn bộ tiên giới bên ngoài, đều lăn lộn, trong tiên giới. Mọi người chỉ thấy cái kia tiên giới biên giới truyền đến từng đạo lực lượng đáng sợ. Nguyên một đám trốn ở tiên giới, giờ phút này không dám tới gần biên giới nửa bước. Đến được tốt, nhìn lấy năm tôn long thần đánh tới, Nhậm Trường Sinh trong mắt, quang mang tăng vọt, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh tâm thần nhất động, Nhậm Trường Sinh dưới thân. Cái kia ngàn vạn trượng chí tôn cốt, một cái mấy trăm ngàn trượng móng vuốt, trực tiếp nâng lên. Oanh, cái kia nhất chảo, hướng năm tôn long thần rơi xuống. Thật mạnh, cái kia móng vuốt còn không rơi xuống, năm tôn long thần đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, cái kia nhất chảo dưới, đáng sợ hồng hoang thần lực, cuồn cuộn mà đến. Phanh phanh phanh, ba đạo trầm muộn âm thanh vang lên, cái kia mấy trăm ngàn trượng long chảo rơi xuống chỗ, ba tôn long thần, trực tiếp bị đập thành phấn vụn, long huyết, theo hư không rơi xuống. Ô ô ô, thiên địa rên rỉ, mưa máu, tí tách rơi xuống. Ba tôn long thần, lần nữa vẫn lạc. Chúc mừng chủ người chém giết một tôn trung vị thần, chủ nhân lấy được kinh nghiệm giá trị 10 vạn ức, kinh nghiệm phản hồi 10 vạn vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới trung vị. Thần đỉnh phong, chúc mừng chủ nhân, tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh thể nội, cuồn cuộn lực lượng dâng lên, nguyên bản trung vị thần hậu kỳ tu vi, tại chém giết ba tôn long thần về sau, Nhậm Trường Sinh tu vi, rốt cục đăng lâm thượng vị thần chi cảnh. Oanh, đáng sợ tổ long huyết mạch, cuồn cuộn mà ra. Cái kia ngàn vạn trượng chí tôn cốt phía trên, giờ phút này đã bảy thành toàn bộ bị Nhậm Trường Sinh luyện hóa. Còn lại bộ phận, đã rất ít, rất nhanh, Nhậm Trường Sinh liền có thể đem cái này chí tôn cốt, hoàn toàn luyện hóa. Còn kém một chút, Nhậm Trường Sinh trong mắt, dâng lên một vệt ngạo nghễ, tu vi đăng lâm thượng vị thần chi cảnh, Nhậm Trường Sinh luyện hóa chí tôn cốt tốc độ, tăng lên gấp trăm lần. Tu vi của hắn tăng lên, thật, hắn đạt tới thượng vị thần chi cảnh, lúc này mới bao lâu. Lần trước hắn tại Đông Hải phía trên, thế nhưng là liền thần đạo đều không có đạt tới, cái này thượng vị thần. Thật là đáng sợ, Âu Dương Huy bọn người, mặt mũi tràn đầy rung động, thiếu niên kia, quá kinh khủng. Thượng vị thần, còn lại hai tôn long thần, bao quát vị kia thượng vị thần long thần, giờ phút này thân thể run lên, lập tức quay người, bay thẳng đến thần giới thông đạo đào tẩu. Đừng chạy, giết cho ta hắn, giết hắn, Ngao Bộ Thiên giờ phút này, đã điên cuồng lên, xung quanh người hắn. Cái kia đáng sợ thần lực, giờ phút này biến thành màu máu, trên người hắn, cái kia đáng sợ thần long chi lực, cũng bắt đầu thay đổi, biến đến bạo lệ vô biên. Một cỗ kinh thiên lệ khí, theo trên người hắn dâng lên, rơi xuống nhập ma, thời khắc này Ngao Bộ Thiên, trực tiếp rơi nhập ma đạo, hắn nguyên bản chân thần cảnh tu vi, giờ phút này cường thịnh hơn mấy phần. Muốn đi, nhìn lấy muốn chạy trốn hai tôn long thần, Nhậm Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, những thứ này long vực long thần, tại Nhậm Trường Sinh trong mắt. Cái kia chính là liên tiếp điểm kinh nghiệm. Nhậm Trường Sinh cũng không muốn buông tha hai người này. Giết, một chữ giết rơi xuống, Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia ngàn vạn trượng chí tôn cốt, đột nhiên hét giận dữ một tiếng, sau một khắc, nhất chảo, trực tiếp phá không mà ra. Phốc phốc, một tôn long thần, bị xé nát. Không, còn lại một tôn thượng vị thần, dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, người này điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Chết, phốc phốc. Nhất chảo lần nữa rơi xuống, thượng vị thần, đồng dạng bị xé nát, tiên giới bên trong, giờ phút này mưa máu điên cuồng rơi xuống, hai tôn thần, bao quát một tôn thượng vị thần, lần nữa vẫn lạc. Chúc mừng chủ người chém giết trung vị thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 vạn ức, kinh nghiệm phản hồi 10 vạn vạn ức. Chúc mừng chủ người chém giết thượng vị thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 vạn ức, kinh nghiệm phản hồi 100 vạn vạn ức, chủ nhân tu vi tăng lên tới thượng vị thần trung kỳ. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Nhậm Trường Sinh tu vi, lần nữa tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đều đã chết, Âu Dương Huy bọn người, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trắng bệch, sáu người bóng người, giờ phút này từ từ hướng cái kia thần giới thông đạo tiến đến,
sáu người sợ, Nhậm Trường Sinh liền bọn họ cũng đã giết. Thoải mái, Trung Vị Thần, thành, hư không bên trong, truyền đến Đế Sát cuồng ngạo thanh âm, thời khắc này Đế Sát, khí tức trên thân, đã đăng lâm Trung Vị Thần chi cảnh. Chín tôn long thần, dòng dã chín tôn long thần, hơn nữa còn có một tôn thượng vị thần, cái này minh mông thần long tinh khí, có thể nghĩ, không ngừng Đế Sát, kim xí trên thân, khí tức kia cũng đã tiếp cận Trung Vị Thần chi cảnh. Thần tướng, đi ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh quát lạnh một tiếng. Chủ nhân, ba đế ba người, đứng tại Nhậm Trường Sinh trên thân, ba người trên thân lực lượng, giờ phút này đã đăng lâm Trung Vị Thần chi cảnh, nhưng cái này tu vi, có thể còn chưa đủ. Còn không mau đi thôn phệ tinh khí, Nhậm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, ba đế trong mắt ba người đại hỉ, lập tức vội vàng hướng Đế Sát hai người mà đi, những thứ n. Tây Long Thần tinh khí, đối bọn hắn tới nói, đây chính là chí bảo. Ong ong, tiên giới bên ngoài. Bá đế năm người điên cuồng thôn phệ long thần tinh khí, năm người tu vi, nhanh chóng tăng lên, mà giờ khắc này Nhậm Trường Sinh, hai con mắt lại rơi tại người cuối cùng. Ngao Bộ Thiên trên thân, ngươi đáng chết, Ngao Bộ Thiên âm lãnh âm thanh vang lên, thân thể của người nọ, biến thành màu đen nhánh, cuồn cuộn ma khí, theo trên người hắn chuyển đến. Ma Long, không biết hoàn chỉnh tổ long huyết mạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hôm nay liền lấy ngươi, thử một chút, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trong đầu, vang lên tiểu tinh thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, luyện hóa chí tôn cốt thành công. Chúc mừng chủ nhân, tổ long huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Chúc mừng chủ nhân, kích hoạt tổ long huyết mạch hoàn toàn thần thông, tinh vẫn. Tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới. Rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 151. Huyết mạch tức đoạt, tinh thần vẫn lạc, chân thần chết. Oanh, Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia chí tôn cốt, giờ phút này tựa hồ đang sống, chỉ thấy hắn một cái xoay người, đột nhiên phóng lên tận trời. Giống giống, cuồn cuộn uy thế, chấn động đến hư không run rẩy. Thật mạnh, Âu Dương Huy mấy người, dọa đến kém chút nằm dạp trên mặt đất, cái kia đáng sợ long uy, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy. Ngàn vạn trượng chí tôn cốt, tại hư không xoay một vòng. Sau một khắc, hắn xoay quanh tại Nhậm Trường Sinh quanh người, từ xa nhìn lại, tựa hồ một tôn hồng hoang chi thần, khống chế thần long mà đến. Thật mạnh, Đế Sát cùng Kim Xí, cũng đầy mặt hưng phấn, cái kia chí tôn cốt, quá uy phong. Ngươi triệt để nắm trong tay chí tôn cốt, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, thời khắc này Ngao Bộ Thiên, một đôi huyết hồng hai con mắt, nhìn chòng chọc vào Nhậm Trường Sinh nói. Ngươi, cần phải đi, Nhậm Trường Sinh nhàn nhạt, quét người này liếc một chút. Cần phải đi. Ngao Bộ Thiên tâm thần run lên, nhưng sau một khắc, người này trong mắt, sát ý nổ bắn ra mà ra, chỉ thấy thân thể của hắn, trực tiếp hóa thành bản thể. Giết, oanh, lực lượng cuồng bạo, bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh đánh tới. Vùng vẫy giấy chết, nhìn lấy hướng chính mình đánh tới Ngao Bộ Thiên, Nhậm Trường Sinh trong mắt dâng lên một vệt khinh thường, lập tức tâm thần nhất động, Nhậm Trường Sinh thể nội, tổ long huyết mạch gào thét mà ra. Giống giống, từng đạo tổ long hét giận dữ, theo Nhậm Trường Sinh thể nội truyền đến. Huyết mạch, tước đoạt, nhìn lấy hướng chính mình đập xuống Ngao Bộ Thiên, Nhậm Trường Sinh hướng hư không một chút. Thiếu niên kia, giờ phút này tựa hồ trở thành thế gian trưởng khống giả. Theo hắn một chút, sau một khắc, lực lượng đáng sợ, tại hư không lan tràn ra, cùng lúc đó, hướng Nhậm Trường Sinh đánh tới Ngao Bộ Thiên, chỉ cảm thấy một cỗ vô thượng lực lượng, bao phủ lại chính mình. Cỗ lực lượng kia, chấn áp hết thảy, trong cơ thể hắn, vậy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo long tộc huyết mạch chi lực. Giờ phút này tựa hồ bị cái gì khống chế đồng dạng, bắt đầu từ từ tiêu tán. Huyết mạch của ta, giống giống, Ngao Bộ Thiên thân thể, bắt đầu thu nhỏ, người này nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trong mắt đều là bất ngờ, trong cơ thể của hắn, cái kia huyết mạch chi lực, đang nhanh chóng tiêu tán. Không, Ngao Bộ Thiên sợ hãi thanh âm truyền đến, hắn cảm giác được, lực lượng của mình, cũng tại tiêu tán, huyết mạch của hắn, vốn là không cao, bất quá một lát, đã triệt để tiêu tán. Thật là khủng khiếp thần thông. Nhậm Trường Sinh trong lòng âm thầm nói, huyết mạch tước đoạt phía dưới, thời khắc này Ngao Bộ Thiên, chiến lực không đủ bắt đầu một thành. Cái này thần thông, quá kinh khủng, ngươi làm sao có thể tước đoạt huyết mạch chi lực của ta? Điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta long tộc huyết mạch chi lực, chỉ có vô thượng long tổ, mới có thể tước đoạt. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Ngao Bộ Thiên giận dữ hét. Hắn không cam lòng a, trong cơ thể của hắn, giờ phút này lực lượng 10 không còn 1. Đứng tại cái kia chí tôn cốt trước mặt, hắn
hắn giờ phút này, không nhịn được muốn hướng Nhậm Trường Sinh cúng bái. Ta, thì là các ngươi Long tộc Long tổ. Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, điều đó không có khả năng. Ngao Bộ Thiên tức giận nói, cái này sao có thể? Trước mắt Nhậm Trường Sinh, rõ ràng là cái nhân loại, Nhậm Trường Sinh làm sao có thể là Long tộc Long tổ? Tinh vẫn, nhưng vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh hướng hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt, cái kia nhất chỉ, tựa hồ vỡ vụn thương khung, tại mọi người kinh hãi chính là trong thần sắc, chỉ thấy cái kia khoảng cách tiên giới xa xôi tinh thần, đột nhiên run rẩy lên. Oanh, một cái tinh thần, trực tiếp rơi xuống. Đây là tổ long cấm thuật tinh vẫn, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Ngao Bộ Thiên trong mắt điên cuồng vô cùng, cái kia nhìn lấy Nhậm Trường Sinh hai con mắt, giờ phút này càng là mang theo hoảng sợ, tuyệt đối huyết mạch áp chế, huyết mạch tước đoạt. Hiện tại là tổ long cấm thuật tinh vẫn, trước mắt Nhậm Trường Sinh, cũng là tổ long A, chẳng lẽ Nhậm Trường Sinh, là cái kia vô thượng tổ long chuyển thế mà đến. Hắn vừa mới, mạo phạm tổ long, hắn là tổ long, đây nhất định là, bằng không hắn làm sao có thể trưởng khống cái kia chí tôn cốt. Âu Dương Huy âm thanh run rẩy đường, tổ long không phải vẫn lạc vô số năm sao, hắn làm sao có thể xuất hiện lần nữa. Hỏa Linh đạo nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, vô thượng tổ long. Cái kia thần giới đã từng truyền thuyết, vậy ngay cả thần đế đều có thể nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ tuyệt thế tồn tại. Ầm ầm, cái kia tinh thần, điên cuồng rơi xuống, hư không bên trong, mọi người chỉ thấy một quả cầu lửa, theo thương khung mà đến, sức mạnh mang tính hủy diệt, khóa chặt Ngao Bộ Thiên. Không, Ngao Bộ Thiên sợ hãi âm thanh vang lên, oanh, kịch liệt run rẩy truyền đến, chỉ thấy một đoàn mấy trăm ngàn trượng tiểu tinh thần, trực tiếp đập vào Ngao Bộ Thiên trên thân, Ngao Bộ Thiên thân thể. Bị nện thành vỡ nát, tiên giới, ầm ầm, toàn bộ tiên giới, kém chút nứt toát, cái kia thiên thạch coi như không có rơi vào tiên giới, nhưng lực lượng kia tác động đến, liền kém chút làm vỡ nát tiên giới. Phanh phanh phanh, thần giới thông đạo chỗ, Âu Dương Huy sáu người, thân thể toàn bộ té bay ra ngoài, sáu người trong miệng, máu tươi liên tục. Thật là đáng sợ, tinh thần vẫn lạc, cái này là bực nào thủ đoạn nghịch thiên. Chúc mừng chủ người chém giết chân thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 vạn ức. Kinh nghiệm phản hồi 1.000 vạn ức, chủ nhân tu vi đang lâm thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh thể nội, một cỗ mênh mông lực lượng dâng lên, Nhậm Trường Sinh tu vi, trực tiếp đang lâm thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chân thần chi cảnh. Ngao Bộ Thiên chết, một lát, Âu Dương Huy sáu người rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia tinh thần nện xuống địa phương, thời khắc này Ngao Bộ Thiên, đã sớm nện thành vỡ nát. Ngao Bộ Thiên, chết. Chân thần, cứ như vậy vẫn lạc, ô ô ô, trong tiên giới, mưa máu mưa như chút nước mà xuống, vô số tiên nhân, chỉ cảm thấy bị ý nhịn không được thăng lên, nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất thút thít. Chân thần, vẫn lạc, ta, Trường Sinh thần, nhảy lên một cái, Nhậm Trường Sinh đứng tại cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim xương phía trên, Nhậm Trường Sinh trên thân, một cỗ hảo hãn vô biên lực lượng, lan tràn ra. Đi mau, nhanh, Âu Dương Huy sáu người, vội vàng tiến nhập thần giới thông đạo. Tâm tính sập a, sáu người giờ phút này một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi, thiếu niên kia, quá kinh khủng. Ong ong, Nhậm Trường Sinh quanh người, hư không loạn lưu chấn động. Chủ nhân, ba đế cùng đế sát mấy người, xuất hiện ở Nhậm Trường Sinh bên người, thôn phệ chín tôn long thần, đế sát cùng kim xí, đều đạt đến trung vị thần chi cảnh. Đế sát ba ngừa, y, càng là kém chút đăng lâm thượng vị thần chi cảnh. Trở về, quét cái kia thần giới thông đạo liếc một chút. Nhậm Trường Sinh vung tay lên, ngàn vạn trượng chí tôn cốt, trực tiếp rơi vào cái kia thần giới trước thông đạo. Mà Nhậm Trường Sinh, mang theo mấy người tiến nhập tiên giới. Tiên giới, đa bảo tiên vực bên trong. Trường Sinh đại ca, nhìn đến Nhậm Trường Sinh trở về, Linh Nhi trong mắt vui vẻ, mấy ngày nay, nàng đều tại kinh hồn bạt vía bên trong vượt qua, nếu không phải Nhậm Trường Sinh để cho nàng đừng đi ra. Nàng sớm liền không nhịn được, Linh Nhi, Nhậm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, tiên giới. Xem như ổn định lại, chí tôn cốt luyện hóa, hắn Nhậm Trường Sinh rốt cuộc không sợ bất luận kẻ nào. Dù là thần vương, cũng giống vậy, chương 152, Hồng Hoang Thiên Đồng, dụ dỗ Tam Thúc Kim Ô, thánh khí bất diệt ma bàn. Chủ nhân, ta còn có một số việc, đi trước. Ta cũng đi, kim sĩ cùng bá đế năm người, như một làn khói rời đi, có chí tôn cốt chấn thủ thần giới thông đạo, Nhậm Trường Sinh không lo lắng chút nào. Người nào xuống lần nữa giới đến, Linh Nhi. Tu vi của ngươi đang lâm cổ tiên đỉnh phong. Nhậm Trường Sinh trong mắt sáng lên, thời khắc này Linh Nhi, tu vi đây chính là cổ tiên đỉnh phong, khoảng cách thần đạo, cũng chỉ có cách xa một bước.
Linh Nhi thể nội, tiểu gia hỏa kia sinh mệnh khí tức, càng là vô cùng kinh khủng, Nhậm Trường Sinh đoán chừng, cỗ khí tức kia sợ là so với bình thường thượng vị thần, cũng không kém bao xa. Còn chưa xuất thân, vậy liền có thể so với thượng vị thần, cái này cũng quá kinh khủng. Nhậm Trường Sinh càng ngày càng chờ mong tiểu gia hỏa này xuất thế, sau khi sinh, tiểu gia hỏa này thiên phú, bực nào yêu nghiệt. Đi vào trước, ta cười một tiếng, Nhậm Trường Sinh ôm Linh Nhi, tiến nhập đa bảo thần điện bên trong. Toàn bộ tiên giới, từ từ bình tĩnh lại, thần chiến, cuối cùng kết thúc, đa bảo tiên vực, đa bảo thành, các ngươi chỉ sợ không biết, cái kia một trận thần chiến, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy Trường Sinh thần nhất quyền xuất thủ, một tôn chân thần, trực tiếp vỡ nát. Cái gì nhất quyền, đó là một cái trong nháy mắt. Không đúng, là A một hơi trực tiếp vỡ nát ba tôn chân thần, ta tận mắt nhìn thấy, ta dám thề. Ta cũng nhìn thấy, toàn bộ tiên giới, khắp nơi đều là Nhậm Trường Sinh truyền thuyết, một số cổ tiên, càng là để phân phó môn hạ đệ tử, tuyệt đối đừng đi đa bảo tiên vực. Nghe nói cái kia Trường Sinh thần, ngay tại đa bảo tiên vực, thừa vận lão tổ, người nói tôn này, đi rồi sao, đa bảo tiên tôn nhìn lấy thần điện kia. Thanh âm trầm thấp nói, dòng dã 7 ngày, cung điện kia, giờ phút này đều đóng chặt, trong đại điện, càng là không có bất kỳ cái gì khí tức truyền đến. Im miệng, thừa vận đạo nhân quát lạnh một tiếng, đa bảo tiên tôn, thân thể run lên, hắn tồn tại, ta không muốn nghe đến bất luận kẻ nào nói lại, còn có, cái kia đa bảo thần điện bắt đầu từ hôm nay, đổi tên Trường Sinh thần điện, ta đa bảo tiên vực bên trong, này thần điện liệt vào cấm địa, bất kỳ người nào không thể tới gần vạn trượng bên trong. Thừa vận đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, đa bảo tiên tôn, xoa xoa mồ hôi trán, đa bảo thần điện bên trong, ong ong, Nhậm Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, Nhậm Trường Sinh trên thân, giờ phút này tu vi đã đăng lâm thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh, cách đó không xa, Linh Nhi đang ngủ trên giường. Mấy ngày nay, mệt muốn chết rồi, chúc mừng chủ nhân hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, đánh dấu khen thưởng đã cấp cho, phải chăng nhận lấy. Nhậm Trường Sinh trong đầu, tiểu tinh thanh âm truyền đến. Khen thưởng tới, Nhậm Trường Sinh trong mắt vui vẻ, lập tức hướng tiểu tinh hỏi, tiểu tinh, lần này khen thưởng vì thế nào chậm như vậy? Chủ nhân, cái này cũng không nên trách tiểu tinh, chủ yếu là ngươi mấy ngày nay tinh thần trạng thái có chút phấn khởi, cho nên ta thì chậm mấy ngày nhắc nhở chủ nhân đánh dấu khen thưởng. Tiểu tinh có chút ủy khuất nói, mấy ngày nay, khụ khụ, Nhậm Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, mặt mo hơi đỏ lên, một lát, Nhậm Trường Sinh vội vàng. Dò xét lần này đánh dấu khen thưởng. Chúc mừng chủ nhân, thương cổ thần đồng thăng cấp, để thăng làm hồng hoang thiên đồng tu luyện tới đỉnh phong, có thể liếc một chút, đoạn ức vạn sơn hà. Tiểu tinh âm thanh vang lên, hồng hoang thiên đồng, Nhậm Trường Sinh trong mắt, quang mang tăng vọt, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, bay thẳng đến cái kia tiên giới trên không nhìn qua. Tiên giới trên không, cái kia đại hỏa cầu, giờ phút này vừa vặn trở mình. Người đã đến, nhưng một lát, cái kia đại hỏa cầu tựa hồ cảm ứng được cái gì? Chỉ thấy hắn mở ra vạn trượng mắt to, cặp kia mắt, bắn thẳng đến Nhậm Trường Sinh chỗ tiên giới. Đây chính là Tam Túc Kim Ô, Nhậm Trường Sinh tâm thần chấn động, chỉ thấy cái kia đại hỏa cầu trung ương, giờ phút này một đầu trăm vạn trượng chim to xuất hiện, cái kia chim to trên thân, thiêu đốt lên đáng sợ Kim Ô chi hỏa. Hồng hoang khí tức, theo cái kia Tam Túc Kim Ô bên trên truyền đến, hồng hoang thiên đồng so thương cổ thần đồng quả nhiên cường không ít, bắt đầu thương cổ thần đồng. Có thể nhìn không thấu cái kia Tam Túc Kim Ô bản thể. Nhậm Trường Sinh trong lòng, nói thầm, ta còn có 99 ngày, liền có thể ra đến rồi. Cái kia Tam Túc Kim Ô, hướng Nhậm Trường Sinh thấp giọng nói, hai con mắt của hắn bên trong, Nhậm Trường Sinh thấy được một vệt hướng tới, đó là đối với mình từ hướng tới. Tiểu tinh, cái này Tam Túc Kim Ô vì sao cầm tù ở chỗ này? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh vội vàng hướng tiểu tinh hỏi. Chủ nhân! Cái này Tam Túc Kim Ô cũng không phải bị cầm tù, mà là tại tu luyện, hắn hẳn là bị trong môn tiền bối cưỡng ép lưu tại nơi này tu luyện. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, cưỡng ép lưu lại tu luyện, Nhậm Trường Sinh trong mắt, tinh mang lóe lên, Tam Túc Kim Ô, đây chính là hồng hoang dị chủng, thứ này yêu nghiệt vô biên, 10 phần thưa thớt. Đương nhiên, đó cũng là điển hình hùng hài tử, một khi xuất sinh, thực lực thì vô cùng kinh khủng, cái này bị cầm tù tu luyện, sợ cũng là vì bảo hộ hắn. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nhìn lấy cái kia Tam Túc Kim Ô, Nhậm Trường Sinh trong mắt thanh âm mang theo vài phần dụ hoặc đường. Tam Túc Kim Ô, cái này cùng kim xí đại bằng một dạng, trưởng thành, đều là vô cùng khủng bố tồn tại, nếu là thu phục, kia đối chính mình tới nói, tuyệt đối là một cái tốt trợ thủ. Nghĩ, đương nhiên muốn, giọng non nớt truyền đến, cái kia đại hỏa cầu,
giờ phút này còn lộn mấy vòng, tiên giới phía trên, bởi vì đại hỏa cầu mùa hạ lăn lộn, nhiệt độ càng là đột nhiên tăng vọt hơn ngàn lần. Nóng quá, một số phổ thông tiên nhân, chỉ có thể trốn ở tiên khí bên trong, cho dù là kim tiên cường giả, đều cảm thấy hư không truyền đáng sợ hơn khô nóng. Chuyện gì xảy ra, một số cổ tiên, có chút kỳ quái quét cái kia thái dương liếc một chút. Bất quá ta ra không được, sáu tổ ra ra bày ra hồng hoang tù thiên trận, trừ phi ta đạt tới trưởng thành, nếu không căn bản mở không ra. Cái kia tam túc kim ô có chút uể oải nói. Rất hiển nhiên, nhiều năm như vậy, hắn không phải lần đầu tiên nếm thử mở ra đại trận này rời đi, nhưng đáng tiếc là, đều thất bại. Ngươi mở không ra, ta có thể. Nhậm Trường Sinh cười ta nói, nếu là không có thu phục cái kia chí tôn cốt trước, Nhậm Trường Sinh đương nhiên cũng mở không ra, nhưng bây giờ, hắn có chí tôn cốt tương trợ, còn thật không sợ đại trận này. Thật, tam túc kim ô trong mắt, nướng nóng lên. Sau ba ngày, ta lại tới tìm ngươi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh trực tiếp thu hồi hồng hoang thiên đồng. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh tâm thần, lần nữa chìm vào mặt bảng phía trên. Còn có những cái kia khen thưởng. Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh hỏi. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được thánh khí bất diệt ma bàn dung hợp tế luyện bắt đầu, tiến độ 1%, 2%. Dung hợp thành công, Tiểu Tinh thanh âm truyền đến, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trong đan điền, xuất hiện một cái ma bàn, cái kia ma bàn, 10 phần phổ thông. Cái này ma bàn có tác dụng gì? Nhậm Trường Sinh hướng Tiểu Tinh hỏi. Ma bàn C, có thể nghiền nát hết thảy, cho dù là pháp tắc cùng đạo, cũng giống vậy. Tiểu Tinh thanh âm truyền đến, đạo. Pháp tắc, Nhậm Trường Sinh trong mắt quang mang tăng vọt, trong nháy mắt đó, cái kia ma bàn tại Nhậm Trường Sinh trong mắt thay đổi, Nhậm Trường Sinh tựa hồ nhìn đến, cái kia ma bàn những nơi đi qua. Thiên địa sụp đổ nứt, 3000 chi đạo, tận tán loạn, chương 153, 7 tôn thần quân, bay thẳng mặt trời, chiếm lấy tam túc kim ô chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được lục phẩm thần khí chiến thiên kích. Chúc mừng chủ nhân, Tiểu Tinh thanh âm, liên tiếp vang lên, nhưng tiếp xuống đồ vật, ngược lại là Zorier. Đại bộ phận, đều là một số thần khí. Những thứ này thần khí, đều ban thưởng cho đế sát bọn hắn. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói. Vâng, Tiểu Tinh trực tiếp thay Nhậm Trường Sinh đem những thứ này thần khí, phân phát xuống dưới. Hồng hoang thiên đồng, bất diệt ma bàn, Nhậm Trường Sinh đứng lên, một vệt hào quang sáng chói, theo Nhậm Trường Sinh hai con mắt dâng lên, khống chế chí tôn cốt về sau, Nhậm Trường Sinh chiến lực, đã 10 phần đáng sợ. Mà giờ khắc này, cái này hồng hoang thiên đồng cùng bất diệt ma bàn, càng là như hổ thêm cánh. Chủ nhân, có người xông vào thần giới thông đạo. Vào thời khắc này, đế sát thanh âm truyền đến. Xông thần giới thông đạo, Nhậm Trường Sinh hai con mắt nhíu lại. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh vừa sải bước ra, biến mất tại đại điện bên trong, lúc xuất hiện lần nữa. Nhậm Trường Sinh đã tại tiên giới bên ngoài. Chủ nhân, đế sát mấy người xuất hiện, mấy cái trong tay của người, giờ phút này đều nắm thần khí. Những thứ này thần khí, chính là Tiểu Tinh phân phát đi xuống. Người nào xông vào, Nhậm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Thần giới, hắn khẳng định phải đi, nhưng khi tiến vào thần giới trước, Nhậm Trường Sinh lại muốn đem cái kia tam túc kim ô cũng mang đi, cái kia tam túc kim ô, có thể là đồ tốt. Chủ nhân, mau nhìn, đế sát thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh hướng cái kia thần giới thông đạo nhìn qua, chỉ thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, theo cái kia thần giới thông đạo truyền đến. Cái kia cỗ uy thế. So với Ngao Bộ Thiên, còn cường đại hơn vô số lần. Hồng hoang thiên đồng, quát lạnh một tiếng, mở ra thiên đồng, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, bắn thẳng đến cái kia thần giới thông đạo, xuyên qua thế giới hàng rào, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, rơi vào một đạo ngạo nghễ trên thân. Trong tay người này, kéo lấy một tôn kim tháp, đó là một vị nam tử mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, trên người của người này, khí tức kia cũng không phải chân thần, mà chính là vượt qua chân thần thiên thần chi cảnh. Người nào? Dám can đảm ngăn trở thần giới thông đạo. Thanh âm lạnh lùng, theo cái kia thần giới trong thông đạo truyền đến. Thông đạo là ta Nhậm Trường Sinh ngăn lại, ngươi là người phương nào? Nhậm Trường Sinh đạm mạc đường, tại hạ kim tháp thiên thần Lý Khuê, phát hiện hạ giới có chân thần hàng lâm, cố ý đến đây xem xét, còn không mau mau mở ra thần giới thông đạo. Cái kia kim tháp nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Khuê, Nhậm Trường Sinh hai con mắt lạnh lẽo, một tôn thiên thần hạ giới. Đến xem xét chân thần hạ giới sự tình, Nhậm Trường Sinh có thể không tin, chân thần Ngao Bộ Thiên buông xuống, đã bị bản tôn chém giết, ngươi, nhanh chóng cút. Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên, bị ngươi chém giết, cái kia kim tháp thiên thần, trong mắt quang mang tăng vọt. Ta chính là thiên phạt thần điện đệ tử, hạ giới sự tình, quy ta thiên phạt thần điện quản,
các hạ nhanh chóng mở ra thần giới thông đạo. Cái kia kim tháp thiên thần âm thanh lạnh lùng nói. Ồn ào, Nhậm Trường Sinh trong mắt, hàn mang tăng vọt, hồng hoang thiên đồng chính là thương cổ thần đồng tấn cấp, tự nhiên cũng có thể xem thấu người khác ý nghĩ. Kim tháp thiên thần, tu vi so với Nhậm Trường Sinh cũng liền cao hai cái tầng thứ mà thôi, người này ý nghĩ, Nhậm Trường Sinh liếc mắt một cái thấy ngay. Người này đến, cũng không phải đến hoạt động tra cái gì chân thần hạ giới sự tình. Chiếm lấy chí tôn cốt, nam tử mục đích là chiếm lấy chí tôn cốt, hồng hoang thiên đồng, Nhậm Trường Sinh thể nội. Hồng hoang chi lực hướng hai con mắt lăn lăn đi, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, giờ phút này dâng lên một đạo kinh thiên tử mang. Sau một khắc, cái kia thần giới thông đạo, trực tiếp bị Nhậm Trường Sinh xem thấu. Nhậm Trường Sinh liếc một chút, bắn thẳng đến thần giới bên trong. Thần giới thông đạo chỗ, giờ phút này hư không bên trong, đứng đấy dòng dã thất đạo thân ảnh, bảy người này y phục trên người khác nhau, nhưng mỗi người khí tức trên thân, lại đều vượt ra khỏi thiên thần. Thần quân. Dòng dã bảy tôn thần quân, bảy người này, ngay tại cái kia thần giới ngoài thông đạo chờ đợi mình, một khi chính mình tiến nhập thần giới, hoặc là mở ra cái kia thần giới thông đạo. Sợ là bảy người, sẽ lập tức xuất thủ. Chủ nhân, cái này lão tạp chủng tuyệt đối không có hảo ý. Đế sát mặt mũi tràn đầy hung quang đường. Không có hảo ý, thì tính sao, chí tôn cốt, đem hắn đuổi ra thần giới thông đạo, nói cho tất cả mọi người, ta Nhậm Trường Sinh, sau bảy ngày sẽ buông xuống thần giới, muốn chí tôn cốt. Có thể đến. Nhậm Trường Sinh lãnh ngạo âm thanh vang lên, giống giống, theo Nhậm Trường Sinh lời này, cái kia chí tôn cốt, nhất chảo con, bay thẳng đến cái kia thần giới thông đạo rơi xuống. Ngươi dám, kim tháp thiên thần kinh sợ âm thanh vang lên, thân thể người này, trực tiếp bị chí tôn cốt vỗ ra thần giới thông đạo. Thần giới bên trong, phốc, kim tháp thiên thần, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, thân thể người này, rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, bảy tôn thần quân. Thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái kia thần giới trong thông đạo, giờ phút này cuồn cuộn hồng hoang chi khí truyền đến, đồng thời truyền đến, còn có Nhậm Trường Sinh lãnh ngạo thanh âm. Sau 7 ngày, muốn chí tôn cốt, tùy thời phụng bồi. Cỗ lực lượng này, chí ít cũng là thần quân chi cảnh, nhanh chóng thông báo thần điện, điều động thần vương cường giả buông xuống. Bảy tôn thần quân, vội vàng hướng người đứng phía sau phân phó. Đúng đúng, một lát, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui ra. Chủ nhân, vì sao chúng ta không giết vào thần giới, trực tiếp đem đám người này đều giết? Đế sát mặt mũi tràn đầy hung quang đường. Đừng nóng vội, Nhậm Trường Sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên, giết nhập thần giới. Còn không vội, muốn đi, vậy cũng muốn mang theo Tam Túc Kim Ô cùng đi. Chí Tôn Cốt, đem cái kia thần giới thông đạo phong tỏa. Nhậm Trường Sinh hướng Chí Tôn Cốt phân phó nói. Giống giống, Chí Tôn Cốt, hướng hư không đánh ra vô số ấn quyết, một lát, tầng tầng lực lượng. Đem cái kia thần giới thông đạo phong ấn ở, cái kia cỗ phong ấn, sợ là thần quân đều khó mà xâm nhập. Trở về, mang theo chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh lần nữa về tới tiên giới. Ngày thứ ba, Trường Sinh đại ca, cái kia Thái Dương thật là một đầu thượng cổ hung thú Tam Túc Kim Ô. Nhìn lấy hư không mặt trời, Linh Nhi có chút khiếp sợ nói. Không sai, Nhậm Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhậm Trường Sinh sau lưng, đế sát cùng bá đế bọn người, trong mắt cũng ngưng trọng vô cùng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Nhậm Trường Sinh không giết vào thần giới. Nhậm Trường Sinh, tại đánh tiên giới mặt trời chủ ý. Tiểu tinh, ta nếu là đem cái này Tam Túc Kim Ô mang đi, cái này tiên giới mặt trời, có thể hay không cũng trực tiếp không có. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói. Chủ nhân không cần phải lo lắng, mặt trời này nguyên bản đã sớm tồn tại, chính là thiên địa một cái tinh vẫn thạch biến thành, cái này Tam Túc Kim Ô bị nhốt nơi đây. Cũng là mượn nhờ cái này tinh vẫn thạch tu luyện. Tiểu tinh thanh âm truyền đến. Thì ra là thế, Nhậm Trường Sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên. Đi, đi mặt trời đi lên xem một chút. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, tại tiên giới tất cả mọi người kinh hãi chính là trong thần sắc. Chỉ thấy một tôn ngàn vạn trượng chí tôn cốt, phóng lên tận trời. Nhậm Trường Sinh mang theo Linh Nhi cùng bá đế bọn người, rơi vào chí tôn cốt trên thân. Oanh, tiên giới thương khung, trực tiếp phê, ỡ vụn. Chí tôn cốt, thẳng đến cái kia Thái Dương mà đi, đáng sợ hồng hoang chi lực, tựa hồ muốn cái kia Thái Dương, trực tiếp đụng nát. Đó là chí tôn cốt cùng Trường Sinh thần, hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đi trên Thái Dương đi? Nghe đồn mặt trời chính là tinh vẫn thạch biến thành, liền xem như vô thượng thần quân tại tinh vẫn thạch trước mặt, đều muốn hóa thành cho tàn. Chương 154, Kim Sí huyết mạch bạo tăng, thứ ba thần sủng mở ra, lừa gạt Tam Túc Kim Ô mắc câu hắn đến rồi. Ầm ầm. Tiên giới trên không,
Giờ phút này cái kia đại hỏa cầu hưng phấn lăn lộn, tuy nhiên hắn cách rời đi cái này nhà tù, chỉ có vài chục ngày, nhưng giờ khắc này, hắn một ngày cũng không muốn đợi. Ong ong, theo cái kia đại hỏa cầu sao động, toàn bộ tiên giới, đều khô nóng lên. Ầm ầm, trọn vẹn tăng lên một cái canh giờ, Nhậm Trường Sinh cùng Chí Tôn Cốt, mới xuất hiện tại cái kia đại hỏa cầu trước, khoảng cách gần phía dưới, Nhậm Trường Sinh lần nữa chấn kinh ngạc một chút. Cái kia đại hỏa cầu không biết lớn bao nhiêu, còn chưa tới gần, một cỗ khô nóng, đã truyền đến, ngọn lửa kia nhiệt độ, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Tại hỏa cầu kia trung ương, chính là mấy triệu trượng tam túc kim ô, chỉ thấy xung quanh người hắn, vô số cấm chế dày đặc, những cấm chế này, đem hắn nhốt ở bên trong. Người đã đến, cái kia tam túc kim ô có chút vui sướng âm thanh vang lên. Ta gọi Nhậm Trường Sinh, Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói. Ta gọi tam sát thanh âm, theo đại hỏa cầu bên trong truyền tới. Tiểu tinh, cái này tam túc kim ô nhanh trưởng thành, đây chẳng phải là tu vi có thể so với thần vương rồi. Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh hỏi, chủ nhân nói không sai, cái này tam túc kim ô tu vi hiện tại là thần quân viên mãn, không bao lâu nữa, liền có thể đột phá thần vương chi cảnh. Một khi đột phá thần vương, bằng vào hắn tam túc kim ô huyết mạch, đủ để tại thần vương cảnh vô địch. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, mạnh như vậy, Nhậm Trường Sinh trong mắt, phát sáng lên, ngươi mau thả ta đi ra, mau thả ta đi ra. Giọng non nớt, mang theo vài phần cấp bách, cái này, Nhậm Trường Sinh trong mắt, hơi hơi quay vòng lên, phóng xuất vậy khẳng định không có vấn đề, dù sao có Chí Tôn Cốt tại, cái kia tam túc kim ô bên người cấm chế lại đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao. Còn lại uy thế, cũng không phải rất mạnh mẽ. Bất quá Nhậm Trường Sinh muốn, đây chính là con hàng này đi theo chính mình. Tiểu tinh, thần sủng cái thứ ba vị trí cái gì thời điểm mở ra? Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh hỏi, chủ nhân thần sủng huyết mạch đều đạt tới 30% trở lên, liền có thể mở ra thứ ba thần sủng vị trí, chủ nhân phải chăng tăng lên thần sủng huyết mạch. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, 30% huyết mạch. Nhậm Trường Sinh âm thầm lắc đầu, đế sát huyết mạch cũng không tệ. Đã phần trăm 31,3%, nhưng kim xí, đó mới 10% huyết mạch chi lực. Giá cả bao nhiêu, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh hỏi, 20% phía dưới thần sủng huyết mạch tinh hóa thủy tinh 1.000 hạ phẩm thần tinh một cái có thể tăng lên huyết mạch chi lực 0,1%, 20% đến 50% huyết mạch tinh hóa thủy tinh giá cả tăng lên 100 lần. Chủ nhân là mua hay không? Tiểu tinh thanh âm truyền đến, mua sắm 10% phía dưới tinh hóa thủy tinh 100 viên. Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói, chúc mừng chủ nhân mua sắm thành công, tiêu phí hạ phẩm thần tinh 100 ngàn, chủ nhân mời lựa chọn thần sủng tịnh hóa huyết mạch đối tượng. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, kim xí, Nhậm Trường Sinh trầm giọng nói, đi theo chính mình thời gian dài như vậy, kim xí huyết mạch, cũng là thời điểm tăng lên một chút, 10% đại bằng kim xí huyết mạch, quả thật có chút kém. Sử dụng thành công, chúc mừng chủ nhân thần sủng kim xí huyết mạch tăng lên đạt tới 20%. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh bên cạnh, kim xí chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Một lát, một cỗ hồng hoang lực lượng, tràn vào trong cơ thể của hắn, kim xí lực lượng, bắt đầu nhanh chóng tăng lên, kim xí trên thân, cái kia lông tóc càng là dâng lên sáng chói ánh sáng màu vê. Ăng, huyết mạch chi lực của ta tăng lên, kim xí trong mắt cuồng hỉ, với hắn mà nói, huyết mạch tăng lên, cái kia chính là thiên phú tăng lên, nhìn đến đế sát huyết mạch tăng lên. Trong lòng của hắn gọi là một cái hâm mộ a, trong khoảng thời gian này, hắn cần cù chăm chỉ, rốt cục đạt được huyết mạch chi lực tăng lên tư cách. Tiếp tục mua sắm 20% đến 50% thần sủng huyết mạch tinh hóa thủy tinh 100 viên. Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói, mua sắm thành công, tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh trong túi đeo lưng, cái kia tại tiên giới siêu tập thần tinh, cùng chém giết một đám thần đạo cường giả lấy được thần tinh. Giờ phút này toàn bộ, tiêu hao sạch sẽ. Đối kim xí sử dụng, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói, sử dụng thành công, oanh, Nhậm Trường Sinh bên người, kim xí thân thể trực tiếp hóa thành bản thể, cái kia thân thể ngang dọc, trọn vẹn mấy trăm ngàn trượng. Huyết mạch lần nữa tăng lên, hiện tại kim xí, trên thân cái kia cỗ hung hãn chi khí cùng đế sát cũng không kém bao nhiêu, đế sát thấy cảnh này, đỏ ngầu cả mắt. Về sau, hắn lão đại vị trí, muốn đổi chủ. Chít 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 chít, kim xí hưng phấn vô cùng, một phút sau. Con hàng này mới yên tĩnh trở lại, thời khắc này kim xí, tuy nhiên tu vi không có tăng lên. Nhưng vượt cấp mà chiến, tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Đa tạ chủ nhân, kim xí tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, phủ phục xuống tới. Đứng lên đi, Nhậm Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, một lát, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, rơi vào đế sát trên thân, nhìn lấy đế sát cái kia chán nản dáng vẻ.
Nhậm Trường Sinh nhịn không được cười lên một tiếng. Các loại đang lâm thần giới, vậy ta liền cho các ngươi lần nữa mở ra lịch luyện nhiệm vụ, lần này các ngươi có thể chiếm lấy bao nhiêu huyết mạch tịnh hóa thần tinh, vậy nhưng nhìn chính các ngươi. Nhậm Trường Sinh cười híp mắt nói, lịch luyện nhiệm vụ, Kim Sĩ cùng Đế Sát, thần sắc hơi đổi, nhưng một lát, Đế Sát lại cắn răng nhẹ gật đầu, lịch luyện nhiệm vụ lại như thế nào? Hắn lão đại này vị trí, nhất định muốn ngồi vững vàng. Chúc mừng chủ nhân thần sủng huyết mạch đồng thời đạt tới 30%, mở ra thứ ba thần sủng vị trí, chủ nhân có thể lựa chọn thích hợp thần sủng, trực tiếp thu nhập. Tiểu tinh âm thanh vang lên, mặt bảng phía trên, cái kia thần sủng vị trí, nhiều một cái. Ngươi thả ta đi ra, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đại hỏa cầu bên trong, truyền đến tam sát thanh âm lo lắng. Tuy nhiên hắn đã nhanh muốn thành niên, nhưng trên thực tế, hắn bị vây ở chỗ này vô số năm. Tâm trí của hắn, cũng không cao. Thật, Nhậm Trường Sinh trong mắt sáng lên. Đó là đương nhiên, cái kia giọng non nớt, mang theo một vệt ngạo nghễ đường. Ta muốn ngươi thần phục ta, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta chẳng những có thể lấy thả ngươi đi ra, mà lại có thể dẫn ngươi đi bất kỳ địa phương. Nhậm Trường Sinh mặt mũi tràn đầy dụ hoặc đường. Thần phục, cái kia tam sát, hơi hơi trầm mặc lại, hắn tuy nhiên tâm trí không cao, nhưng tam túc kim ô ngạo khí, lại làm cho hắn không cho phép làm như vậy. Không thần phục quên đi, Nhậm Trường Sinh nhỏ nhỏ thở dài một cái. Ngươi chờ một chút, nghe được Nhậm Trường Sinh lời này, tam sát có chút gấp, nhiều năm như vậy, hắn từ khi bị khốn trụ, Nhậm Trường Sinh là hắn tiếp xúc qua cái thứ nhất sinh linh. Trong lòng của hắn, đối Nhậm Trường Sinh có một cỗ thân thiết. Chỉ cần ngươi thần phục ta, ta còn có thể cho ngươi tăng lên huyết mạch chi lực, ngươi tam túc kim ô huyết mạch mặc dù không sai đã đạt đến 100%, nhưng ngươi chẳng lẽ không muốn siêu việt các ngươi lão tổ. Nhậm Trường Sinh lần nữa dụ hoặc đường, huyết mạch siêu việt, tam túc kim ô thân thể chấn động, hắn nhớ tới, trong đầu hắn lão tổ lưu lại một đoạn tổ huấn, vượt qua huyết mạch, mới có thể vượt qua giam cầm. Ta đáp ứng ngươi, tam túc kim ô, trực tiếp đáp ứng xuống, muốn là có thể vượt qua huyết mạch, cái kia thần phục Nhậm Trường Sinh thì sao? Coi như mấy vị lão tổ, cũng sẽ không trừng phạt hắn. Chương 155, tam tổ đánh tới, tiến nhập thần giới, sáu tôn thần vương vây giết. Đơn, thuần tiểu hỏa tử, Nhậm Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, chính mình nói chỉ là một câu siêu việt huyết mạch, cái này tam túc kim ô liền cắn câu, tam túc kim ô, cái kia đã là hồng hoang đỉnh phong hung thú. Muốn siêu việt, khó khăn như thế nào? Câu nói này, sợ là coi như thần đế nói ra, đoán chừng cũng không có người tin tưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu gia hỏa này trực tiếp thì tin tưởng Nhậm Trường Sinh. Đương nhiên, kỳ thật cái này cùng tam sát đối Nhậm Trường Sinh cảm giác thân thiết. Cũng thoát ly không được liên quan, tại tam sát trong lòng, Nhậm Trường Sinh, sẽ không lừa gạt mình. Tiểu tinh, thu làm thần sủng, Nhậm Trường Sinh hướng tiểu tinh nói, chúc mừng chủ nhân thu phục thần sủng tam sát, huyết mạch, tam túc kim ô, huyết mạch trình độ, 100%, trước mắt tu vi, thần quân viên mãn. Tiểu tinh thanh âm, liên tiếp vang lên, tam túc kim ô số liệu, cũng toàn bộ xuất hiện tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, mạnh, rất mạnh, 100% huyết mạch chi lực, đây tuyệt đối khủng bố. Chủ nhân, đại hỏa cầu bên trong, truyền đến tam sát thanh âm. Chí tôn cốt, cho ta phá tan cấm chế này, để tam sát đi ra. Nhậm Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Giống giống, theo Nhậm Trường Sinh lời này, chí tôn cốt giận giống lên, sau một khắc, chỉ thấy hắn trực tiếp thì đối với cái kia đại hỏa cầu, va chạm mà đi. Oanh, toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều chấn động lên. Tại vô số tiên nhân kinh hãi chính là trong thần sắc, chỉ thấy trên bầu trời mặt trời. Giờ phút này tia lửa bắn ra bốn phía, tựa hồ, muốn vỡ vụn đồng dạng. Phanh phanh phanh, chí tôn cốt đánh tới, vô số sao hỏa, theo thái thượng phía trên rớt xuống, những thứ này sao hỏa mang theo đáng sợ hỏa diễm, hướng tiên giới rơi xuống. Toàn bộ tiên giới, chỉ thấy hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, vô số tiên nhân, vội vàng tránh né lên. Trường sinh thần thật đang lâm thái dương, hắn chẳng lẽ muốn đem mặt trời đụng nát hay sao? Nhanh trốn đi! Cái kia rơi xuống thế nhưng là tinh vẫn thạch toái phiến, liền xem như cổ tiên bị nện đến, vậy cũng muốn hóa thành cho tàn. Vô số tiên nhân, trong lòng kinh hãi chính là vô cùng. Mặt trời trước, phanh phanh phanh, chí tôn cốt, lần lượt hướng cái kia đại hỏa cầu đánh tới, cái kia cấm chế phía trên, dâng lên hào quang sáng chói đến, nhưng một lát. Từng đạo vết rách, bắt đầu xuất hiện, ta muốn đi ra, ta muốn đi ra, tam túc kim ô, hưng phấn không thôi. Cùng lúc đó. Nào đó một cái cổ lão tinh thần phía trên, chỉ thấy một cái hơn một triệu trượng ánh mắt, đột nhiên mở ra, lập tức một giọng giàn mua, tại hư không vang lên.
Người nào động bản tổ cấm chế? Ầm ầm, đấu chuyển tinh di, cái kia cổ lão tinh thần, ngang dọc mấy trăm triệu vạn trượng, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện cái kia tinh thần, giống một con chim lớn. Cái kia tinh thần, là một tôn cổ lão tam túc kim ô. Oanh, oanh, Nhậm Trường Sinh để chí tôn cốt lần lượt va chạm, rốt cục, cái kia vô số cấm chế, trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc, một cái mấy triệu trượng tam túc kim ô. Theo trong cấm chế đi ra, chít 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 chít, hồng hoang khí tức, cuồn cuộn mà ra, trên người hắn, bốc cháy lên đáng sợ thần hỏa, cái kia thần hỏa tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Chủ nhân, tam túc kim ô đầu, hướng Nhậm Trường Sinh rơi xuống. Phanh, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh thân thể, bị đụng bay ra ngoài, cái kia tam túc kim ô, một mặt ngây người nhìn lấy bay ra ngoài Nhậm Trường Sinh. Hắn chỉ là muốn cùng Nhậm Trường Sinh thân đâu, một chút, nhưng ai biết, Nhậm Trường Sinh thể phách như thế yếu, trực tiếp bị chạm thử, thì đụng bay ra ngoài. Đậu phộng, cường A, Nhậm Trường Sinh xoa xoa đụng có chút đau đau ở ngực, Nhậm Trường Sinh trong mắt, hưng phấn không thôi, không hổ là tam túc kim ô, châu bỏ A. Chủ nhân, nguy cơ buông xuống, nhưng vào thời khắc này, tiểu tinh thanh âm truyền đến. Nguy cơ, Nhậm Trường Sinh hơi sững sờ, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, Nhậm Trường Sinh hồng hoang thiên đồng, trực tiếp mở ra. Ong ong, tiên giới trên không, cái kia vô số hư không loạn lưu tán đi, nhậu. M Trường Sinh hai con mắt, bắn thẳng đến cái kia vô tận thế giới chỗ sâu. Ầm ầm, một đạo cổ lão chấn động truyền đến, Nhậm Trường Sinh hướng cái kia chỗ sâu nhìn qua, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trong mắt đều là hoảng sợ, chỉ thấy một cái không biết bao lớn tinh thần. Chính cuồn cuộn mà đến, đó là tam túc kim ô, Nhậm Trường Sinh bờ môi run một cái, mẹ nó, đó cũng là một cái tam túc kim ô, cái kia cả viên tinh thần, cũng là một cái tam túc kim ô a. Cái kia tinh thần bên trên truyền đến hồng hoang chi khí 10 phần đáng sợ. Cái kia tinh thần không biết cách mình bao xa, nhưng Nhậm Trường Sinh lại cảm thấy, sức mạnh mang tính hủy diệt, khóa chặt chính mình. Đó là tam tổ đến rồi. Tam sát cũng trong nháy mắt kinh hãi hoảng hốt, người tam tổ là ai? Nhậm Trường Sinh liền vội vàng hỏi, ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn gọi tam tổ, là hắn đem ta vây ở chỗ này, chỉ có ta sau khi thành niên, mới có thể ra đi, tam tổ đến. Khẳng định sẽ trừng phạt ta. Tam sát một mặt uể oải nói. Hắn vừa mới đi ra, hắn không muốn tiếp tục bị khốn trụ a. Tam túc kim ô tam tổ, là thần hoàng, vẫn là thần đế, cũng hoặc là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhậm Trường Sinh trong lòng, cực kỳ chấn động. Tam sát, người trước quay về thần sủng không gian, đế sát, kim xí, bá đế các ngươi cũng đi về trước, chí tôn cốt, trực tiếp cho ta xông nhập thần giới. Nhậm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Chạy trốn a. Nhậm Trường Sinh dám khẳng định, các loại cái kia cái gọi là tam tổ buông xuống, tuyệt đối sẽ đem mình ra đều lột, dù sao cái này tam tổ, cũng không phải tam sát dạng này tâm trí. Biết mình thành tam sát chủ nhân, tuyệt đối tức giận. Đúng đúng, tam sát cùng kim xí bọn người, nhanh chóng tiến nhập thần sủng không gian, Nhậm Trường Sinh mang theo Linh Nhi cùng chí tôn cốt, thẳng đến thần giới thông đạo. Ầm ầm, cái kia ngôi sao to lớn, điên cuồng di động tới. Trong chớp mắt, đã hướng tiên giới đi tới gấp bội. Ngôi sao lớn những nơi đi qua, bất kỳ vật gì toàn bộ vỡ vụn, cho dù là tinh thần, cũng trực tiếp nổ tung, trên trời cao, một mảnh hỗn loạn. Thần giới thông đạo ra, mở, ầm ầm, chí tôn cốt, điên cuồng đánh ra từng đạo ấn quyết, một lát, cái kia thần giới thông đạo mở ra, Nhậm Trường Sinh mang theo chí tôn cốt, thẳng đến thần giới thông đạo. Tiểu tử, ngươi là ai? Phanh phanh phanh, một giọng già nua truyền đến, Nhậm Trường Sinh quanh người, cái kia thần giới thông đạo trực tiếp nổ tung. Cái kia đáng sợ tam tổ chân thân tương lai. Bất quá là một thanh âm, thì khủng bố như vậy. Ta là gia gia ngươi. Nát, Nhậm Trường Sinh để chí tôn cốt, đem thần giới thông đạo trực tiếp đánh nát. Một lát, Nhậm Trường Sinh mang theo Linh Nhi cùng chí tôn cốt, hướng đã xuất thần giới thông đạo. Muốn chết, oanh, toàn bộ tiên giới, giờ phút này đều run rẩy lên, tiên giới trên không, một cái tinh thần ước vạn trượng, già thiên tế nhật, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện đây không phải là ngôi sao gì. Mà chính là, một con chim lớn, xung quanh người hắn, tinh thần vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, liền nói, đều hoàn toàn bị ma diệt, tựa hồ hắn cũng là thương khung bất diệt tồn tại, 10 phần đáng sợ. Thần giới bên trong, ong ong, theo thần giới thông đạo vỡ vụn, Nhậm Trường Sinh rõ ràng cảm giác được, vị kia tam tổ khí tức, trực tiếp biến mất. Hô hô hô, Nhậm Trường Sinh thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, kém một chút thì chơi xong, may mắn chính mình đi nhanh a. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh tựa hồ phát hiện cái gì, Nhậm Trường Sinh hướng phía trước nhìn qua,
chỉ thấy mấy chục đạo bóng người, ngạo lập thương khung. Cầm đầu 6 người, trên thân uy áp cuồn cuộn mà ra. 6 tôn thần vương, Nhậm Trường Sinh có chút dừng lại, cái này thần giới trước thông đạo, dòng dã 6 tôn thần vương, đang đợi mình, theo thần giới thông đạo đi ra. Chương 156, cổ lão tiên đoán, thần giới hiện phong mang hắn ra đến rồi. Theo Nhậm Trường Sinh xuất hiện, một đám người hai con mắt, trong nháy mắt rơi vào Nhậm Trường Sinh trên thân, trước mắt Nhậm Trường Sinh, khí tức trên thân, ẻn vẹn thượng vị thần chi cảnh. Thế nhưng là hắn, một tôn lão giả lông mày nhíu lại, người này chính là hỏa thần điện tử Diễm Thần Vương, người này trước người, đứng đấy chính là hỏa linh đạo nhân. Là hắn, hỏa linh đạo nhân nuốt một ngụm nước bọt, Nhậm Trường Sinh đi ra, tại trong tiên giới, Nhậm Trường Sinh cho hắn rung động, thật sự là quá lớn. Thần Vương đại nhân, người này cũng là Nhậm Trường Sinh, dưới người hắn cái kia đáng sợ Hoàng Kim Sương, cũng là chí tôn cốt. Âu Dương Huy hướng trước người nam tử, cung kính nói. Nam tử chính là, Chiến Thần Điện Chiến Thần Vương. A, hai tôn thần vương, trong mắt từng tia quang mang lóe ra. Các vị, đây là nghênh đón vốn thần hàng lâm. Nhậm Trường Sinh cười khẽ âm thanh vang lên, Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia chí tôn cốt ngẩng đầu lên, đáng sợ hồng hoang chi lực, cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm, thần giới hư không, khẽ run. Đây là chí tôn cốt, thật là chí tôn cốt, long vực chí tôn cốt, quả nhiên ở trên người hắn. Nghe đồn người nào có thể thu hoạch được chí tôn cốt, cái kia liền có thể trưởng khống long vực. Chí tôn cốt, là ta Thiên Đạo Tông. Từng đôi nóng rực hai con mắt, rơi vào Nhậm Trường Sinh trên thân, mười mấy người, tu vi kém nhất, vậy cũng là thượng vị thần, đáng sợ uy áp, hướng Nhậm Trường Sinh cuồn cuộn mà đến. Trường Sinh đại ca, Linh Nhi trong mắt, có chút bận tâm. Đế sát, quát lạnh một tiếng, Nhậm Trường Sinh đem đế sát cùng kim xí bọn người, đều kêu gọi ra. Chủ nhân, mấy người chiến tại Nhậm Trường Sinh sau lưng, trong mắt chiến ý vô biên, nhất là kim xí cùng đế sát, hận không thể đi lên chém giết một phen. Bảo hộ Linh Nhi, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đúng đúng, kim xí bọn người, vội vàng đáp ứng xuống. Các hạ còn dám nhập thần giới. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy một tôn thiên thần, đứng dậy, người này tay nâng kim tháp, đó chính là kim tháp thiên thần. Là ngươi, Nhậm Trường Sinh quét nam tử liếc một chút. Nhậm Trường Sinh, người phòng ấn thần giới thông đạo, tội không thể tha, ta Thiên Phạt Điện hôm nay liền cầm xuống ngươi, về thần điện hỏi tội. Kim tháp thiên thần nhìn lấy Nhậm Trường Sinh nghiêm nghị nói. Người này sau lưng, một vị thần vương hai con mắt nóng rực nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, chí tôn cốt a, thứ này nếu là trưởng khống tại bọn họ Thiên Phạt Điện, cái kia Thiên Phạt Điện thực lực, sợ là muốn bạo tăng vô số lần. A, Nhậm Trường Sinh khóe miệng vung lên một vệt đùa cợt, không dối gạt các vị, dưới người của ta thứ này. Cũng là long vực chí tôn cốt, các vị nếu là muốn, cái kia cứ việc xuất thủ chính là. Nhậm Trường Sinh nhìn lấy một đám người, thần sắc ngạo nghễ đường. Cuồng vọng, nghe được Nhậm Trường Sinh lời này, một đám người trong mắt, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt, thần giới trước thông đạo, đây chính là dòng dã bảy tôn thần vương. Nhậm Trường Sinh một thượng vị thần, cũng dám phách lối, Nhậm Trường Sinh, mau giao ra chí tôn cốt, cái này chí tôn cốt không phải ngươi có tư cách có, ngươi nếu là giao ra chí tôn cốt. Ta Thiên Đạo Tông có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Thiên Khải lỗ mũi trâu, ngươi Thiên Đạo Tông tính là gì, ta Ma Thần Điện chẳng lẽ còn sợ long vực hay sao? Hư không bên trong nháy mắt tranh luận lên, bảy tôn thần vương, ngoại trừ Hỏa Thần Điện cùng Chiến Thần Điện hai tôn thần vương, còn lại năm tôn thần vương, trên thân uy thế vô biên. Ngược lại là Nhậm Trường Sinh, trực tiếp bị xem nhẹ. Ngươi nhìn không sai, người này thật có tổ long huyết mạch. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh tổ long huyết mạch. Vào thời khắc này, Âu Dương Huy trước người, Chiến Thần Vương thanh âm trầm thấp nói. Thần Vương đại nhân, đây nhất định không sai, ta tận mắt thấy long vực chân thần Ngao Bộ Thiên, trực tiếp bị người này lấy tổ long huyết mạch thần thông tước đoạt huyết mạch, mà lại. Mà lại cái gì, Chiến Thần Vương âm thanh lạnh lùng nói. Mà lại người này còn thi triển ra long vực đáng sợ nhất cấm thuật tinh vẫn, ta tận mắt thấy một cái tinh thần, theo thương khung vẫn lạc mà xuống, cái kia tinh thần trực tiếp đậu. P chết Ngao Bộ Thiên. Âu Dương Huy âm thanh run rẩy đường, người này nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, cái kia trong mắt mang theo một vệt hoảng sợ, hắn vĩnh viễn quên không được, Nhậm Trường Sinh ở ngay trước mặt hắn, chém giết 9 vị thần long tràng cảnh. Cấm thuật tinh vẫn, Chiến Thần Vương thần sắc, ngưng trọng xuống tới. Chiến Thần Vương, người cũng đoán được, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, Tử Diễm Thần Vương bóng người, xuất hiện ở Chiến Thần Vương bên cạnh, nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, người này trong mắt, hơi hơi lóe ra. Ngươi nói là 9 cái kỷ nguyên trước chí tôn tiên đoán. Chiến Thần Vương trầm giọng nói. Không sai,
Tử Diễm Thần Vương nhẹ gật đầu. Chín cái kỷ nguyên trước, Chí Tôn hạ xuống tiên đoán, chín cái kỷ nguyên về sau, ta nhân tộc sắp giáng lâm khí vận chi tử, mang ta nhân tộc lại vào hồng hoang giới. Tử Diễm Thần Vương âm thanh run rẩy đường. Khí vận chi tử, Chiến Thần Vương thân thể khẽ run lên, lấy nhân tộc thân thể, nắm giữ hoàn chỉnh tổ long huyết mạch, hơn nữa còn có thể luyện hóa Chí Tôn cốt để bản thân sử dụng, người này sợ là so với ta nhân tộc thần vương thể, còn đáng sợ hơn, hắn không phải cái kia tiên đoán khí vận chi tử, người nào có tư cách? Tử Diễm Thần Vương, lần nữa mở miệng nói, vậy ta ngươi, Chiến Thần Vương trong mắt, quang mang tăng vọt, ngươi ta thần điện, tại cái này thần giới liền thế lực nhỏ cũng không tính, nhưng nếu là đi theo người này, vậy tương lai trong nhân tộc, tuyệt đối có ngươi ta một chỗ cắm rùi. Tử Diễm Thần Vương trong mắt, mang theo nóng rực, các vị, có thể chớ ồn ào sao? Nhìn lấy hư không cãi lộn lấy một đám thần vương, Nhậm Trường Sinh nhịn không được thở dài một cái, đám người này, giống như có lẽ đã cho là hắn Nhậm Trường Sinh, không thể nào phản kháng. Chủ nhân, để cho ta xuất thủ giáo huấn một chút bọn họ. Đế Sát mặt mũi tràn đầy hung hãn đường, đừng nóng vội, Nhậm Trường Sinh hướng Đế Sát, hơi hơi phất tay. Nhậm Trường Sinh, giao ra Chí Tôn cốt, Thiên Phạt Điện Kim Tháp Thiên Thần thần sắc lạnh lẽo đường. Người này trong mắt, từng tia ý lạnh lóe ra. Lúc trước hắn tự mình tiến đến tiên giới, lại bị Nhậm Trường Sinh điều động Chí Tôn cốt đưa đi ra, cái này với hắn mà nói, cái kia chính là sỉ nhục. Nếu là ta, không cho đâu. Nhậm Trường Sinh thanh âm đạm mạc vang lên, một tôn thiên thần, cũng muốn Chí Tôn cốt. Thật sự là buồn cười, đừng nói thiên thần, thần vương Nhậm Trường Sinh đều không có để ở trong mắt. Vậy liền chết, oanh, Kim Tháp Thiên Thần trong mắt sát ý tăng vọt, người này vung tay lên, cái kia kim tháp phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng thần tháp. Kim tháp phía trên, cuồn cuộn thần uy chấn áp xuống. Ngũ phẩm thần khí, cái này kim tháp, là ngũ phẩm thần khí, kim tháp thiên thần tự tin, kim tháp rơi xuống, cái kia Nhậm Trường Sinh tuyệt đối sẽ bị chấn áp, không có phản kháng chút nào chi lực. Quá yếu, nhìn lấy cái kia kim tháp rơi xuống, Nhậm Trường Sinh nhỏ nhỏ thở dài một cái. Ngũ phẩm thần khí, quá yếu đuối, người này thật cuồng, kim tháp thiên thần kim tháp thế nhưng là ngũ phẩm thần khí, đủ để chấn áp đồng dạng thiên thần. Hắn tu vi mới thượng vị thần, cũng dám không nhìn. Cái gì cuồng, ta nhìn hắn là sợ choáng váng. Một đám người đùa cợt nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, mấy cái tôn thần vương, giờ phút này càng là lóe ra ánh mắt, các loại Nhậm Trường Sinh vừa chết, cái kia liền trực tiếp cướp đoạt Chí Tôn cốt. Chương 157, Thiên Đồng Hiển Uy, chấn bảy tôn thần vương cái này Chí Tôn cốt, đây chính là Long vực chí bảo, nếu là giờ phút này không cướp đoạt, loại kia Long vực người buông xuống, sợ là lại không phần của bọn hắn. Muốn hay không ra tay, Tử Diễm Thần Vương, trong mắt chợt lóe sáng, cái kia kim tháp, uy thế vô biên, mà lại xuất thủ, vẫn là kim tháp thiên thần, Nhậm Trường Sinh một thượng vị thần, cái kia không có khả năng ngăn trở. Đừng nóng vội, Chiến Thần Vương hơi hơi phất tay, người này nếu là tiên đoán khí vận chi tử, cái kia một tôn thiên thần, đương nhiên khó không được hắn, đừng quên, trên người hắn tổ long huyết mạch. Hát, Chiến Thần Vương trầm giọng nói, tổ long huyết mạch, Tử Diễm Thần Vương thân thể chấn động. Một lát, người này nhìn lấy kim tháp thiên thần thần sắc, biến đến có chút đùa cợt. Phanh, ngay tại tất cả mọi người, coi là Nhậm Trường Sinh muốn bị cái kia kim tháp chấn áp lúc, chỉ thấy Nhậm Trường Sinh, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Lập tức hướng hư không một chút, ong ong, kim tháp uy nghiêm, nhanh chóng tán đi, Nhậm Trường Sinh nhất chỉ, nhẹ nhàng chặn cả tòa kim tháp, đứng tại Chí Tôn cốt phía trên, Nhậm Trường Sinh trên mặt bình thản không gợn sóng. Cái này sao có thể? Kim tháp thiên thần khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cái kia kim tháp, chính là thần vương luyện chế, cũng là hắn bình thường kiêu ngạo, nhưng hôm nay, lại bị một tôn thượng vị thần. Nhất chỉ chặn, chuyện gì xảy ra, cái này kim tháp làm sao bị nhất chỉ chặn, thua thiệt kim tháp thiên thần còn nói cái này kim tháp là ngũ phẩm thần khí, có bao nhiêu trâu bò, cái này sẽ không đều là thổi như bức. Kim tháp thiên thần, người khí lực đêm qua dùng tại trên bụng nữ nhân đi. Một đám người, trêu chọc nhìn lấy kim tháp thiên thần. Mà giờ khắc này kim tháp thiên thần, cũng hít sâu một hơi, chẳng lẽ đêm qua. Thật thái hư rồi, trở về, quát lạnh một tiếng, kim tháp thiên thần đánh ra một cái ấn quyết, muốn đem chính mình kim tháp, trực tiếp gọi trở về. Muốn đi, keng, nhưng vào thời khắc này, Nhậm Trường Sinh lần nữa duỗi ra một ngón tay, hai ngón tay, đem kim tháp kẹp lấy, cái kia kim tháp, rốt cuộc khó động mảy may. Hừ, kim tháp thiên thần thể nội khí huyết mãnh liệt, một khắc này. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, chấn áp tại chính mình kim tháp phía trên. Trong cơ thể của hắn, thiên thần chi lực cuồn cuộn mà ra, thế nhưng kim tháp, lại không có biến hóa chút nào. Chuyện gì xảy ra,
Kim tháp thiên thần sau lưng, tôn này thiên phạt điện thần vương, trong mắt cũng từng tia quang mang lấp lóe lên, hắn cảm giác được kim tháp thiên thần không giống bình thường. Ta kim tháp, thu không trở về. Kim tháp thiên thần vội vàng nói, thu không trở về, người này trong mắt, quang mang tăng vọt, ngươi muốn, còn cho ngươi, nhưng vào thời khắc này, một đạo hí ngược thanh âm đột nhiên truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy Nhậm Trường Sinh thể nội, tổ long chi huyết, hét giận dữ. Oanh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, theo Nhậm Trường Sinh quyền đầu, bộc phát ra. Phanh, cái kia kim tháp, lấy một loại vô cùng tốc độ đáng sợ, bay thẳng đến kim tháp thiên thần, va chạm mà đi. Không tốt, kim tháp thiên thần thần sắc kinh biến, cái kia kim tháp bay tới, giờ phút này mang theo một cỗ tuyệt luân vô bị lực lượng. Cỗ lực lượng kia, để hắn chỉ cảm giác mình đứng trước mặt không phải một tôn thượng vị thần, mà chính là một tôn đáng sợ thần vương. Phanh, trầm muộn âm thanh vang lên, kim tháp thiên thần thân thể, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tôn này kim tháp, mang theo kim tháp thiên thần bay lên vạn trượng, mới dừng lại. Phốc, dừng lại kim tháp thiên thần. Trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Ong ong, một đám người, trong nháy mắt đều yên tĩnh lại, chí tôn cốt phía trên, Nhậm Trường Sinh sờ lên quyền đầu, Nhậm Trường Sinh trong lòng, cũng cực kỳ chấn động. Đây chính là thiên thần, một quyền của mình, kém chút đụng chết một tôn thiên thần cường giả. Cái này sao có thể? Kim tháp thiên thần đây chính là thiên thần cường giả, tiểu tử này nhất quyền xuất thủ, trực tiếp bị thương nặng kim tháp thiên thần. Hắn không phải thượng vị thần sao? Một đám thần, sôi trào lên. Hư không bảy tôn thần vương, hai con mắt cũng hơi hơi nheo lại, Nhậm Trường Sinh, tựa hồ không có bọn họ trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Quả nhiên là tổ long huyết mạch, chỉ có tổ long huyết mạch, mới có thể để cho hắn thể phách tại thượng vị thần chi cảnh, liền không sợ bất kỳ thần khí. Tử diễm thần vương âm thanh run rẩy đường. Không sai, đây nhất định là tổ long huyết mạch, chiến thần vương cũng đầy mặt nóng rực, tổ long huyết mạch, đây là thực sự, trước mắt Nhậm Trường S. Tinh, tuyệt đối là khí vận chi tử. Hắn khẳng định là cái kia tiên đoán người. Ngươi đến cùng là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thiên phạt điện thần vương tiến lên, hai con mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Nhậm Trường Sinh, vừa mới Nhậm Trường Sinh thương tổn người, đây chính là hắn thiên phạt điện người. Ta, Nhậm Trường Sinh, Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt, tại hư không vang lên. Sau một khắc, Nhậm Trường Sinh vung tay lên, Nhậm Trường Sinh dưới thân, cái kia chí tôn cốt lăn lộn, ngàn vạn trượng chí tôn cốt, uy thế cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ, để một đám thần, liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh uy thế, hắn có thể trưởng khống cái này chí tôn cốt. Chí tôn cốt chính là long vực chí bảo, hắn làm sao có thể luyện hóa. Chúng người thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, bảy tôn thần vương, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là chí tôn cốt A. Cho dù là bọn họ, cũng chỉ có thể mang về tông môn để đám kia lão tổ luyện hóa, cho tông môn của mình, tăng thêm một phần nội tình cùng áp trục thủ đoạn. Nhậm Trường Sinh một thượng vị thần, làm sao có thể luyện hóa? Đã các ngươi là muốn chí tôn cốt, vậy đến A. Chí tôn cốt phía trên, Nhậm Trường Sinh ngạo nghễ mà đứng, nhìn lấy một đám thần vương, Nhậm Trường Sinh ngoắc ngón tay, Nhậm Trường Sinh trong mắt, mang theo khinh thường. Đến A, một đám thần vương thần sắc, hơi hơi cứng đờ. Nhưng giờ phút này lại không có người nào, dám lên trước một bước, Nhậm Trường Sinh có thể trưởng khống chí tôn cốt, ai cũng không biết. Hiện tại Nhậm Trường Sinh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thần vương đại nhân, báo thù cho ta. Thanh âm tức giận truyền đến, chỉ thấy kim tháp thiên thần, mang theo kim tháp rốt cục trở về. Người này nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trong mắt hận ý vô biên. Hắn kim tháp phía trên, giờ phút này có thể nhìn đến một cái quyền ấn xuất hiện. Một quyền kia, không chỉ có riêng là làm hắn bị thương nặng, hơn nữa còn kém chút làm vỡ nát hắn kim tháp. Im miệng, thiên phạt điện thần vương, quát lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn. Hơi hơi lóe ra, ngươi còn muốn giết ta? Nhậm Trường Sinh hai con mắt rơi vào kim tháp thiên thần trên thân, Nhậm Trường Sinh trong mắt một vệt lạnh lẽo sát ý hướng người này bao phủ xuống. Ta, kim tháp thiên thần, thân thể run lên, chết! Băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, Nhậm Trường Sinh hai con mắt có thể nhìn đến từng đạo màu tím lực lượng dâng lên, những thứ này màu tím lực lượng nổ bắn ra mà ra. Đây là cái gì? A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia tử mang. Trực tiếp xuyên qua kim tháp thiên thần thân thể, kim tháp thiên thần trên thân, khí tức từ từ tiêu tán. Thiên thần, trực tiếp vẫn lạc, ong ong, một đám người, thần sắc lần nữa đại biến, nhất là bảy tôn thần vương, trong mắt nổ bắn ra vạn trượng quang mang đến, hồng hoang thiên đồng, đó là trong truyền thuyết hồng hoang thiên đồng A. Chương 158, giết thiên thần, tấn chân thần, vạch mặt,
Long Vực đánh tới chúc mừng chủ người chém giết một tôn thiên thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 10.000 triệu, kinh nghiệm phản hồi 10.000 vạn triệu, chủ nhân tu vi tăng lên tới chân thần chi cảnh. Tiểu tinh thanh âm truyền đến, Nhậm Trường Sinh trên thân, nguyên bản thượng vị thần tu vi, giờ phút này trực tiếp tấn cấp đến chân thần chi cảnh. Ầm ầm, mênh mông uy áp, theo Nhậm Trường Sinh trên thân lan tràn ra. Hắn che giấu tu vi, hắn là chân thần, quả nhiên là chân thần. Một đám thần nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trong mắt mang theo kinh nghi, mà bảy tôn thần vương, trong lòng càng là dâng lên kinh thiên sóng biển. Hồng Hoang Thiên Đồng A, đây chính là thần giới xếp hàng thứ nhất thiên đồng, nghe đồn ngày này đồng tử tu luyện tới đỉnh phong, liếc một chút có thể đoạn ức vạn sơn hà, liền thần đế cường giả, đều có thể trực tiếp mạt sát. Trước mắt Nhậm Trường Sinh, lại có Hồng Hoang Thiên Đồng. Lại đến A, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh trong mắt, một vệt nóng rực dâng lên, tại Nhậm Trường Sinh trong mắt, trước mắt một nhóm người này, cái kia chính là liên tiếp. Kinh nghiệm, Trường Sinh tiểu hữu, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ha ha ha, một đạo tiếng cười to truyền đến, Thiên Đạo Tông Thiên Khải Thần Vương đứng ra, một mặt cười híp mắt nhìn lấy Nhậm Trường Sinh. Như thế, nếu là kẻ không quen biết, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Hiểu lầm, Nhậm Trường Sinh khóe miệng, hơi hơi dương lên. Một đám người bọn ngươi tại cái này thần giới trước thông đạo chờ thời gian, sợ là không ngắn a. Đừng nói cho ta, các ngươi các loại ta chính là vì nói một câu hiểu lầm. Nhậm Trường Sinh thản nhiên nói, cái này, Thiên Khải Thần Vương trên mặt có chút xấu hổ, bọn họ bắt đầu lấy được tin tức, là Nhậm Trường Sinh có chí tôn cốt, mục đích của bọn hắn, tự nhiên cũng là chiếm lấy Nhậm Trường Sinh chí tôn cốt. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn thay đổi, nếu là có thể nhận lấy Nhậm Trường Sinh vì tông môn đệ tử, vậy chẳng những Nhậm Trường Sinh cái này thiên kiêu rơi vào bọn họ trong tông môn, chí tôn cốt, không như cũ là bọn họ. Không dối gạt Trường Sinh tiểu hữu, ta Thiên Đạo Tông đến đây, là vì thu đồ đệ, không biết Trường Sinh tiểu hữu, có thể muốn gia nhập ta Thiên Đạo Tông. Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Thiên Khải Thần Vương khẽ cười nói. Thiên Đạo Tông, thần giới 10 đại thế lực một trong, dù là Long Vực, cũng không dám coi thường, hắn tin tưởng, Nhậm Trường Sinh khẳng định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Tốt một cái lỗ mũi trâu, thật sự là không biết xấu hổ. Không sai, một đám thần vương, trong nháy mắt thầm mắng một câu. Tại phát hiện Nhậm Trường Sinh Hồng Hoang Thiên Đồng về sau, bọn họ cũng muốn đem Nhậm Trường Sinh thu nhập trong môn. Nhưng người nào biết rõ, Thiên Đạo Tông động thủ nhanh như vậy. A, Nhậm Trường Sinh quét một đám người liếc một chút, thu đồ đệ. Chê cười, đám người này đến, cũng là đến đoạt chí tôn cốt, đương nhiên, coi như thật sự là thu đồ đệ, hắn Nhậm Trường Sinh cũng không hứng thú. Không dối gạt các vị, Nhậm Trường Sinh mới tới thần giới, xác thực muốn tìm cái thế lực thêm vào, các vị phía sau cửa thế lực cũng đều là thần giới đỉnh phong thế lực. Nhìn lấy một đám người, Nhậm Trường Sinh thở dài nói. Đó là tự nhiên, ta Thiên Đạo Tông tại thần giới danh xưng thứ hai, tuyệt đối không người dám danh xưng đệ nhất, ngươi nếu là tiến vào ta Thiên Đạo Tông, ta nguyện ý thỉnh cầu thần hoàng đại nhân, thu ngươi làm đồ. Thiên Khải Thần Vương mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đường, thần hoàng thu đồ đệ, thật hay giả, cái này Nhậm Trường Sinh, thật sự là vận khí tốt. Một đám người trong mắt, trong nháy mắt nướng nóng lên. Thần hoàng thu đồ đệ A, Nhậm Trường Sinh chỉ cần đi vào Thiên Đạo Tông, cái kia địa vị thì bạo tăng. Cho dù là thần vương, cũng không dám đối Nhậm Trường Sinh vô lễ. Thần hoàng, Nhậm Trường Sinh nhếch nhếch miệng, các hạ điều kiện quả thật không tệ, bất quá. Bất quá cái gì, Thiên Khải Thần Vương nhướng mày, điều kiện của hắn, tại thần giới bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Bất quá ta muốn nói là, người Thiên Đạo Tông, quá yếu. Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi Thiên Đạo Tông, quá yếu, thanh âm nhàn nhạt, nhìn mọi người trợn mắt hốc mồm, Thiên Khải Thần Vương cũng sững sờ ngay tại chỗ, Thiên Đạo Tông quá yếu. Đây chính là thần giới, đỉnh phong thế lực A, cái này còn yếu. Cái này Nhậm Trường Sinh thật cuồng, Thiên Đạo Tông đều yếu, sợ là toàn bộ thần giới đều không có người có thể cho hắn gia nhập. Cười chết ta rồi, ngươi nhìn Thiên Đạo Tông Thiên Khải lỗ mũi trâu, miệng đều lệch ra đến bầu trời, cười chết ta rồi, ha ha ha. Mọi người xôi trào lên. Quá yếu, chí tôn cốt phía trên, Nhậm Trường Sinh âm thầm thở dài một cái, Nhậm Trường Sinh trong đầu, xuất hiện tam sát tam tổ, cái kia ngang dọc ước vạn trượng hồng hoang thân thể. Cái kia nhóm cường giả, bực nào đáng sợ, nếu không phải tiến nhập thần giới về sau, người này đã mất đi đối với hắn khóa chặt, sợ là xông nhập thần giới, toàn bộ thần giới, đều sẽ bị hắn chấn vỡ đi. Nhậm Trường Sinh, ngươi dám nhục ta Thiên Đạo Tông, một tôn Thiên Đạo Tô, ân đệ tử đứng ra. Mặt mũi tràn đầy nộ khí đường. Nhục ngươi,
Nhậm Trường Sinh trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống. Thì tính sao? Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cuồng vọng, Thiên Đạo Tông mấy bóng người, trong mắt nộ khí tăng vọt, giờ phút này Thiên Khải Thần Vương, thần sắc cũng âm trầm xuống, hắn hảo ý mời chào Nhậm Trường Sinh. Không nghĩ tới Nhậm Trường Sinh, còn chướng mắt hắn Thiên Đạo Tông. Nhậm Trường Sinh, người cũng đã biết, cái này chí tôn cốt chính là Long Vực Chí Bảo, nếu là ngươi không gia nhập ta Thiên Đạo Tông, không người nào có thể bảo vệ ngươi. Thiên Khải nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, thanh âm lạnh lùng nói. Không chiếm được, vậy dĩ nhiên là hủy đi. Trước mắt Nhậm Trường Sinh, nếu là rơi tại cái khác thế lực trong tay, cái kia mang đến, còn có chí tôn cốt, Nhậm Trường Sinh không vào Thiên Đạo Tông, vậy liền chết. Đến tại chí tôn xương, hắn Thiên Đạo Tông cũng muốn. Ngươi muốn giết ta, Nhậm Trường Sinh nhàn nhạt quét người này liếc một chút, giết hắn, chiếm lấy chí tôn cốt. Thật sự là buồn cười, hôm nay sợ là hắn thêm vào Thiên Đạo Tông, cũng muốn thành thành thật thật giao ra chí tôn cốt. Nhậm Trường Sinh, ngươi nếu là nhập ta Ma Tông, ta Ma Tông có thể hộ ngươi, bất quá ngươi cần trước đem chí tôn xương giao cho ta Ma Tông. Ma Tông Thần Vương, âm trầm đường, so với Thiên Đạo Tông, ngươi ngược lại là cái thật tiểu nhân. Nhậm Trường Sinh nhìn lấy người này, thần sắc đạm mạc nói, Thiên Đạo Tông người tuy nhiên không nói chí tôn cốt, nhưng Nhậm Trường Sinh dám khẳng định, chính mình tiến vào Thiên Đạo Tông. Cái kia chí tôn cốt sợ là rất nhanh, liền sẽ bị Thiên Đạo Tông cưỡng ép mang đi. Ngạch, Ma Tông Thần Vương cười khan một tiếng, Thiên Khải Thần Vương sắc mặt, càng thêm âm lãnh mấy phần, Nhậm Trường Sinh, đây là không thức thời. Oanh, nhưng vào thời khắc này, hư không đột nhiên chấn động lên, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên long uy, theo cái kia long vực truyền đến. Là long vực người, thật mạnh uy áp, cái này sợ là long vực thần vương. Mau nhìn, đó là ngũ trảo kim long, là long vực ngũ trảo kim long, khí tức kia đã đạt đến thần vương đỉnh phong chi cảnh. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, một đầu trăm vạn trượng thần long, bay thẳng đến thần giới thông đạo mà đến. Đoạt ta long vực chí tôn cốt, chết, oanh, một cái long trảo, phá không mà đến, cái kia nhất trảo, bay thẳng đến Nhậm Trường Sinh đỉnh đầu rơi xuống, này người chưa tới, nhưng lại muốn đem Nhậm Trường Sinh cách không, kéo thành phấn vụn. Chương 159, chiến long vực thần vương lại là long vực. Nhậm Trường Sinh trong mắt lãnh mang tăng vọt, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh tâm thần nhất động, dưới thân chí tôn cốt, trực tiếp phóng lên tận trời. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy, đáng sợ chiến đấu dư âm, điên cuồng hướng chung quanh tùy ý, chung quanh mấy chục vị thần linh, ngoại trừ bảy tôn thần vương, những người khác, liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật mạnh, long vực thần vương, thật là đáng sợ. Là ngũ trảo kim long, chẳng lẽ là long vực thiên kiêu xếp hạng thứ 97 Ngao Kim, người này đi vào thần vương chi cảnh, đã 300 triệu năm. Là Ngao Kim, hắn nhưng là nắm giữ tiếp cận với một thành tổ long huyết mạch, nghe đồn long vực lão tổ còn muốn đem hắn bồi dưỡng thành tuyệt đại thần đế. Mọi người kinh hô lên, hư không bên trong, lực lượng điên cuồng tùy ý, rốt cục, hai cỗ lực lượng, từ từ tán đi. Hư không bên trong, một đạo lãnh ngạo bóng người, hàng lâm xuống, người này giống như vô thượng thiên chi kiêu tử, một mặt ngạo mạn nhìn xuống mọi người. Thần giới trước thông đạo, Nhậm Trường Sinh đứng tại chí tôn cốt trên lưng, Nhậm Trường Sinh sau lưng, chính là kim sĩ bọn người, nhìn lấy hư không nam tử, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, khẽ híp một cái. Thần vương đỉnh phong, quả nhiên cường, so với vừa mới kim tháp thiên thần, người này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, kim tháp thiên thần ở trước mặt của hắn, sợ là liền một chiêu, đều không tiếp nổi. Thật là Ngao Kim TH, ẩn vương, là hắn, bảy tôn thần vương, thần sắc ngưng trọng lên, long vực vô địch, điều này nói rõ long vực tại thần giới thế lực, long vực thống soái yêu tộc, hắn đáng sợ, có thể nghĩ. Ngươi, không tệ, xem thường thanh âm truyền đến, Ngao Kim nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, lãnh ngạo vô song. Ngươi cũng không tệ, Nhậm Trường Sinh khóe miệng dương lên, long vực thiên kiêu. Quả thật không tệ. Chỉ là không biết chém giết người này, mình có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Tăng lên tới thiên thần, thần quân, cũng hoặc là thần vương. Nhậm Trường Sinh trong lòng, rất chờ mong. Chí tôn cốt, chính là ta long vực chí bảo, các vị chẳng lẽ cũng muốn chiếm lấy ta long vực chí bảo hay sao? Ngao Kim đảo qua bảy tôn thần vương, thần sắc đạm mạc đường. Cái này, bảy tôn thần vương, sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, bọn họ tuy nhiên cũng là thần vương, nhưng bàn về chiến lực. So với cái này Ngao Kim không biết kém bao xa. Ngao Kim chính là long vực thiên kiêu. Nghe đồn người này tại thần quân viên mãn chi cảnh lúc, liền nắm giữ có thể so với thần vương lực lượng, thậm chí có người nói, hắn tại thần quân chi cảnh, chém giết một vị thần vương. Cút, Ngao Kim lạnh lùng nói. Mau lui lại, lần lượt từng bóng người,
nhanh chóng lui lại, bắt đầu còn phách lối vô cùng bảy tôn thần vương, giờ phút này tại Ngao Kim trước mặt, xám xịt lui lại. Nhưng đám người này cũng không có vội vã rời đi, đứng tại ở ngoài mấy ngàn dặm, một đám người ngừng lại, đám người này, còn nghĩ đến ngư ông thu lợi. Long vực, phách lối A, Nhậm Trường Sinh âm thầm thở dài một cái, bàn về tư chất, long vực long tộc, đó là trời sinh thiên kiêu, so với nhân tộc đến cường vô số lần. Đương nhiên, nhân tộc cũng có thiên kiêu, nhưng phần lớn thiên kiêu, đều chết tại nội đấu bên trong, có thể trưởng thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giao ra chí tôn cốt, ta có thể ban cho ngươi một cái toàn thây. Theo một đám người rời đi, Ngao Kim nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, một mặt xem thường đường. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tử chí tôn cốt, không cho ngươi lại như thế nào? Nhậm Trường Sinh tâm thần nhất động, chí tôn cốt phóng lên tận trời, mình mông chí tôn uy áp, theo Nhậm Trường Sinh trên thân, lan tràn ra. Ngươi muốn chết, Ngao Kim trong mắt hàn ý tăng vọt, chí tôn cốt, đó là hắn long vực chí bảo, liền hắn long vực bên trong, có thể luyện hóa người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ lại bị một vị nhân loại luyện hóa. Đối với long vực tới nói, cái kia chính là sỉ nhục, hôm nay, hắn định muốn cướp về chí tôn cốt, giết Nhậm Trường Sinh, truyền long vực uy nghiêm. Lão đại, để cho ta chiếu cố hắn. Lão đại, Kim Sĩ cùng Đế Sát, trên thân hung hãn khí tức dâng lên, một cỗ bạch hổ thần uy, một cỗ Kim Sĩ đại bằng thần uy, phóng lên tận trời. Bạch hổ huyết mạch, Kim Sĩ đại bằng huyết mạch, Ngao Kim trong mắt, trong nháy mắt quang mang tăng vọt, bạch hổ thần thú, Kim Sĩ đại bằng, cái này đều là tuyệt thế thần thú, như thế huyết mạch tại hắn long vực, vậy cũng vô cùng chân quý. Hai người các ngươi thân là thần thú hậu nhân, há có thể thần phục nhân loại, các ngươi nếu là nguyện ý quy hàng tại ta, ta có thể mang các ngươi về long vực. Ngao Kim thần sắc lãnh ngạo nói, long vực, đó là yêu tộc chi vương, thả ngươi mẹ cẩu thí, long vực nhằm nhò gì, lão tử mới không đi. Lão đại nói không sai, ngươi long vực tính toán cái rắm. Kim Sĩ cùng Đế Sát trong mắt, hung quang tăng vọt, bọn họ đối long vực có thể không có ấn tượng tốt gì, cái này Ngao Kim, còn nghĩ đến hàng phục bọn họ. Không biết tốt xấu, Ngao Kim trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, hắn thấy, nhận lấy Kim Sĩ cùng Đế Sát tiến vào long vực, đó là đối Kim Sĩ cùng Đế Sát ân sủng. Như thế không tạ ơn, cái kia đáng chết, thật là bá đạo long vực, Nhậm Trường Sinh trong mắt, cũng lạnh lên, liền Kim Sĩ cùng Đế Sát, cũng muốn lấy đi. Long vực này sợ là coi là toàn bộ thần giới, đều là bọn họ. Chí tôn cốt, oanh, tâm thần nhất động, Nhậm Trường Sinh khống chế chí tôn cốt, phóng lên tận trời. Đáng sợ hồng hoang thần lực, hướng Nhậm Trường Sinh thể. Nội cuồn cuộn mà đến, thần giới hư không, giờ phút này đều run rẩy lên. Ta long vực chí tôn cốt, Ngao Kim sắc mặt, vô cùng băng lãnh, khống chế hắn long vực chí tôn cốt, hiện tại còn dám cùng hắn giao chiến, trước mắt Nhậm Trường Sinh, thật ngông cuồng. Nhận lấy cái chết, chân long chi chảo, phốc phốc, cái kia nhất chảo rơi xuống, hư không ông ông tác hưởng, cái này cứng ngắc thần giới không gian, giờ phút này tựa hồ cũng muốn bị hắn nhất chảo xé nát. Tổ long huyết mạch, oanh, chí tôn cốt phía trên, Nhậm Trường Sinh trực tiếp mở ra tổ long huyết mạch, Nhậm Trường Sinh thể nội, cái kia hoàn toàn kích hoạt tổ long huyết mạch, gào lên. Giống giống, mấy trăm ngàn trượng tuyệt thế thần long, biến ảo tại Nhậm Trường Sinh sau lưng. Chí tôn cốt phía trên, uy thế ngút trời, tổ long huyết mạch phía dưới, Nhậm Trường Sinh tựa hồ cảm giác được, cái kia chí tôn cốt biến thành chính mình thân thể một bộ phận, mình mông lực lượng, theo chí tôn cốt truyền đến. Đây là tổ long huyết mạch. Ngao Kim thần sắc, hơi kinh hãi, Ngao Bộ Thiên cái chết, cũng không có đem Nhậm Trường Sinh tổ long huyết mạch sự tình truyền cho hắn. Liền chí tôn cốt đó cũng là hắn long vực, hôm qua lấy được tin tức, hắn cũng không nghĩ tới, Nhậm Trường Sinh một cái nhân loại, có long vực chân quý nhất huyết mạch. Không đúng, huyết mạch của hắn so với ta còn mạnh hơn. Một lát, Ngao Kim trong mắt kinh nghi lên, Nhậm Trường Sinh tổ long huyết mạch mở ra, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, nhận lấy cực lớn áp chế. Nguyên bản hắn kiêu ngạo nhất huyết mạch, giờ phút này tựa hồ thành hắn hạn chế. Ngao Kim đúng không, hôm nay lão tử không đem da của ngươi lột, lão tử tên viết ngược lại. Ngạo nghễ âm thanh vang lên, Nhậm Trường Sinh nhất quyền xuất thủ. Giống giống, theo Nhậm Trường Sinh một quyền này, cái kia chí tôn cốt đáng sợ thần lực, cuồn cuộn mà đến. Một quyền kia phía dưới, Nhậm Trường Sinh cảm giác liền thần vương, đều có thể đánh nát. Chương 160, thần vương, như cũ gục xuống cho ta không tốt. Ngao Kim thần sắc đại biến, một quyền kia đập tới, hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể, giờ phút này như là ốc sên đồng dạng, vận chuyển vô cùng chậm rãi. Tổ long huyết mạch tuyệt đối áp chế, đây là huyết mạch tuyệt đối áp chế. Ngao Kim trong lòng, thấp sống lên, cái này sao có thể?
huyết mạch tuyệt đối áp chế. Thần thông như thế toàn bộ Long vực, có thể thi triển không vượt qua 10 người. 10 người này, đều là bài danh 10 vị trí đầu thiên kiêu A. Cho ta ngăn trở, phanh, người này nhất chảo, cùng Nhậm Trường Sinh nhất quyền đụng vào nhau, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh thân thể, liên tiếp lui về phía sau, mà cái này Tôn Long thần, cũng té bay ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, Ngao Kim thân thể, tại trên mặt đất lưu lại một mấy trăm ngàn trượng hố to. Vừa mới ta nhìn thấy cái gì, Long vực thiên kiêu Ngao Kim bị đánh bay. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Cái này Nhậm Trường Sinh không phải thật sự thần sao? Hắn chẳng lẽ còn che giấu tu vi hay sao? Có thể đánh bay thần vương, cái này Nhậm Trường Sinh sợ ít nhất cũng là thần vương đỉnh phong cường giả, thậm chí có thể là vô thượng thần hoàng, trách không được hắn cự tuyệt thiên đạo tông mời. Một đám người, nghị luận quá phận phân, thời khắc này thiên khải thần vương, cũng đầy mặt rung động, liền Ngao Kim thần vương đều có thể đánh bay. Cái kia Nhậm Trường Sinh thực lực, được nhiều cường, may mắn, vừa mới bọn họ không có xuất thủ. Ta Tử Diễm thần vương, nhất định muốn đi theo hắn. Tử Diễm thần vương mặt mũi tràn đầy nóng rực, Chiến thần vương, cũng nuốt một ngụm nước bọt, thiếu niên kia, quá yêu nghiệt, người khác không biết, nhưng Hỏa Linh đạo nhân cùng Âu Dương Huy đây chính là rõ ràng vô cùng. Thiếu niên kia, căn bản không phải cái gì thần vương thần hoàng, mà chính là hàng thật giá thật chân thần. Thậm chí lúc ở hạ giới, Nhậm Trường Sinh còn không có đăng lâm thần đạo, lúc trước Đông Hải phía trên, Nhậm Trường Sinh tại hai người trước mắt, chứng nhận thần đạo. Quá yêu nghiệt, Âu Dương Huy âm thanh run rẩy đường. G, đây chính là thần vương A, thiếu niên kia, trưởng thành quá nhanh Long vực thiên kiêu, không gì hơn cái này. Ngạo nghễ âm thanh vang lên, Nhậm Trường Sinh khống chế chí tôn cốt, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống Ngao Kim, Nhậm Trường Sinh trong mắt mang theo khinh thường. Đáng hận, Ngao Kim gầm nhẹ một tiếng, thân thể hóa thành bản thể, phóng lên tận trời, hư không bên trong, hơn một triệu trượng ngũ trảo kim long, uy thế vô song. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, Ngao Kim tức giận quát, tổ long huyết mạch A. Hắn long vực chân quý nhất huyết mạch chi lực, làm sao có thể xuất hiện tại nhân tộc trên thân? Trước mắt Nhậm Trường Sinh, đến cùng là ai? Ta, Nhậm Trường Sinh. Nhậm Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhưng sau một khắc, Nhậm Trường Sinh hai con mắt, một đạo tử mang dâng lên, đồng thời, Nhậm Trường Sinh trên người tổ long uy áp, giờ phút này càng là tăng vọt. Hồng hoang thiên đồng, Ngao Kim thần sắc giật mình. Hồng hoang thiên đồng, đó là toàn bộ thần giới xếp hàng thứ nhất thiên đồng, liền hắn long vực chí tôn chi đồng tử, đều hàng ở phía dưới. Phốc phốc, tử mang nổ bắn ra mà ra, bay thẳng đến Ngao Kim đánh tới. Hồng hoang thiên đồng, có thể đoạn ức vãn sơn hà, hiện tại Nhậm Trường Sinh mặc dù không có đạt tới cảnh giới này, nhưng ở chí tôn cốt tương trợ xuống. Đối kháng thần vương, đã đủ, cốt cho ta, phốc phốc, Ngao Kim nhất chảo, muốn ngăn trở đạo này tử mang, nhưng sau một khắc. Ngao Kim sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn móng vuốt, trực tiếp vỡ nát hồng hoang thiên đồng, không gì không phá. TTT, Ngao Kim bóng người, lui lại 10.000 dặm, người này nhìn lấy Nhậm Trường Sinh, trong mắt dâng lên một vệt bất ngờ, tổ long huyết mạch, hồng hoang thiên đồng, trước mắt Nhậm Trường Sinh. Đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Quá yếu, Nhậm Trường Sinh âm thầm thở dài một cái, long vực thần vương, Nhậm Trường Sinh coi là cũng không tệ lắm, nhưng ai biết, lại như thế yếu. Có thể nói. Tại Nhậm Trường Sinh trong mắt, một tôn long vực thần vương, sợ còn không có một tôn nhân tộc thần vương tới mạnh, dù sao tại tổ long huyết mạch áp chế xuống. Một tôn long vực thần vương tại Nhậm Trường Sinh trước mặt, thực lực 10 không còn một. Ngao Kim long chảo đều sẽ đánh nát, đó là hồng hoang thiên đồng. Thần giới đệ nhất đồng tử, thật mạnh, từng tôn thần vương, hít vào một ngụm khí lạnh, còn lại thần linh, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch, cái kia một đạo tử mang liền long vực thần vương long chảo đều có thể đánh nát. Cái kia đối với phía trên bọn họ, xuống chàng như thế nào, lại đến, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhậm Trường Sinh thể nội, hồng hoang thần lực chấn động mà ra, hư không bên trong, Ngao Kim nghe đến lời này, thần sắc hơi hơi cứng đờ. Nhậm Trường Sinh, ta chính là Long vực thiên kiêu, chỉ cần ngươi giao ra chí tôn cốt, lại thêm vào ta Long vực có thể. Phốc phốc, hồng hoang thiên đồng lần nữa mở ra, tử mang nổ bắn ra mà ra, hư không bên trong, Ngao Kim thanh âm còn chưa nói xong. Vội vàng tránh né. Ngao ngao, thê thảm thanh âm truyền đến, Ngao Kim trên thân, một mảng lớn vảy rồng vỡ vụn, lần này hắn không dám cầm long chảo đi cản. Nhưng thân thể, lại đồng dạng ngăn không được, thần vương long huyết, theo hư không rơi xuống. Cái này có thể là đồ tốt, Kim Sí cùng Đế Sát, mắt trong mừng rỡ, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hai người trực tiếp lao ra đi, đem những cái kia long huyết, thôn vệ sạch sẽ.
Ngao ngao ngao, hai trên thân thể người, khí tức liên tiếp lên cao. Thần vương long huyết, ẩn chứa thần lực đáng sợ đến bực nào, dù là một giọt, đều đủ để một tôn chân thần thân thể nổ tung. Oanh, oanh, hai trên thân thể người, khí tức trực tiếp đăng lâm chân thần chi cảnh. Ngươi dám, Ngao Kim kinh sợ không thôi, nuốt hắn long huyết tăng cao tu vi, đây quả thực là cuồng vọng vô biên, đây là không nhìn hắn long vực uy nghiêm. Đúng rồi, huyết mạch của ngươi, tựa hồ còn chưa tới một thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Nhậm Trường Sinh nhìn lấy Ngao Kim, đột nhiên tà nở nụ cười. Ngươi C, có ý tứ gì? Ngao Kim nghe được Nhậm Trường Sinh lời này, trong mắt của hắn dâng lên một vệt kinh nghi, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Không có ý tứ gì khác, chỉ là, tước đoạt ngươi huyết mạch mà thôi. Nhậm Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh thể nội tổ long huyết mạch, điên cuồng gào lên. Thần thông, huyết mạch tước đoạt, thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, Nhậm Trường Sinh trên thân, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn dâng lên, cỗ lực lượng kia, trực tiếp bao phủ lại Ngao Kim. Đây là, Ngao Kim tâm thần run lên, cỗ lực lượng kia, chí cao vô thượng, tựa hồ có thể trưởng khống hắn hết thảy. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, hắn liền phản kháng cũng không dám. Đây là huyết mạch tước đoạt, không. Ngao Kim hoảng sợ lên, trong cơ thể của hắn, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch chi lực, nhanh chóng tiêu tán, trên người hắn, tu vi cũng bắt đầu giảm xuống. Thần vương đỉnh phong, thần vương hậu kỳ, thần vương trung kỳ, thần vương sơ kỳ, trực tiếp rớt xuống thần vương sơ kỳ, Ngao Kim tu vi mới dừng lại, nhưng hắn giờ phút này, khí tức trên thân giảm xuống hơn 100 lần. Cái kia năm chảo thân rồng cũng rút nhỏ gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Ngao Kim tu vi rớt xuống thần vương sơ kỳ, ta cảm giác lực lượng của hắn giảm xuống chí ít gấp mấy chục lần. Đây là cái gì lực lượng? Một đám thần vương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần vương đỉnh phong Ngao Kim, càng là vô cùng hoảng sợ, thật là đáng sợ, thiếu niên kia thật là đáng sợ. Tới đây đã kết thúc tập này, cảm ơn đã nghe hết tập này, hẹn gặp lại tập kế tiếp, đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé, mọi ý kiến hay thích nghe bộ truyện nào thì hãy để lại lời bình. Mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh, hẹn gặp lại, bye bye.